Thủy Nguyệt Thánh Nữ chậm rãi nói. Khí Phật môn thánh khiết thật tinh thuần, hơi giống hơi thở của một vị tiền bối thái cổ thánh Phật miếu. Tiêu Tiểu Thiền kinh ngạc không nói nên lời, bán yêu thật sự có liên quan với vị cao tăng trong thái cổ thánh Phật miếu. Thật khó tin. Tiêu Tiểu Thiền thầm nghĩ. Khi nào gặp Tam Thúc phải báo lại chuyện này cho Tam Thúc biết. Cửu Tiêu Tiên Thành không thể trêu vào bất cứ tòa thái cổ thánh Phật miếu nào nổi. Trong thiên quốc, trên biển cả. Phong Phi Vân ngưng luyện khối xương phượng thứ 18 thành công, hắn hấp thu nhiều tinh hoa Phật khí, tu vi lại tăng mảng lớn, đến đỉnh Niết Bàn Đệ Tam Trọng Thiên. Thần Cung Chủ Thần Linh Cung là cảnh giới đỉnh Niết Bàn Đệ Tam Trọng Thiên. Nhưng nếu Thần Cung Chủ gặp Phong Phi Vân bây giờ, hắn không sử dụng áo da phượng vảy rồng cũng có thể đánh gã hồn phi phách tán trong vòng ba đấm. Cơ thể Phong Phi Vân càng mạnh mẽ hơn, 3.000 vạn hạt cho thánh linh rung động trong thân thể. Mỗi một kích ngang ngửa tu sĩ Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên. Dù gặp mấy lão tổ cổ tộc Phong Phi Vân cũng dám so tài ngay mặt. Phong Phi Vân hít sâu, muôn vàn tinh khí nhập vào cơ thể hắn. Phong Phi Vân điểm hư không, ánh sáng bay ra 800 vạn dặm, đâm thủng một ngọn núi. Tiểu tà ma ngồi trên lưng Đạm Đạm từ ngoài biển bay đến. Qua, qua, ca ca thật là lợi hại, ca ca thật là lợi hại. Phong Khanh Khan không còn là tiểu tà ma ngày xưa, nàng đã là mỹ nhân khoảng 20 tuổi, ngực to, cana dài, da trắng tuyết. Tiểu tà ma đẹp hơn đa số nữ nhân Phong Phi Vân từng gặp, có lẽ chỉ thua Nam Cung Hồng Nhan, Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân thu về kinh khí khuếch tán, cười nói. Ta phải rời khỏi thiên quốc ngay, chào nhóm La Phù, Thương Nguyệt dùm ta. Phong Khanh Khanh mỉm cười nói. Không được, không được, không thể được. Bây giờ thiên quốc rối loạn, ta muốn ra ngoài tu luyện với ca ca, không muốn ở lại đây nhìn một đám nữ nhân đấu tới đấu lui, chán chết. Phong Khanh Khanh bay đến bên cạnh Phong Phi Vân, ôm chặt tay hắn, đầu dựa vào vai hắn, dán sát không buông tay. Tình huống bên ngoài rất nguy hiểm, Phong Phi Vân không muốn ở lại thiên quốc quá lâu, sau khi đột phá phải đi ngay. Nên Phong Phi Vân không xem tình hình thiên quốc thế nào, nghe Phong Khanh Khanh nói dường như trạng thái rất tệ. Phong Phi Vân hỏi, chuyện gì xảy ra, là Long Thương Nguyệt gây sự hay Diêu Cát? Phong Khanh Khanh chớp mắt, rèm mi run. Không chỉ thế, còn Nạp Lan, Ngọc Nhi, Vu Phật Tôn. Ta thấy bọn họ là lạ, dường như rất thù địch La Phù tỷ tỷ. Sao có thể như vậy? Chẳng phải Nạp Lan đang tĩnh tâm tu luyện Kim Tàm Kinh sao? Tại sao bị cuốn vào? Còn Vu Thanh Họa, ta giao người cho nàng ta, Vu Thanh Họa nổi khùng gì thế này? Phong Phi Vân loáng thoáng cảm nhận được thiên quốc rối ren, hóc búa nhức óc. Chẳng phải ta mời Thiên Vu thần nữ chăm sóc La Phù dùm sao? Thiên Vu thần nữ không thể áp chế được mấy nha đầu kia. Phong Khanh Khanh nói, vốn làm được, nhưng Nạp Lan tỷ tỷ, Diêu Cát tỷ tỷ đột phá cảnh giới rồi thì khó. Nạp Lan tỷ tỷ bẩm sinh Phật thể, trong người có 6 viên tiên thiên xá lợi, lại tu luyện Kim Tàm Kinh do ca ca truyền cho nàng. Tu vi tăng vọt, luyện hóa 6 viên y chi cha lợi chuyển thành xá lợi tử của mình, bây giờ tu vi Nạp Lan sau đó không yếu hơn Thiên Vu thần nữ, nàng mà nổi giận thì ai ức chế được. Diêu Cát tỷ tỷ tu luyện Quỷ Hoàng Bảo Điển, cô đọng ra căn nguyên quỷ hồn. Nghe nói Diêu Cát tỷ tỷ cô đọng tịch diệt căn nguyên, tu vi siêu mạnh. Sau khi mâu thuẫn với sinh linh thì Diêu Cát tỷ tỷ đi phía Bắc Thiên Quốc, biến mảnh băng nguyên thành quỷ vực. Mười mấy nữ yêu tinh mà ca ca giấu trên OK đảo bị Thương Nguyệt tỷ tỷ phát hiện. Dùng tà linh tầm bảo thuật nuốt hết nữ yêu tinh, OK đảo chìm vào đáy biển. Phong Phi Vân trầm ngâm nói. Nghe nàng nói thì đúng là hỗn loạn thật, giờ tạm bỏ mặc bọn họ đi, muốn gây sự thế nào thì tùy. Chờ khi ta ra khỏi mộ táng thánh linh sẽ giải quyết từng người. Ca. Phong Khanh Khanh đáng thương lắc cánh tay Phong Phi Vân, nói. Giờ ta mét tội bọn họ, quay về sẽ bị họ diệt khẩu. Ca ca hãy mang ta ra ngoài đi. Ta bảo đảm sẽ không gây rắc rối cho ca ca. Bên ngoài rất nguy hiểm, nàng đừng ra ngoài. Phong Phi Vân không chịu mang Phong Khanh Khanh đi, mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ nguy hiểm khó đoán, hắn căng thẳng thần kinh như đi trên băng. Nhưng khi con đường thiên quốc được mở ra tiểu tà ma đã nhanh chân chạy ra ngoài. Thủy Nguyệt Thánh Nữ đứng bên tảng đá vàng, vóc dáng mảnh khảnh, tiên vụ lượn lờ quanh thân, váy trắng mềm nhẹ. Tóc dài màu đen bay trong gió. Thủy Nguyệt Thánh Nữ đưa lưng ra ngoài, chỉ một bóng lưng đủ làm các nam nhân si mê, tựa như tiên nữ giáng trần. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Phong Phi Vân không có chút hảo cảm với Thủy Nguyệt Thánh Nữ, hắn biến Thiên Tủy binh đàm thành trường thương, thu kim Phật cao 99 thước về. Phong Phi Vân hỏi, mau thành thật, chẳng phải ta kêu ngươi trông chừng nàng sao? Tại sao bị người thả ra? Mau thành thật lăn ra đằng sau Phong Phi Vân, gián sát trường bào của hắn. Nhị đại gia, không phải lỗi của ta, tại nữ nhân này làm, lỗi tại nàng hết. Nàng còn muốn ta đi cái gì? Kính Hoa Thủy Nguyệt. Tiểu tà ma rất tò mò Mao Thành Thật, vươn hai ngón tay chọt người nó. Nàng định mang ngươi đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Thủy Nguyệt Thánh Nữ chậm rãi nói. Là Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phong Phi Vân sờ cằm, dứt khoát nói. Nàng không thể mang nó đi. Tiêu Tiểu Thiền đứng một bên cảm thấy hắn quá kiêu ngạo, dám giúp chiến binh trước mặt Thủy Nguyệt Thánh Nữ, đây là kỵ nhất, là bất kính với Thánh Nữ. Tiêu Tiểu Thiền nghiến răng hỏi. Này bán yêu chết tiệt, người có biết đang nói chuyện với ai không? Tiêu Tiểu Thiền cảm thấy tiên hiền yêu tộc đang tìm chết, nếu Thủy Nguyệt Thánh Nữ tức giận thì nguyên bán yêu minh không tồn tại. Phong Phi Vân nói. Không biết, cũng không muốn biết. Tiêu Tiểu Thiền cảm thấy nói thật sẽ hù Phong Phi Vân sợ quỳ dưới đất, dù không quỳ cũng sẽ không dám kiêu ngạo như vậy nữa. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, nàng chính là thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, dù là minh chủ bán yêu minh các ngươi cũng phải cung kính với thánh nữ. Tiêu Tiểu Thiền đắc ý nhìn Phong Phi Vân, cười vui sướng khi người gặp họa. Phong Phi Vân nói, Thủy Nguyệt Thánh Nữ thì sao? Chẳng lẽ Thủy Nguyệt Thánh Nữ có thể quang minh chính đại làm chuyện cướp đồ của người sao? Thủy Nguyệt Thánh Nữ hiên viên nhất nhất nói. Thánh thực quả đã có chủ thì ta sẽ không cưỡng cầu. Phong Phi Vân cười khẩy nói. Vậy Thánh Nữ còn ở lại đây làm gì? Phong Phi Vân không tin Thủy Nguyệt Thánh Nữ đã nhận ra Thánh thực quả mà nhịn được không đi cướp. Thủy Nguyệt Thánh Nữ mở miệng nói. Trong lòng ta có một thắc mắc, hy vọng các hạ có thể báo cho biết. Ngươi và Phật Tàm Tử tiền bối có quan hệ gì? Phong Phi Vân thầm nghĩ. Phật Tàm Tử là người sáng tạo Kim Tàm Kinh, tiền bối sống 3 vạn năm trước. Chẳng lẽ Phật Tàm Tử tiền bối còn sống? Chắc hiên viên nhất nhất phát hiện manh mối gì đó trên Kim Phật nên suy đoán ta và Phật Tàm Tử có quan hệ. Hoặc vì, nàng e ngại Phật Tàm Tử tiền bối nên bây giờ mới không cướp đi thánh thực quả. Vì ghét Thủy Nguyệt Đình nên Phong Phi Vân ấn tượng với hiên viên nhất nhất rất tệ, hắn luôn suy nghĩ theo chiều hướng xấu. Có lẽ hiên viên nhất nhất thật sự là một người tâm tính hơn người, lòng không dính hạt bụi, không định cướp thánh thực quả. Tiêu Tiểu Thiền ngẫm nghĩ, nàng chưa từng nghe nói về Phật Tàm Tử, tại sao Thủy Nguyệt Thánh Nữ nhắc đến Phật Tàm Tử? Phong Phi Vân nói, xem như truyền nhân cách đời đi. Thủy Nguyệt Thánh Nữ xoay người lộ ra khuôn mặt thanh tú trang nhã, sóng mắt mênh mông, mũi quỳnh ngọc ngà, da trắng như tuyết. Ai nhìn thấy Thủy Nguyệt Thánh Nữ sẽ nghĩ ngay đến hai chữ tiên nữ. Không người nào xứng với hai chữ này hơn nàng. Mắt Thủy Nguyệt Thánh Nữ mông lung, ăn mặc trang nhã, không có hoa văn trang sức gì. Thủy Nguyệt Thánh Nữ như đóa sen đứng thẳng, tạo áp lực mạnh mẽ. Mắt Thủy Nguyệt Thánh Nữ như nhìn thấu Phong Phi Vân, như nước như xương. Thủy Nguyệt Thánh Nữ nhẹ gật đầu, nói. Nếu ngươi tu luyện loại thánh điển Phật môn đó, thiên phú đỉnh đẳng cấp sử thi, thân bán yêu đạt được tư chất như thế đã rất giỏi. Có lẽ có hy vọng phá vỡ nguyền rủa bán yêu. Tiêu Tiểu Thiền lẩm bẩm. Thiên phú đỉnh đẳng cấp sử thi, bán yêu này thật khiến người nhìn với cặp mắt khác. Thủy Nguyệt Thánh Nữ rất lạnh nhạt, dường như trừ thiên đạo và kiếm đạo ra mọi thứ trên đời không liên quan đến nàng. Thủy Nguyệt Thánh Nữ khen Phong Phi Vân xong xoay người đi, thật sự không đinh cướp thánh thực quả. Chờ chút. Phong Phi Vân trầm giọng nói. Nàng không được đi. Tiêu Tiểu Thiền rất ghét Phong Phi Vân. Dừng bước định dạy cho hắn bài học. Bán yêu chết tiệt, đừng tưởng rằng ngươi có thiên phú đỉnh đẳng cấp sử thi thì ta sợ ngươi. Hai lần trước là ta sơ sẩy, nếu tái chiến chắc chắn ngươi không đánh lại ta. Thủy Nguyệt Thánh Nữ dừng bước nói. Các ngươi có ân oán gì? Có lẽ ta có thể giải hòa thay cho hai người. Phong Phi Vân thấy người của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là bực tức, hắn khinh thường Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Phong Phi Vân châm chọc. Nàng nghĩ mình là ai? Cho rằng Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là hóa thân của chính nghĩa sao? Đại biểu cho thần thánh, đây là ân oán cá nhân của ta và nàng ấy, tốt nhất thánh nữ đừng xen vào. Vậy rất có lỗi, ta thích lắm chuyện. Giọng Thủy Nguyệt Thánh Nữ lạnh nhạt nhưng chứa uy nghiêm không thể cãi lại, như thể nàng thật sự là đại biểu thần thánh. Trên đời này thiếu người lắm chuyện nên thế nhân càng lúc càng lạnh lùng,
kẻ xấu dám ngang nhiên giết người cướp của, kẻ ác dám không kiêng nể gì làm việc xấu. Kẻ gian đầy rẫy, người già đói chết đầu đường, người tốt ôm nỗi oan xuống suối vàng. Mỗi người tự lo quét tuyết trước cửa, người không thấy thế giới như vậy rất lạnh sao? Phong Phi Vân cười nói. Nói như thể mình là thánh nhân, độ người trong thiên hạ. Thánh nữ làm được không? Ta không phải thánh nhân, ta chỉ muốn làm người có máu có thịt. Phong Phi Vân là đệ tử cách đời của Phật Tàm Tử nên Thủy Nguyệt Thánh Nữ nói nhiều mấy câu với Phong Phi Vân, hy vọng dẫn hắn vào đường ngay. Phong Phi Vân nói, nếu Thủy Nguyệt thiên cảnh các ngươi khiến bán yêu được đối xử bình đẳng hãy đến trước mặt ta nói câu này. Thủy Nguyệt Thánh Nữ trầm ngâm thật lâu, nói, đây là vấn đề tôn ti địa vị tồn tại từ thái cổ, muốn thay đổi địa vị của mình không thể dựa vào người khác giúp đỡ, tự mình cố gắng mới được. Tại sao bán yêu đê tiện? Chỉ vì không thể đột phá vũ hóa cảnh sao? Có lẽ sâu trong lòng bọn họ có nô tính mới là nguyên nhân căn bản nhất. Câu nói này đánh động Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói, được rồi, vì câu nói này của nàng, ta tạm thời có ấn tượng không tệ. Hôm nay nể mặt nàng, ta tha cho nàng ta một lần. Thủy Nguyệt tiên nữ không nói nhiều nữa, lời nên nói nàng đã nói xong. Thủy Nguyệt thánh nữ mang theo Tiêu Tiểu Thiền bay e lần cao. Như hai bướm tiên màu trắng bay lên vực cổ. Thánh nữ tỷ tỷ, bán yêu kia quá kiêu ngạo, để ta cho một kiếm cắt lưỡi hắn, thân phận gì mà dám giễu võ dương oai trước mặt thánh nữ tỷ tỷ. Bên dưới, Phong Phi Vân đứng yên tại chỗ thật lâu. Phong Phi Vân cười nói. Thủy Nguyệt Đình ơi Thủy Nguyệt Đình, người dạy ra một truyền nhân không tệ, không khiến ta thất vọng. Mắt Phong Khanh Khanh đưa làn thu thủy, người mảnh khảnh, cổ trắng ngần. Hai chân thon ẩn hiện dưới làn váy. Phong Khanh Khanh hỏi. Ca ca, Thủy Nguyệt Đình là ai? Một, cố nhân. Phong Phi Vân nghĩ rằng giờ có đưa Phong Khanh Khanh về thiên quốc thì nàng cũng sẽ không chịu, thế thì tạm thời mang theo nàng, nếu thật sự gặp nguy hiểm lại đưa về thiên quốc cũng không mất bao lâu. Phong Phi Vân lấy bộ giáp vũ hóa ra. Cái này là tất ngoại công tặng quà gặp mặt cho Phong Phi Vân, tên Tiên Quang Vân Giáp. Tuy chỉ là một nửa tiên quang vân giáp nhưng lực phòng ngự rất kinh người. Phong Phi Vân đưa giáp cho Phong Khanh Khanh. Mặc vào đi. Phong Khanh Khanh nâng bộ giáp vũ hóa trong tay, rất vui vẻ. Phong Khanh Khanh cảm nhận năng lượng khổng lồ chứa trong áo giáp, nàng vội mặc vào, tiên quang lượn lờ như khoác áo mây. Đây là áo giáp gì? Cảm giác lực phòng ngự rất lợi hại. Ca ca, yêu ca ca nhất. Phong Khanh Khanh vươn một tay vỗ vào vách vực cổ. Vách vực hằn một dấu tay thật to. Phong Phi Vân thấy Phong Khanh Khanh cười thì lòng rất vui. Áo giáp vũ hóa, là bảo giáp do hiền giả vũ hóa cảnh tế luyện ra. Nếu nàng thích thì chờ có cơ hội ta sẽ kiếm đầy đủ bộ giáp. Phong Phi Vân lấy một chiếc nhẫn A, là tỏa hồn giới hắn cướp từ chỗ phi viện công chúa, thuộc hàng linh khí thất phẩm. Linh khí thất phẩm, chấn thế sát binh mới có tứ phẩm, ca ca siêu quá, lấy được báu vật đẳng cấp như thế. Phong Khanh Khanh thèm thuồng, chớp mắt, nhưng nàng biết linh khí thất phẩm cấp bậc rất cao, ca ca yêu thương nàng mấy cũng sẽ không giao cho nàng. Tặng tỏa hồn giới cho nàng, tự mình tế luyện đi, có lẽ dùng tạm được. Phong Phi Vân nâng tay Phong Khanh Khanh, định đeo tỏa hồn giới vào ngón tay nàng. Phong Phi Vân do dự nửa ngày không biết đeo ngón nàng thích hợp. Nhẫn có ý nghĩa không giống bình thường, dù là huynh muội ruột cũng không thể đeo lung tung. Huống chi Phong Phi Vân. Phong Khanh Khanh tuy là người Phong gia nhưng quan hệ huyết thống mỏng manh, càng dễ xảy ra giá dối không cần thiết. Nếu hai người ở trong Phong gia bất tử Phượng Hoàng thân, bị người nhìn thấy động tác thân mật thế này chắc chắn sẽ bị hiểu lầm. Trong đại gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm không hiếm đệ tử cùng tộc kết hợp. Phong Khanh Khanh giật tỏa hồn giới trong tay Phong Phi Vân, siết chặt trong lòng bàn tay. Vẻ mặt Phong Khanh Khanh xấu hổ nói. Ca ca thật tốt với ta. Phong Phi Vân bỗng nổi hứng hỏi. A kêu lúc trước nàng có cơ hội giết ta nhưng không làm. A, ta rất muốn biết tại sao lúc đó nàng không giết ta. Khi ấy Phong Phi Vân bị trục xuất ra Phong gia, gặp tất cả đại thế lực Nam Thái Phủ truy sát. Phong gia cũng phái nhiều đệ tử hành động, Phong Khanh Khanh nằm trong số đó, tu vi cao nhất cũng nhỏ tuổi nhất. Khi ấy Phong Khanh Khanh chỉ là một tiểu cô nương đầy tà khí. Phong Khanh Khanh nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Nhét tỏa hồn giới vào người, nói. Ca ca hỏi câu đó làm gì? Có phải đã hối hận cho ta linh khí thất phẩm, muốn tìm lý do đòi lại tỏa hồn giới?
Phong Phi Vân trợn to mắt nói. Chỉ là một linh khí thất phẩm, ta nhỏ nên như vậy sao? Phong Khanh Khanh đưa tình nhìn Phong Phi Vân, răng cắn môi nói. Ca ca, ta thích ngươi. Phong Phi Vân rất bất ngờ Phong Khanh Khanh đột nhiên nói như thế. Ha 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 ha, đùa thôi. Phong Khanh Khanh ôm bụng cười, tóc dài bay lên, mắt sáng, môi cong cong. Sắc mặt Phong Phi Vân dịu lại, nghiêm túc nói. Sau này không cho nói đùa như vậy nữa. À, Phong Khanh Khanh ngừng cười, nhíu chặt mày, giật tóc, lẩm bẩm. Muội muội thích ca ca là sai sao? Thánh thực quả lên tiếng. Không sai. Mắt Phong Khanh Khanh sáng rực, túm thánh thực quả lên, trong trẻo hỏi. Ngươi cũng cho rằng không sai. Thánh thực quả nói. Đương nhiên không sai, ta thích gia gia của ta. Tôn tử có thể thích gia gia thì tại sao muội muội không được thích ca ca? Vậy tại sao ca ca nạt ta? Không lẽ ghi hận lúc ta còn nhỏ từng đánh hắn hộc máu? Phong Khanh Khanh cảm thấy nàng nắm bắt được vấn đề. Thánh thực quả im lặng giây lát, thận trọng nói. Rất có thể, bất cứ nam nhân nào bị muội muội của mình đánh hộc máu đều nhớ kỹ suốt đời. Phong Khanh Khanh chớp mắt. Vậy bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ ta để ca ca đánh hộc máu bù lại? Phong Khanh Khanh cảm thấy cách này không tệ. Thánh thực quả mơ hồ nói. Thế thì không cần, muội muội có bướng bỉnh thế nào thì ca ca sẽ không nhẫn tâm đánh muội muội. Phong Phi Vân mặc kệ Phong Khanh Khanh và Thánh thực quả nói nhỏ. Một là tiểu tà ma tâm trí chưa trưởng thành, một là ngốc tự nhiên, cả hai thảo luận ra kết quả bình thường mới là lạ. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Vũ Dực ôm Phong Khanh Khanh, Thánh thực quả bay lên vách đá treo leo. Cường giả yêu tộc đã qua khỏi đường dốc, trong không khí còn đọng lại yêu khí nhàn nhạt. Trên vách đá rất treo leo, cây cầu dây xích loang lổ lắc lư trong gió. Hiên Viên Nhất Nhất thích lo chuyện bao đồng, đám cường giả yêu tộc xui rồi. Phong Phi Vân mỉm cười bước đi, xuyên qua cây cầu dây xích, tìm thấy dấu vết mai rùa Mao Ô Quy để lại trên vách đá. Dưới đất có vết máu, là máu người, máu yêu. Xem ra thiên chi kiêu tử nhân loại và cường giả yêu tộc đã gặp nhau ở đây. Bàn tay Phong Phi Vân ấn trên vết máu động, bắt đầu suy tính, rất nhanh hắn tính ra kết quả. Phong Phi Vân nhếch mép cười tà. Yêu tộc gặp phục kích, tổn thất nặng nề. Phong Phi Vân từ máu động dưới đất tính ra hướng đi của tu sĩ yêu tộc, cách nơi này không xa. Lúc này không ra tay còn đợi đến bao giờ? Giết cường giả yêu tộc không chỉ được quân công mà còn có thể ngăn chặn tai hạo ngầm. Tuyết Lang đại nhân truy sát Phong Phi Vân nửa tháng, hắn nhiều lần bị nàng đánh trọng thương. Phong Phi Vân quyết định cho Tuyết Lang đại nhân nếm mùi bị truy sát. Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi. Phong Phi Vân đuổi theo hướng cường giả yêu tộc bỏ chạy. Rất nhanh Phong Phi Vân đến hiệp cốc đỏ như máu, tại cửa vào hắn thấy một xá chết nhân loại. Xác chết treo trên vách đá hiệp cốc, người dính đầy tơ nhện, cơ thể bị tơ nhện xiết đầy vết chảy đổ máu. Trái tim chẳng biết bị cái gì móc ra, phần ngực thủng một lỗ máu to chảy máu ròng ròng. Tu sĩ nhân loại này là con của một vực chủ, đi theo bên cạnh Tiêu Thiên Duyệt, Phong Phi Vân có chút ấn tượng. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta. Phong Phi Vân ngửi được mùi máu nồng nặc trong hiệp cốc, không chỉ mùi của nhân loại, yêu tộc còn có hơi thở sinh vật khác. Trong hiệp cốc tối đen, càng đi vào trong càng rộng rãi. Đột nhiên trong không gian tối đen có tia sáng đỏ xẹt qua trước mặt Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đâm ra trường thương, đâm thủng tia sáng đỏ. Phập, tiếng trường thương đâm vào da thịt. Tu sĩ nhân loại các ngươi quá tồi tệ, đi chết đi. Cường giả yêu tộc bị trường thương đâm thủng tự nổ, nổ tung thành nhiều mảnh nhỏ. Xung lực khổng lồ đánh vào người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân triệu hoán quan tài hoàng thạch chắn trước mặt đỡ xung lực. Quan tài hoàng thạch trượt dài 7-8 thước, phát ra tiếng ma sát đá chói tai. Mãi khi xung lực hoàn toàn biến mất, Phong Phi Vân mới thu quan tài hoàng thạch về. Bùm! Mắt trái Phong Phi Vân bắn ra lửa đỏ thẫm, thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn miễn cưỡng thấy cảnh tượng cách 10 thước. Dưới đất đầy máu và mảnh nhỏ giáp yêu, mùi máu nồng nặc như mây máu. Hiệp cốc này rất kỳ lạ, không thể thi triển thần thức, hèn gì đám tu sĩ yêu tộc trốn vào đây. Phong Phi Vân lại thấy ấn ký mai rùa dưới đất, có vẻ Mao Ô Quy từng tới đây. Con rùa già này bò siêu nhanh. Phong Phi Vân ngước lên nhìn đằng trước, hiệp cốc tối tăm sâu thẳm như tại sao cuối, trong bóng tối tràn ngập khí túc sát, thanh âm kỳ lạ phát ra từ bên trong như có âm linh chiêu hồn.
Phong Phi Vân thu mảnh nhỏ yêu giáp dưới đất, hắn do dự có nên tiếp tục đuổi theo không. Lúc này sau lưng Phong Phi Vân vang tiếng bước chân nhẹ nhàng, chứa chút mùi thơm, dường như có nữ nhân đi đến gần hắn. Vù 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 vù. Phong Phi Vân đâm nhanh trường thương, trước khi đâm vào cổ họng nàng thì ngừng kịp lúc. Phong Phi Vân lạnh lùng nói. Đã bảo các ngươi ở bên ngoài chờ ta, tiến vào làm chi? Nghe giọng Phong Phi Vân thì Phong Khanh Khanh thở phào, cảm giác mũi trường thương sắc bén gần cổ họng, nàng lùi lại một bước. Phong Khanh Khanh cười khúc khích nói. Là thánh thực quả suối. Thánh thực quả vô tội nói. Rõ ràng là ngươi đi trước, tại sao đổ lên người ta? Các ngươi ngậm miệng, nơi này không phải chỗ chơi, hãy giấu hơi thở đi theo sau lưng ta. Phong Phi Vân nói một câu, Phong Khanh Khanh và thánh thực quả im thin thít. Phong Phi Vân nhìn Phong Khanh Khanh, mũi hít hà, ngửi được mùi thơm từ người nàng, mùi toát ra từ làn da, rất khó giấu đi. Phong Phi Vân lấy một phù lục giao cho Phong Khanh Khanh, dặn. Dán ở trên người ngăn cách mùi thơm trên người. Phong Phi Vân chậm rãi tiến lên, không lâu sau phát hiện nhiều dấu chân hỗn độn trong góc sơn cốc. Trên vách đá đầy dấu vết chiến đấu, dưới đất nhuộm máu đỏ, có máu còn hơi ấm chứng minh mới đổ không lâu. Phong Khanh Khanh không kiềm được nhỏ giọng hỏi. Ca ca, chúng ta đang đuổi theo ai? Phong Phi Vân không trả lời, trường thương đột nhiên biến thành mấy ngàn thanh kiếm nhỏ màu trắng to cỡ bàn tay bắn vào một vách đá. Bùm 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 bùm. Vách đá bị đánh nát, hai tu sĩ nhân loại xuất hiện, một nam một nữ, là thanh niên tài tuấn. Tay hai người cầm phù lục bày trận pháp ẩn núp, cơ thể dán vách đá vì canh giết cường giả yêu tộc đã bị Phong Phi Vân giết. Không ngờ bọn họ núp kín vậy vẫn bị người phát hiện trước. Hai thanh niên tài tuấn tu vi cực mạnh, chặn lại lực công kích của thiên tủy binh đàm. Hai người nhảy xuống vách đá, thi triển sát chiêu tấn công Phong Phi Vân. Nam nhân thoạt trông khoảng 20 tuổi, mặt âm trầm, mắt như tia chớp, hôi cửu tiết xích điện tiên từ trên cao đánh xuống. Phong Phi Vân ngưng tụ mấy ngàn kiếm nhỏ thành chiến mâu dài ba trượng, giống con rồng trắng điểm vào cửu tiết xích điện tiên. Lực lượng từ cửu tiết xích điện tiên truyền vào cánh tay nam nhân, cổ tay rách ra, roi rớt xuống đất. Phượng Hoàng thiên nhãn của Phong Phi Vân chỉ thấy được cảnh tượng trong vòng 10 thước, hắn không biết là ai tấn công mình. Phong Phi Vân không kịp nghĩ nhiều, đâm trường thương ra. Cổ thuẫn Abi chặn trường thương phát ra tiếng va chạm chói tai. Nữ nhân mặc giáp sắt màu đen cầm cổ thuẫn, tay kia lóe ánh sáng vũ hóa vỗ vào ngực Phong Phi Vân. Cánh tay biến thành vuốt phượng hoàng đẩy nữ nhân lùi ra ngoài. Trong bóng tối vang lên giọng nữ nhân. Không phải yêu tộc, là bán yêu mà thiếu thành chủ muốn giết. Thiên chi kiêu nữ va chạm một trường với Phong Phi Vân, nàng thấy rõ mặt mũi của hắn. Bán yêu này lợi hại vậy sao? Sử dụng thiên tiêu thần phù giết hắn. Nam nhân lấy phù lục ra định bắn hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nghe đoạn đối thoại đã tìm được vị trí của hai người. Trường thương nhanh như chớp đâm thủng cánh tay nam nhân, xương cánh tay gãy thành hai khúc. Nam nhân rú lên, thiên tiêu thần phù rớt xuống đất. Phong Phi Vân khom lưng nhặt thiên tiêu thần phù lên, lạnh lùng nhìn thiên chi kiêu nữ trước mặt. Phong Phi Vân hỏi, tiêu thiên duyệt ở đâu? Thiên chi kiêu nữ nghe giọng Phong Phi Vân, từ bên cạnh công kích. Cổ thuẫn như ngọn núi đập xuống đầu Phong Phi Vân. Phập! Phong Phi Vân trở tay đâm một thương đóng đinh thiên chi kiêu nữ trên vách đá, trường thương xuyên thủng cổ họng, đầu và cơ thể nàng nứt toác ra như sắp rách thành mấy mảnh. Nam nhân bị sát khí từ người Phong Phi Vân hù sợ, gã cố nén cánh tay đau nhức, lắp bắp nói. Thiếu thành chủ đuổi theo giết một hoàng tộc bạch chu yêu tộc. Đa tạ đã nói cho. Phong Phi Vân vỗ trưởng xuống đầu nam nhân, cái đầu nổ tung như dưa hấu, máu văng tung tóe. Lúc này không có chỗ cho lòng nhân từ, nếu không Phong Phi Vân vừa xoay người sẽ bị đối phương vỗ trưởng vào lưng. Phong Khanh Khanh đang thu dọn chiến trường, lục tìm báu vật trên người tu sĩ nhân loại, thu gom nhiều phù lục cất trong bọc treo bên hông nàng. Có rất nhiều linh khí, đan dược khác, và cổ thuẫn dưới đất cũng bị Phong Khanh Khanh cất vào giới linh thạch treo bên hông. Nàng như kẻ ham tiền. Phong Phi Vân cầm thiên tiêu thần phù, yêu thi chứa trong giới linh thạch của hai tài tuấn nhân loại. Phong Phi Vân dò xét, yêu thi trong hai giới linh thạch có thể đổi hơn 200 điểm quân công, rất khả quan. Phong Khanh Khanh theo sát sau lưng Phong Phi Vân, đôi mắt đen láy nhìn bốn phía. Phong Khanh Khanh nói, ca, ta
ta cảm giác những vách đá đang nhúc nhích, ca ca có thấy vậy không? Phong Phi Vân đi tuốt đằng trước, vô cùng bình tĩnh. Phong Phi Vân cũng cảm giác vách đá mấp mấy như vật sống, khi hắn nhìn qua thì vách đá yên lặng như thể chỉ là ảo giác. Phong Khanh Khanh kéo lưng áo Phong Phi Vân, rón rén đi, cảm giác gai người. Sao ta cứ có cảm giác ở trong bụng một quái vật to? Phong Phi Vân cũng thấy là lạ, như Phong Khanh Khanh nói, rất giống đi trong bụng quái vật to. Nếu nàng sợ thì để ta đưa về thiên quốc. Phong Khanh Khanh thả tay ra ngay, hai tay chống hông, ra vẻ can đảm nói. Không sợ, không sợ chút nào. Huyết vân từ đằng trước tràn đến, mang theo tiếng rít chói tai. Trong huyết vân có xác xương vụn. Bởi vì xung lực quá mạnh, những mảnh vụn xác chết như thần nhẫn công kích hai bên vách đá vỡ ra, đá vụn bay tứ tung như gió âm trầm tấn công. Bùm! Phong Phi Vân dựng đứng quan tài hoàng thạch dưới đất, dốc hết sức ngăn cản. Bùm 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 bùm! Mảnh nhỏ xác chết đập vào quan tài hoàng thạch phát ra tiếng kim loại va chạm vào đá. Phong Khanh Khanh, thánh thực quả núp sau lưng Phong Phi Vân, nếu không xung lực sẽ thổi bay bọn họ. Dù vậy Phong Phi Vân thụt lùi mấy chục trượng mới ổn định thân thể. Có máu thịt nhân loại, của yêu tộc, tử thương thảm thiết thế này, bọn họ đã gặp thứ gì? Phong Phi Vân bước nhanh đi sâu vào hiệp gốc, đất đai nứt nẻ, nhiều chỗ bị luồng gió vừa rồi xới tung, lộ ra từng vệt trắng như có khung xương to chôn trong nham thạch. Có khi nào chúng ta thật sự đi trong thân thể khung xương to? Cuối cùng đi qua con đường hẹp hòi, đến phúc địa rộng lớn. Bên trong vô cùng tối tăm, không thấy rõ cảnh vật. Nhưng mơ hồ thấy mấy khúc xương trắng to lớn vắt trong không gian này, như các bộ xương trắng trải thành đường. Dưới con đường sâu thăm thẳm như vực sâu vô tận, dưới tận cùng lóe ánh sáng đỏ. Ca ca, chỗ này có cái xác. Phong Khanh Khanh kéo cái xác đẫm máu lại gần, vẻ mặt không hề sợ hãi mà còn hớn hở. Phong Khanh Khanh khều con mắt cái xác, nhe răng cười. Phong Khanh Khanh hớn hở nói. Oa, mắt hắn đẹp quá, chắc là bảo bối. Phong Khanh Khanh lấy thanh đồng chủy thủ đào một con mắt yêu thi đẫm máu, cầm một viên ngọc trắng. Chắc là yêu châu. Hắn ngưng tụ yêu châu trong con mắt. Một cây trường kiếm xương trắng cắm trên yêu thi. Thanh trường kiếm xương trắng suýt chặt yêu thi thành hai khúc, đây là một trong các nguyên nhân chính giết cường giả yêu tộc. Phong Phi Vân rút trường kiếm xương trắng ra, khi bàn tay chạm vào chuôi kiếm hắn cảm nhận khí lạnh thấu xương, cánh tay gần như bị đông cứng. Minh khí thật tà ác, tuyệt đối là mài từ xương của cường giả tu luyện tà công vô thượng. Tà lực thẩm thấu vào xương cốt biến thành tà cốt. Người bình thường đụng vào trường kiếm xương trắng sẽ bị tà khí nhập thể. Trong người Phong Phi Vân vận chuyển kim tàm kinh, Phật quang bao bọc cánh tay, tịnh hóa tà lực trong trường kiếm xương trắng. Nhưng tà lực trong trường kiếm xương trắng quá cường đại, như thể trong thân kiếm đã dựng dục tà hồn, tu vi Phật lực hiện tại của Phong Phi Vân không đủ sức tịnh hóa nó. Tà khí, ta muốn nhìn xem nó tà hay ta tà hơn. Phong Khanh Khanh rất có hứng thú với trường kiếm xương trắng trong tay Phong Phi Vân, định cướp về xem. Trong người Phong Khanh Khanh có khí tà ma, nhưng tà khí trong trường kiếm xương trắng quá mạnh mẽ, kim tàm Phật khí còn không áp chế được. Phong Phi Vân không cho phép Phong Khanh Khanh đụng vào. Ca ca, cho ta chơi một chút thôi, chút xíu là được. Phong Khanh Khanh rất thích trường kiếm xương trắng, mắt đầy tà khí, cánh tay ngọc lượn lờ tà văn cướp trường kiếm xương trắng từ tay Phong Phi Vân. Trường kiếm xương trắng trong tay Phong Phi Vân dường như cảm nhận được tà khí trên người Phong Khanh Khanh, trường kiếm xương trắng rung bần bật. Tà hồn trong thân kiếm toát ra hóa thành cái bóng ác ma khổng lồ. Kim tàm Phật khí rồi rào tuôn ra từ thân thể Phong Phi Vân, biến thành cái kén to màu vàng giam cầm bóng ác ma khổng lồ. Lúc này tay Phong Khanh Khanh đã cầm trường kiếm xương trắng, tà khí trong thân kiếm xâm nhập cánh tay nàng. Tay ngọc thuần khiết không tì vết bỗng biến trắng như xương. Trường kiếm xương trắng hòa hợp với cánh tay Phong Khanh Khanh, tà khí mạnh hơn, chém phá tủ giam kim tàm Phật khí lao vào cánh tay nàng. A! À, toàn thân Phong Khanh Khanh bị tà khí bao bọc, váy dài và sợi tóc bay lên. Đôi mắt Phong Khanh Khanh biến thành màu xanh âm u như lửa ma chơi trong hốc mắt. Phong Khanh Khanh chém một kiếm, tà khí cuồn cuộn bay ra. Có đầu lâu, xương gãy, da người, dòng máu, nội tạng hiện ra trong làn sóng kiếm, cảm giác như địa ngục u minh. Phong Phi Vân triệu hoán quan tài hoàng thạch, mở nắp quan tài ra. Huyết khí lao ra khỏi quan tài hình thành mây máu chặn lại nhát kiếm Phong Khanh Khanh chém ra.
Phong Phi Vân trầm giọng hỏi. Tiểu Khanh Khanh, có thể ném kiếm đi không? Phong Phi Vân cảm giác trạng thái Phong Khanh Khanh là lạ, rất có thể đã bị tà khí xâm nhập. Phong Khanh Khanh giơ kiếm ngang người, mỉm cười nói. Tại sao ném bỏ nó? Uy lực thanh kiếm này khá lớn, hay chúng ta so tài thử? Lý trí Phong Khanh Khanh còn tỉnh táo, có thể khống chế trường kiếm xương trắng. Phong Phi Vân thầm lấy làm lạ, chẳng lẽ tà khí trong người Phong Khanh Khanh mạnh hơn cả tà khí trong trường kiếm xương trắng? Thánh thực quả bị bộ dạng đầy tà khí vừa rồi của Phong Khanh Khanh hù giật mình kêu lên. Không phải nàng đã điên sao? Cốc cốc! Phong Khanh Khanh dùng trường kiếm xương trắng gõ người thánh thực quả. Ngươi mới bị điên. Ta bị tà khí nhập thể. Thánh thực quả lăn lộn dưới đất, nhưng lăn một lúc sau nó phát hiện mình không bị tà khí xâm nhập, ủ rũ nằm yên. Phong Phi Vân cầm cổ tay Phong Khanh Khanh muốn điều tra cơ thể nàng. Ai ngờ lũ kim tàm Phật khí mới rót vào cổ tay Phong Khanh Khanh đã bị tà khí điên cuồng cắt nát. Phong Khanh Khanh chua môi. Ca ca cũng cho rằng ta bị điên sao. Phong Khanh Khanh nhìn trường kiếm xương trắng, tội nghiệp nói. Nếu ca ca không thích thanh kiếm này thì ta ném nó đi. Phong Phi Vân thả cổ tay Phong Khanh Khanh ra, kích động nói. Không cần, ta đoán tiên thiên tà ma chi khí trong người nàng hòa hợp với tà khí trên bạch cốt kiếm, đã dung hợp thì có thể khống chế nó. Phong Khanh Khanh hưng phấn hỏi. Oa, vậy là khỏi ném nó. Phong Khanh Khanh vui vẻ suýt hôn mặt Phong Phi Vân. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Tạm thời để vậy đi. Đối với nàng có lẽ là cơ duyên, đưa nàng đến vực sâu tà ma. Đạo ngay dưới chân nàng, đi như thế nào là bản thân quyết định. Mới rồi uy lực nhát kiếm của Phong Khanh Khanh sánh bằng tu sĩ Niết Bàn đệ nhất trọng thiên dốc sức công kích, khiến Phong Phi Vân thấy nguy hiểm. Phong Khanh Khanh hơ trường kiếm xương trắng, tà khí toát ra, đôi mắt hơi đỏ. Trong bạch cốt kiếm có tà khí rồi rào nhập vào người ta, toàn thân ta tràn ngập lực lượng. Ca, hay chúng ta so tài thử? Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Nơi này rất quái dị, cẩn thận thì tốt hơn. Thanh bạch cốt kiếm này không thuộc về tu sĩ nhân loại hay cường giả yêu tộc, vậy nó là của ai? Tại sao cắm vào xác yêu thi? Còn nữa, đi vào đây thì lực lượng giam cầm của bất tử điện yếu bớt, không hoàn toàn phong kín đan điền tu sĩ. Là lực lượng gì khiến bất tử điện thả lỏng giam cầm? Thánh thực quả lên tiếng. Truyền thuyết năm xưa sức chiến đấu của Bạch Chu Thánh Tổ không gì sánh bằng, từng trấn áp nhiều cường giả. Có bị Bạch Chu Thánh Tổ giết, có bị nó phong ấn. Các người nói xem chủ nhân thanh bạch cốt kiếm có khi nào là một trong những kẻ bị trấn áp. Lòng Phong Phi Vân máy động nói. Có khả năng này, người mới sinh ra vài ngày, sao biết chuyện liên quan Bạch Chu Thánh Tổ? Thánh thực quả hỏi lại. Ta cũng không rõ, thật lạ, nhị đại gia nói xem chuyện này là sao. Phong Phi Vân trợn trắng mắt, hắn cảm thấy bên cạnh mình không ai bình thường, trái cây cũng quái. Ca ca, nơi này lại có một cái xác. Sau khi Phong Khanh Khanh tìm được trường kiếm xương trắng thì hăng hái xông lên trước tìm tòi, không biết nàng kéo đâu ra thêm cái xác. Đây là xác chết tu sĩ nhân loại, nửa người bị sinh vật lạ cắn nứt, chỉ còn phần eo trở lên, trái tim cắm một thanh trường kiếm xương trắng. Ủa? Phong Khanh Khanh không hứng thú xác tu sĩ nhân loại, nàng rút thanh trường kiếm xương trắng thứ hai ra. Lực lượng tà khí mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể Phong Khanh Khanh. Hai tà khí xoay tròn trong người Phong Khanh Khanh, biến thành vòng xoáy khổng lồ cắn nuốt linh khí. Biến đổi quá mau, vượt ngoài dự đoán của Phong Phi Vân. Hắn có muốn ngăn Phong Khanh Khanh lại cũng không kịp. Nét mặt Phong Phi Vân xa sầm, lòng rất lo âu nói. Hai tà khí cắt nát đan điền của nàng, sắp ngưng tụ ra tà hải. Tà hải và đan điền là nơi tu sĩ trữ tồn linh khí. Đa số tu sĩ tà đạo cũng không thể tu luyện ra tà hải, chỉ có bá chủ tà đạo tu luyện tà công đỉnh cao mới có thể phá đan điền, ngưng tụ tà hải. Hiện giờ Phong Khanh Khanh ngưng tụ tà hải. Lúc này ngăn cản Phong Khanh Khanh ngưng tụ tà hải đã quá muộn, đành chờ nàng làm xong. Ngưng tụ tà hải cần năng lượng linh khí khổng lồ, cần chuẩn bị nhiều khâu. Chưa từng nghe nói có bá chủ tà đạo nào dám ngưng tụ tà hải trong tình huống thế này. Phong Phi Vân mở con đường thiên quốc dẫn thiên địa ra. Dòng sông vàng dài mấy ngàn thước bay ra, tách 3.000 giọt kim tàm Phật khí như các ngôi sao bay hướng Phong Khanh Khanh. 3.000 giọt tinh hoa Phật khí chớp mắt dung nhập vào người Phong Khanh Khanh, tà hải ổn định hơn một chút nhưng không ngừng hấp thu linh khí, chưa đến trạng thái bão hòa.
ngưng tụ tà hải cần hao phí nhiều tinh hoa Phật khí như vậy. Phong Phi Vân khống chế dòng sông vàng vài mấy ngàn thước bay hướng Phong Khanh Khanh, bao bọc người nàng lại. Vô số tinh hoa Phật khí rót vào cơ thể Phong Khanh Khanh. Tà hải như vô cùng tận, không hấp thu tinh hoa Phật khí theo từng giọt àm là từng lũ, mỗi lũ chứa ngang giọt tinh hoa Phật khí. Cuối cùng hai tà khí trong người Phong Khanh Khanh chậm rãi yên tĩnh lại, tà khí bàng bạc xung quanh nhập vào cơ thể nàng, tụ trong tà hải. Phong Phi Vân thu sông Phật khí màu vàng về, tiêu hao mấy chục vạn giọt tinh hoa Phật khí rút ngắn mây thước dòng sông. Đây là tổng số năng lượng tiêu hao để ngưng tụ tà hải, may mắn Phong Khanh Khanh ngưng tụ thành công. Ca ca, ta cảm giác như mới chết mấy bận, toàn nhờ ca ca kéo về. Phong Khanh Khanh đứng trên con đường xương trắng, tóc dài như suối, tà quang lấp lánh trên người nàng, chiếu sáng không gian. Hai thanh trường kiếm xương trắng bay gần người Phong Khanh Khanh, không ngừng chuyển động, lửa quỷ lượn lờ trên thân kiếm, tà khí ngùn ngụt, tà hồn chìm nổi trên thân kiếm. Phong Phi Vân nói, ngưng tụ tà hải vốn là chuyện chín chết một sống. Hơn nữa tà hải trên hai thanh bạch cốt kiếm quá mạnh, khiến tu vi nàng tăng vọt, trong thời gian ngắn ngủi niết bàn ba lần. Chuyện này hầu như không thể xảy ra nhưng nó thật sự diễn ra trên người nàng, không biết là phúc hay họa cho nàng. Thánh Thực Quả mở miệng nói. Ta biết, ta biết. Ngươi là cái gì? Thánh Thực Quả nói. Ta biết lai lịch hai thanh bạch cốt kiếm. Đồn rằng trong thời đại Thái Cổ, Bạch Chu Thánh Tổ có một kẻ thù cực kỳ mạnh. Khi còn trẻ hai người tư chất cao siêu ngang nhau, từ thiên mệnh cảnh tranh phong đến cảnh giới niết bàn rồi vũ hóa cảnh, không ai đánh bại được ai. Nhân vật có thể tranh phong với thánh linh lúc còn trẻ thì rất lợi hại, có khả năng trở thành thánh linh. Nghe đồn kẻ thù của Bạch Chu Thánh Tổ sử dụng binh khí là bạch cốt kiếm, rèn luyện bằng 10 ngón tay của kẻ đó. Có 10 thanh bạch cốt kiếm, mỗi thanh kiếm chứa tà lực khủng bố. Phong Phi Vân nhìn hai thanh trường kiếm xương trắng bay quanh người Phong Khanh Khanh, nói. Ta có nghe chút ít về truyền thuyết này, nhưng biết được rất ít. Ta chưa từng nghe nói kẻ thù của Bạch Chu Thánh Tổ dùng xương ngón tay rèn thành cốt kiếm. Chuyện này có thật, đó là tồn tại như thần thoại của Bạch Cốt Yêu Tộc, tên là Bạch Cốt Thiên Vương. Khi ấy Bạch Cốt Thiên Vương kinh tài tuyệt diễm như Bạch Chu Thánh Tổ, tiếc rằng Bạch Chu Thánh Tổ đột phá thánh linh cảnh trước Bạch Cốt Thiên Vương một bước. Cuối cùng Bạch Cốt Thiên Vương thành hòn đá kê chân thánh linh đạo của Bạch Chu Thánh Tổ. Phong Phi Vân nói, có khi nào xương Bạch Cốt Thiên Vương chôn trong vực cổ này không? Thánh Thực Quả nói, ta thấy rất có thể, thậm chí nguyên vực cổ là thân thể Bạch Cốt Thiên Vương. Vì năm tháng quá xa xôi nên trên xương tích đầy cho bụi, cho thành đất cát, từ đất cát chất thành nham thạch tụ tập thành núi cao biến vực cổ. Phong Khanh Khanh nói, ca, ta cảm ứng được có cái gì đang kêu gọi ta. Một siêu chí cường dù chết thì ý niệm sẽ không diệt, chẳng lẽ Bạch Cốt Thiên Vương để lại ý niệm? Phong Phi Vân hỏi. Ở hướng nào? Bên dưới. Phong Khanh Khanh nhảy xuống, đứng trên một khúc xương to, dọc theo xương trắng đi xuống dưới. Phong Phi Vân triệu hoán Phượng Hoàng Vũ Vực, bay lên cao, túm Thánh Thực Quả đuổi theo Phong Khanh Khanh. Nơi này như vực sâu không đáy, dọc đường đi lặp gặp hai xác chết, của cường giả yêu tộc. Trên người xác chết cắm trường kiếm xương trắng, Phong Khanh Khanh thu hết. Phong Khanh Khanh được 4 thanh trường kiếm xương trắng. Tận cùng vực sâu rốt của có tu sĩ nhân loại, yêu tộc sống. Bọn họ bị lực lượng giam cầm, không thể nhúc nhích. Tiêu Thiên Duyệt, Tuyết Lang đại nhân cũng bị giam cầm, trừ đầu ra còn lại bị băng tinh đỏ đóng băng cơ thể. Trong yêu tộc trừ Tuyết Lang đại nhân còn hai cường giả khác biến thân nguyên hình là hai con nhện to màu trắng. Bên nhân loại trừ Tiêu Thiên Duyệt có 12 người may mắn sống sót. Tuy bọn họ bị giam cầm nhưng cảm quan vẫn còn. Nghe bên trên có tiếng bước chân thế là ngước lên nhìn. Có trông thấy, cả đám biến sắc mặt. Phong Phi Vân cảm giác bên dưới khác lạ, đặc biệt cái ao lớn tỏa ánh sáng đỏ như trái tim người, phát ra dao động tuần suất như nhịp tim đập, giống như có sinh vật trong ao. Tu sĩ nhân loại, yêu tộc bị giam cầm bên bờ ao. Có vẻ bọn họ tình cờ đi vào, bị thứ trong ao công kích, bây giờ nhúc nhích một ngón tay còn khó khăn. Ha 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 ha. Đây chẳng phải là thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành nổi tiếng như cồn sao. Tình cờ thật. Phong Phi Vân đứng trên một khúc xương trắng, hắn triệu hoán thiên tủy binh đàm, mắt liếc biến mất. Phong Phi Vân không thấy Hiên Viên Nhất Nhất, Tiêu Tiểu Thiền đâu, xem ra hai nàng không vào đây. Thì ra là bán yêu nhà ngươi,
thật là oan gian ngõ hẹp. Tiêu Thiên Duyệt bị giam cầm cơ thể nhưng gã không hốt hoảng, ung dung đứng thẳng. Tiêu Thiên Duyệt cười nói. Đứng đối diện là ba Bạch Chu yêu tộc, là cường giả yêu tộc. Đặc biệt nữ nhân kia là hoàng tộc Bạch Chu yêu tộc, bây giờ bọn họ không thể nhúc nhích, nếu ngươi giết bọn họ có thể đổi được nhiều quân công. Khuôn mặt quyến rũ của Tuyết Lang đại nhân đổi sắc, âm thầm ngưng tụ yêu lực tăng tốc độ tan băng. Phong Phi Vân nhìn thấu bọn họ đang vận công hòa tan băng tinh, muốn phá tan giam cầm. Tu vi của Tiêu Thiên Duyệt, Tuyết Lang đại nhân cao nhất, đã ló đầu ra. Bóp! Băng tinh trên đầu một nữ nhân loại vỡ ra, lộ khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo. Là đại chí sư thất phẩm, Nhiếp Song Song. Trừ Tiêu Thiên Duyệt, Tuyết Lang đại nhân ra Nhiếp Song Song mạnh nhất trong đám. Phong Phi Vân làm ngơ, cười nói. Đương nhiên ta muốn tích lũy quân công, nhưng ta biết Thiếu Thành Chủ luôn canh cánh trong lòng chuyện ta cướp tiểu thiếp của Thiếu Thành Chủ. Nếu Thiếu Thành Chủ phá băng tinh giam cầm chắc chắn sẽ ra tay giết ta, xin hỏi ta có nên trừ khử tai hạo ngầm trước không? Tiêu Thiên Duyệt biến sắc mặt, cười nói. Mộng Lăng Yến không trung trinh, không yêu ta, loại nữ nhân này ta không cần. Các ngươi mang nàng đi giúp ta là giải vây cho ta chỉ biết cảm kích các hạ. Sao có thể canh cánh trong lòng? Phong Phi Vân cười hỏi. Tiêu sái vậy sao? Tiêu Thiên Duyệt nói. Nam nhân vốn nên tiêu sái một chút. Bốp! Bàn tay Phong Phi Vân ngưng tụ một chưởng ấn tát mặt Tiêu Thiên Duyệt, thanh âm trong trẻo. Mặt Tiêu Thiên Duyệt in dấu tay đỏ rực. Nhiếp Song Song thấy Phong Phi Vân đột nhiên tát mặt Tiêu Thiên Duyệt thì hết hồn. Tiêu Thiên Duyệt là Thiếu Thành Chủ cửu Tiêu Tiên Thành, càng là một trong 6 thiên kiêu 12 cảnh Tây Nam. Nhân vật như vậy miễn không chết thì tương lai chắc chắn có thể trở thành Tất Ninh soái vạn cổ. Bây giờ Tiêu Thiên Duyệt bị tát tai, kẻ tát còn là bán yêu. Phong Phi Vân xoa cổ tay, nói. Bây giờ còn tiêu sái được không? Tiêu Thiên Duyệt phun máu bầm, mắt lóe tia âm trầm. Tiêu Thiên Duyệt cười nói. Bàn tay này nên tát. Phong Phi Vân lại tát một cái, đánh nửa bên mặt Tiêu Thiên Duyệt sưng húp, không khép miệng được. Khóe môi Tiêu Thiên Duyệt chảy máu ròng ròng. Phong Phi Vân bóp cổ tay. Thiếu Thành Chủ đúng là tiêu sái, làm người ta khâm phục. Phong Phi Vân thấy rất nhiều loại người như Tiêu Thiên Duyệt, mặt ngoài thế này, trong bụng lại thế khác. Nhìn như tiêu sái nhưng trong đầu chắc chắn xếp Phong Phi Vân vào danh sách giết chết, Tiêu Thiên Duyệt mà thoát khỏi băng giá thì người đầu tiên gã giết là Phong Phi Vân. Dù Phong Phi Vân không tát Tiêu Thiên Duyệt hai cái thì gã tuyệt đối không tha cho hắn. Lúc Tiêu Thiên Duyệt thiết kế bắt Lưu Tô Tử thì Phong Phi Vân đánh giá gã như sau, một kẻ vì hoàn thành mục đích không từ thủ đoạn. Bốp, bốp, lục tục có mấy người ló đầu khỏi lớp băng, nhìn Tiêu Thiên Duyệt bị đánh sưng như đầu heo thì rất hãi hùng. Ai mà to gan như thế, dám đánh Thiếu Thành Chủ cửu Tiêu Tiên Thành bầm dập. Khi bọn họ ngước mắt lên thấy Phong Phi Vân thì hiểu ra. Bán yêu này dám cướp tiểu thiếp của Tiêu Thiên Duyệt, còn chuyện này hắn không dám làm. Phong Phi Vân biến thiên tủy binh đàm thành thanh kiếm nhỏ, người dâng lên sát khí. Đã kết thù với Tiêu Thiên Duyệt thì tuyệt đối không thể tha cho gã sống. Tiêu Thiên Duyệt nhìn thấu Phong Phi Vân là kẻ tàn nhẫn, sẽ không quan tâm gã là Thiếu Thành Chủ cửu Tiêu Tiên Thành hay gì. Lúc này gã mà không cúi thấp đầu thì chỉ có con đường chết. Tiêu Thiên Duyệt nói, nếu ngươi tha mạng cho ta thì ngươi muốn gì ta cũng cho. Phong Phi Vân cười nói, ta muốn lão bà của ngươi. Chịu cho ta không? Tiêu Thiên Duyệt hứa hẹn. Nếu ngươi vừa mắt thì chọn ai cũng được. Ai, tiếc rằng ta không hứng thú với quả phụ. Kiếm nhỏ bay khỏi tay Phong Phi Vân đâm vào trán Tiêu Thiên Duyệt. Mắt Tiêu Thiên Duyệt bắn ra hai luồng âm dương kiếm khí, hai kiếm khí xoay tròn biến thành bánh xe chặn lại thanh kiếm nhỏ. Bán yêu bình thường cũng mơ giết ta, cho rằng Tiêu Thiên Duyệt ta sợ ngươi sao? Tiêu Thiên Duyệt không thèm che giấu sát khí nữa. Trên đầu ngưng tụ kiếm vân đỏ như máu biến thành bóng sáng ảo chém vào Phong Phi Vân. Tiêu Thiên Duyệt không uổng là 6 thanh niên tài tuấn mạnh nhất 12 cảnh Tây Nam, dù bị nhốt trong băng tinh vẫn phát ra chiến uy không gì sánh bằng. Kiếm khí sôi sục như dòng sông. Phong Phi Vân lấy một tấm vũ hóa phù lục ra cầm trong tay, khí vũ hóa chạy dọc cánh tay ngưng tụ thành cái bao tay màu trắng đánh nát bóng kiếm Tiêu Thiên Duyệt chém ra. Bùm! Phong Phi Vân không đánh xuống nhưng quyền kình trên nắm tay đã đập trúng ngực Tiêu Thiên Duyệt, chấn vỡ băng tinh. Nắm đấm đánh vào ngực Tiêu Thiên Duyệt, lồng ngực hõm xuống. Người Tiêu Thiên Duyệt phát ra kiếm khí xoay NHNH trong không trung.
Băng tinh bao phủ người Tiêu Thiên Duyệt liên tục bị chém vỡ, nửa người trên lộ ra ngoài. Tiêu Thiên Duyệt sắp thoát khốn. Phong Phi Vân sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra, thiên tủy binh đàm biến thành mấy ngàn thanh kiếm nhỏ bắn vào nả người trên, muốn chém nát cơ thể Tiêu Thiên Duyệt. Ngươi muốn chết, ta là thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành, bán yêu nhà ngươi sao có thể giết ta được. Ngực Tiêu Thiên Duyệt bắn ra trang sức hình kiếm biến thành một thanh thần kiếm. Kiếm khí khiếp người, khí thế đáng sợ, một kiếm chém bay mấy ngàn thanh kiếm nhỏ của Phong Phi Vân trở về. Đây là kiếm phôi Cửu Tiêu thần kiếm, tuy uy lực không bằng hàng thật nhưng vẫn rất khủng bố siêu quần, có thể làm vũ khí trấn cổ tộc. Không gian dày đặc kiếm khí Cửu Tiêu thần kiếm. Tiêu Thiên Duyệt vận chuyển thần kiếm định chém vỡ băng tinh gai mơ cầm, thoát khốn ra ngoài. Phong Phi Vân không để Tiêu Thiên Duyệt thực hiện được, hắn triệu hoán quan tài hoàng thạch ra. Lực lượng tĩnh lặng tuôn trào, linh khí thập phẩm bày ra chấn mây thiên kiêu nhân loại bên dưới miệng mũi đổ máu. Trường tử vực chủ Xích Mộc vực, Mạc Thái Tuấn kinh kêu. Là linh khí thập phẩm, bán yêu này có linh khí thập phẩm. Vẻ mặt Mạc Thái Tuấn tràn đầy khó tin. Trong đại vực Mạc Thái Tuấn xem như thần binh đỉnh cao, chỉ có đẳng cấp lão tổ mới xứng có được. Bây giờ bán yêu này sở hữu Mạc Thái Tuấn, hỏi sao không làm bọn họ giật mình. Tuy tu vi của Tiêu Thiên Duyệt mạnh mẽ, có kiếm phôi Cửu Tiêu thần kiếm uy lực không yếu hơn quan tài hoàng thạch bao nhiêu. Nhưng lúc trước Tiêu Thiên Duyệt bị thương, cộng với hòa tan băng tinh hao phí nhiều linh khí, bị Phong Phi Vân đè gắt gao. Tiêu Thiên Duyệt hộc máu, bị khí thế từ quan tài hoàng thạch đập trúng ngực, lòng ngực suýt bị đâm thủng. Tiêu Thiên Duyệt hét lên. Mọi người cùng nhau hợp tác giết bán yêu này đi, nếu không tất cả sẽ chết tại đây. Tiêu Thiên Duyệt có địa vị rất cao trong thiên kiêu nhân loại, nhiều người phụ thuộc vào Cửu Tiêu Tiên Thành, nghe theo gã ra lệnh. Những cường giả trẻ đã leto đầu ra đều thi triển thần thông công kích Phong Phi Vân. Ca, ta giúp ca ca. Sau khi Phong Khanh Khanh có được trường kiếm xương trắng thì nàng luôn muốn chiến đấu, bây giờ không chờ nổi nữa. Bốn đoàn tà khí vòng quanh người Phong Khanh Khanh, bốn tà quang lấp lánh. Phong Khanh Khanh sử dụng bốn thanh trường kiếm xương trắng chém vào tu sĩ nhân loại công kích Phong Phi Vân. Phập, trường kiếm xương trắng không gì không phá, tà khí tràn đầy. Một thanh trường kiếm xương trắng đâm vào cổ họng con một vị vực chủ. Tà khí xâm nhập thân thể con của vực chủ, chớp mắt làn da đối phương đen thui, máu thịt biến thành nước mũ chỉ còn khung xương bị phong trong băng tinh. Tà khí trên trường kiếm xương trắng càng mạnh hơn lúc trước. Đó là thanh cốt kiếm tà ác, nàng ta có thể sử dụng nó. Thiên kiêu nhân loại hay cường giả yêu tộc đều hết hồn. Bọn họ cực kỳ kiêng dè trường kiếm xương trắng, lúc trước thanh kiếm giết mấy tu sĩ. Bị trường kiếm xương trắng đâm vào máu thịt thì chết chắc, để lại ám ảnh trong lòng bọn họ. Phong Phi Vân, Tiêu Thiên Duyệt đánh nhau túi bụi, cơ thể Tiêu Thiên Duyệt rách nát, máu thịt bầy nhầy, vỡ mấy khúc xương. Ta đi ra. Cuối cùng Tiêu Thiên Duyệt phá tan băng tinh phong ấn, thân thể tựa như luồng sáng phóng lên cao, hai tay cầm kiếm chém xuống. Lực lượng trong cơ thể Tiêu Thiên Duyệt không ngừng phục hồi, càng lúc càng mạnh mẽ. Bùm! Phong Phi Vân không sợ gì nữa, hắn mặc áo da phượng vảy rồng vào, lại sử dụng quan tài hoàng thạch như cục gạch đập vào đầu Tiêu Thiên Duyệt. Tiêu Thiên Duyệt đáng thương chưa phục hồi tu vi hoàn toàn đã bị Phong Phi Vân đánh bể đầu, cơ thể rơi xuống ao đỏ sậm. Đầu Tiêu Thiên Duyệt bị đập bể nhưng tu vi của gã rất cao, sức sống mạnh mẽ, không chết dễ như vậy. Phong Phi Vân vác quan tài hoàng thạch đuổi theo, khi cách ao đỏ hắn giơ quan tài đập vào người Tiêu Thiên Duyệt, đẩy gã té vào trong ao. Bùm bịch, ao nước đỏ bắn lên bọt nước cao vút, đỏ tựa giọt máu. Growl, growl, lực lượng cực kỳ tà ác khuếch tán từ cái ao đỏ, biến thành luồng sáng đỏ bắn thẳng lên hất văng Phong Phi Vân đụng mạnh vào vách xương. Tiêu Thiên Duyệt gào rú trong ao đỏ, da thịt bị thứ gì đó ăn sạch sẽ chỉ còn lại bộ xương trắng phau. Tiêu Thiên Duyệt chưa chết hẳn, khung xương trong suốt trợn bóng như điêu bằng ngọc thạch. Tiêu Thiên Duyệt muốn bỏ ra khỏi ao. Bùm! Trong ao đỏ bộc phát ra tà khí cực độ chấn vỡ xương Tiêu Thiên Duyệt thành đống bột phấn, biến mất trong ao. Màu đỏ này còn đậm hơn cả máu, đỉ quái dị. Phong Phi Vân bị thương nặng, mới rồi hắn bị ánh sáng đỏ đánh trúng. Nếu không nhờ áo da phượng vảy rồng chặn lại thì lúc này hắn chỉ còn lại nắm cho cốt giống Tiêu Thiên Duyệt. Mười mấy thiên tài tuấn kiệt nhân loại bị Phong Phi Vân giết hết, không ai sống sót.
máu thịt bị tà khí ăn mòn, cuối cùng thành mấy bộ xương trắng đứng bên bờ ao. Những người này toàn là thiên kiêu một thế hệ, có con của vực chủ, có đại trí sư tư chất siêu đẳng, có thiên chi kiêu nữ vô cùng xinh đẹp. Bây giờ toàn bộ thành khung xương, không khác gì người bình thường. Khi ngươi còn sống có nổi bật cỡ nào, chết rồi vẫn chỉ là bộ xương, qua mấy ngàn năm xương mục nát, còn ai nhớ đến ngươi? Như Tiêu Thiên Duyệt cưới hơn 100 thê tử, tiểu thiếp, ai nấy là mỹ nhân, có một nửa là thiên chi kiêu nữ, làm người ta hâm mộ chết. Nhưng có ai ngờ thiên tài siêu đẳng Tiêu Thiên Duyệt sẽ chết thảm trong mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ. Đường tu đạo xa xôi, tầng tầng sát kiếp, cạnh tranh tàn nhẫn. Chỉ vài người là cười đến cuối cùng. Đừng tưởng tượng một vạn năm sau mình có thể thành tiên, thành thánh không. Một vạn năm quá lâu, tranh sớm chiều đã đủ. Phong Phi Vân ho khan, nhắc nhở. Sát khí của nàng quá nặng. Phong Khanh Khanh nói. Phải không, ta chỉ làm việc theo cảm xúc, ai dám ra tay với ta hoặc ca ca của ta thì ta giết kẻ đó. Bốn thanh trường kiếm xương trắng còn nhỏ máu, giọt máu thẩm thấu vào thanh kiếm, từng đợt tà khí rợn người. Phong Phi Vân đến trước mặt Tuyết Lang đại nhân, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhìn băng tinh đỏ đã hòa tan tới ngực nàng. Thiên tủy binh đàm tự động ngưng tụ thành chiến đao trong tay Phong Phi Vân. Ngực Tuyết Lang đại nhân căng tròn, băng tinh thấm ướt áo đỏ, lụa đỏ dán sát ngực trắng mịn hiện đường cong hấp dẫn, có thể thấy một đốm hồng nằm ngay giữa đường nét kia. Mắt Tuyết Lang đại nhân đa tình, môi đỏ mọng, than thở. Thật là lên voi xuống chó, mấy hôm trước ngươi là con mồi của ta, bây giờ thân phận chúng ta hoàn toàn ngược lại. Phong Phi Vân cười nói. Vưu vật như nàng giết thì tiếc. Tuyết Lang đại nhân cười tươi như hoa. Ngươi tốt nhất đừng giết ta, nếu không sẽ không được nếm sung sướng không thể tưởng tượng. Hai cục thịt trước ngực Tuyết Lang đại nhân rung rinh hấp dẫn. Phong Phi Vân cười cười, chợt ánh mắt lạnh băng, trường thương nhúc nhích. Đầu Tuyết Lang đại nhân bay ra ngoài, rơi vào ao đỏ, bị cắt nát bấy. Bùm! Xác Tuyết Lang đại nhân rung mạnh phá băng bay ra, biến thành một con nhện màu trắng. Tuyết Lang đại nhân tức giận quát. Nhân loại đáng ghét, người nghĩ chém đầu là có thể giết được ta. Một cái chân nhện to chém hướng Phong Phi Vân, xa CV bén như thần nhẫn màu trắng. Phong Phi Vân nói. Quên mất, nguồn sự sống của yêu tộc không nằm ở phần đầu. Đầu người chỉ là một phần thân thể ngưng tụ từ yêu lực của các ngươi. Phong Phi Vân nhanh chóng thụt lùi, không đấu cứng với Tuyết Lang đại nhân. Đầu không phải phần chí mạng của yêu tộc, dù bị chặt đứt đầu chưa chắc bọn họ sẽ chết. Thứ quan trọng nhất của yêu tộc là yêu châu, yêu hồn. Đương nhiên chém yêu tộc thành hai khúc thì sức sống mạnh mấy cũng sẽ chết. Tuyết Lang đại nhân nói. Tiếc rằng ngươi hiểu ra quá muộn. Tuyết Lang đại nhân lại ngưng tụ thành hình người, biến thân nữ nhân vô cùng quyến rũ, đẹp như tiên, giống bộ dạng lúc trước y như đúc, cái đầu mọc ra từ cần cổ. Phong Phi Vân lấy quan tài hoàng thạch ra, đỡ trưởng ấn của Tuyết Lang đại nhân. Phong Phi Vân cười nói. Chém đầu ngươi một lần, dù không thể giết ngươi cũng tiêu hao nhiều yêu hồn, thân thể sẽ suy yếu rất lâu. Chém thêm mấy lần thì ngươi còn sống nổi không? Phong Phi Vân phun ra phượng hoàng nhiệt hỏa, biến thành biển lửa bao bọc không gian. Hai bạch chu yêu tộc bị băng tinh đóng băng gào rú, một nửa người ló ra khỏi băng tinh nhưng bị phượng hoàng nhiệt hỏa đốt khét, cảm giác rất khủng khiếp, thật là vừa băng vừa lửa. Phập! Cơ thể hai bạch chu yêu tộc bị hai thanh trường kiếm xương trắng đâm thủng. Tiếng hét nhỏ dần, chỉ còn hai cái yêu thi. Ồn ào quá. Phong Khanh Khanh cất hai thanh trường kiếm xương trắng, nói. Mau thành thật, thu hai yêu thi cho ta, đổi quân công rồi tỷ tỷ chia hai điểm cho ngươi. Mau thành thật nói. Tỷ tỷ, bối phận không đúng đi. Cốc cốc. Phong Khanh Khanh cầm trường kiếm xương trắng gõ vào người thánh thực quả, nó la hét, ngoan ngoãn đi thu yêu thi. Phong Khanh Khanh nhặt một thanh chiến kiếm màu đen bên ao đỏ, hoa văn chi chít, khí thế trên thân kiếm cực mạnh mẽ. Cầm thanh kiếm cảm giác làn da nhói đau như bị kiếm khí vô hình cắt vào người. Đây là kiếm gì, dường như uy lực rất mạnh. Tay ngọc gõ thân kiếm, đầu ngón tay Phong Khanh Khanh thủng hai lỗ, là bị kiếm khí vô hình cắt vỡ. Thánh thực quả kéo cái túi to đến trước mặt Phong Khanh Khanh, trong túi chứa hai yêu thi. Thánh thực quả nói. Đây là kiếm phôi mô phỏng theo thần binh, bên trong có một lũ kiếm hồn, uy lực gần bằng linh khí thập phẩm. Linh khí thập phẩm, thứ tốt, mau thu nó.
Trong mắt Phong Khanh Khanh tràn ngập khó tin, nàng chớp chớp mắt, vội cất kiếm phôi cửu tiêu thần kiếm vào giới linh thạch treo bên hông. Phong Khanh Khanh liếc trộm Phong Phi Vân, thấy hắn bận đánh nhau với Tuyết Lang đại nhân, không chú ý đến mình thì thở phào nhẹ nhõm. Tuyết Lang đại nhân rất mạnh, nhưng lúc trước nàng bị Tiêu Thiên Duyệt đánh thương, lại bị Phong Phi Vân chặt đứt đầu. Tuyết Lang đại nhân đã ngưng tụ ra cái đầu mới nhưng tiêu hao nguyên khí rất lớn, bây giờ không thể trấn áp Phong Phi Vân nổi. Tuyết Lang đại nhân thầm nghĩ, cứ tiếp tục chiến đấu thế này không có lợi cho ta, rút đi trước rồi tính. Miễn là phục hồi tu vi thì Tuyết Lang đại nhân nắm chắc 100% giết chết Phong Phi Vân. Đang lúc Tuyết Lang đại nhân định rút đi thì cái ao đỏ điên cuồng dâng lên, khí lạnh màu đỏ lao ra. Nhìn khí lạnh màu đỏ, Tuyết Lang đại nhân biến sắc mặt. Lúc trước Tuyết Lang đại nhân tiếp xúc một luồng khí lạnh màu đỏ nên cơ thể mới bị đóng băng, nàng không muốn nếm mùi lần thứ hai. Bán yêu, lần sau tỷ tỷ sẽ đến giết ngươi. Cơ thể Tuyết Lang đại nhân biến thành luồng sáng bắn lên trên, lao ra khỏi khí lạnh màu đỏ. Đi đâu? Lưng Phong Phi Vân dương đôi cánh đỏ thấm, cơ thể bay lên cao, tốc độ mau hơn Tuyết Lang đại nhân. Sau lưng vang tiếng Phong Khanh Khanh kêu cứu. Ca, có thứ gì kéo ta vào ao? Bùm bịch, tiếng rơi xuống nước. Phong Khanh Khanh vùng vẫy trong ao lạnh thấu xương, nàng sặc nước gào la. Thành thật, kéo ta lên, thành thật. Tay của ngươi đâu? Phong Khanh Khanh dần bị lực lượng bí ẩn kéo xuống đáy hồ. Thánh thực quả nói. Ta không có tay. Phong Phi Vân trơ mắt nhìn Tuyết Lang đại nhân, miễn cưỡng xoay người bay hướng ao đỏ. Chưa bay đến bên cạnh ao Phong Phi Vân đã đụng phải một đoàn khí lạnh màu đỏ, có luồng chí âm chí hàn xâm nhập vào làn da, muốn đóng băng máu Phong Phi Vân. Làn da toàn thân Phong Phi Vân kêu xèo xèo, kết một tầng băng tinh. Phá cho ta. 18 khối xương phượng bốc cháy biến thành 18 đoàn lửa hừng hực đẩy những khí lạnh màu đỏ ra ngoài người. Tiểu Khanh Khanh, nàng ở đâu? Phong Phi Vân đi trong khí lạnh màu đỏ, càng đến gần cái ao thì khí lạnh càng mạnh mẽ, ánh sáng càng đỏ, đỏ sậm làm người ta không mở mắt ra được. Một cục băng to màu đỏ bên cạnh ao phát ra thanh âm. Nàng rơi vào trong ao. Phong Phi Vân nghe ra là giọng của Thánh Thực Quả, nó cũng bị đông. Người kết tầng băng dày. Thánh Thực Quả run run nói. Ta không có tay. Không có tay thì ngoan ngoãn ở lại đây. Phong Phi Vân hít sâu, người bốc cháy lửa, áo da phượng vảy rồng sắp bị kích hoạt. Tiếng rồng ngâm phát ra từ vảy rồng, phượng hót từ da phượng. Bùm! Phong Phi Vân nhảy vào ao đỏ. Cơ thể rơi vào chất lỏng đỏ lạnh thấu xương, Phong Phi Vân chớp mắt bị đông cứng. Thần thức sắp bị đông, máu thành khối băng. 3.000 vạn hạt cho thánh linh trong cơ thể Phong Phi Vân vận chuyển phát ra lực lượng thánh khiết khiếp người, khiến cơ thể sắp đóng băng phục hồi sức sống. Đây là hơi thở của thánh linh, dù chỉ là cho cốt linh khí sói mòn hết nhưng vẫn có lực lượng khó thể tưởng tượng. Phong Phi Vân nhét một viên niết bàn đan vào miệng, để phòng ngừa. Cái ao màu đỏ này rất kỳ lạ, không ai dự đoán được nguy hiểm bên trong thế nào. Lỡ gặp phải tử kiếp cùng lắm lại niết bàn. Niết bàn lần thứ tư không dễ hoàn thành, nguy hiểm hơn hẳn 3 lần trước tổng hợp lại. Dù Phong Phi Vân nuốt niết bàn đan thì chỉ tăng mấy phần trăm xác suất thành công, vẫn rất khó niết bàn. Thất sắc tuyền có thể tăng xác suất thành công niết bàn. Phong Phi Vân nghĩ đến lời Thánh Thực Quả nói, hắn lấy một giọt ngân nguyệt tuyền thủy ra, nuốt vào trong người, dùng kim tằm Phật khí bao bọc ngân nguyệt tuyền thủy đưa đến đan điền, rơi vào thanh đồng cổ thuyền. Nếu lần này không trải qua niết bàn thì Phong Phi Vân có thể lấy ngân nguyệt tuyền thủy ra khỏi người, không đến mức uổng phí. Đây là thánh tuyền, dù chỉ một giọt vẫn vô cùng quý giá, nếu bị dùng mất Phong Phi Vân sẽ đau muốn chết. Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, Phong Phi Vân chìm xuống ao đỏ, 3.000 vạn đốm sáng không ngừng chuyển động ngăn chặn khí lạnh. Sao lại là một mai rùa nữa? Phong Phi Vân chìm xuống đáy ao, thấy dấu mai rùa trên một tảng đá. Mao Ô Quy từng đến đây. Con rùa trắng số lớn thật, nhân vật như Tiêu Thiên Duyệt, Tuyết Lang đại nhân còn bị khí lạnh trong ao đỏ giam cầm, vậy mà nó nhảy nhót lung tung, thật là không có thiên lý. Đáy ao rất rộng, không giống đáy cái ao mà như đáy đại dương đỏ. Không lẽ ao đỏ này là con đường đi thông khu vực khác, từ đáy ao có thể đến chỗ khác? Sẽ đi đến đâu? À, Phong Phi Vân đang suy tư thì thấy một lão nhân đi dưới đáy ao. Lão nhân cách Phong Phi Vân mấy dặm,
thấy rõ sợi tóc trắng bay trong nước đỏ. Sao đáy hồ có người? Phong Phi Vân chậm rãi bơi đến gần lão nhân, nhưng cách lão khoảng 100 thước thì đứng lại ngay. Đâu phải lão nhân, là xác chết ngâm trong nước đỏ. Cơ thể lão nhân rách nát, linh bào rách dưới, thịt thủng lỗ chỗ lộ ra xương đen thui. Nhưng lão nhân vẫn đi trong đáy nước, bị ý niệm giữ từ thái cổ chi phối. Bước chân lão nhân vững vàng, đôi khi ngước nhìn đường rồi thở dài, đôi khi cắm đầu đi. Quá kỳ lạ! Một cái xác mục giữa hết vậy mà biết đi, tìm kiếm thứ gì? Đây là một cường giả nhân loại, khi còn sống tu vi cực kỳ khủng bố. Phong Phi Vân không dám đến gần lão nhân không biết đã chết bao nhiêu năm, hơi thở cực kỳ đáng sợ, khiến người kính sợ, mạnh hơn cả hắn hồi kiếp trước. Lão nhân dù không bước vào thánh linh cảnh thì cũng không cách xa bao nhiêu. Bởi vì tu vi lão nhân siêu đẳng nên xác chết giữ lại trong năm tháng vô tận, không bị mục nát. Nhân vật cường đại như thế sao lại chết? Xác chết xuất hiện dưới đáy ao đỏ. Lão nhân là ai? Đây là nhân vật có thể ghi danh sử sách, nếu Phong Phi Vân lật xem sách cổ chắc chắn sẽ tìm ra tên của lão, thời thái cổ khiến vô số người triều bái. Loại nhân vật này dù đã chết cũng không thể khinh thường, để lại một lũ thần niệm có lực lượng chém vỡ thiên địa. Thời gian lâu như vậy dù là xương thánh linh cũng mục nát hết, chẳng lẽ vì ao đỏ này nên xác lão, khung xương bạch cốt thiên vương được giữ lại. Trong lúc Phong Phi Vân suy tư thì lão nhân đi cách trăm thước đột nhiên đứng trước mặt hắn, đôi mắt đen trống rỗng nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Con người trong hốc mắt đã nát, không có gì. Nhưng bị lão nhân nhìn chằm chằm làm Phong Phi Vân không thể nhúc nhích, như là linh hồn lìa khỏi xác. Quá nhanh! Phong Phi Vân không chớp mắt cái nào nhưng vẫn không biết lão nhân làm sao xuất hiện trước mặt mình. Miệng lão nhân đen thui, lưỡi đã mục, răng rụng ở đâu đỏ, giọng âm u khàn khàn. Một nửa, nhân loại. Lão nhân còn giữ lại một tia hồn niệm, quá khó tin. Phong Phi Vân cắn răng ngăn cản khí thế kinh khủng truyền từ người lão nhân, hơi thở kia như đè nát người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân khó khăn hỏi. Tiền bối, là ai? Lão nhân lẩm bẩm. Đế chủng, đế chủng, đế chủng. Đây là tên của lão nhân hay địa danh? Thời thái cổ vạn tộc hưng thịnh, thường hay có một số cường giả xuất thế, nhiều không đếm xuể. Trừ thánh thực quả bách sự thông ra, đệ nhất chí sư trung ương vương triều thứ 6 bây giờ cũng không biết hết tên các cường giả. Phong Phi Vân hỏi. Đây là tên của tiền bối sao? Lão nhân không trả lời Phong Phi Vân, lão im lặng thật lâu sau lên tiếng. Đến thì tốt rồi, tuy chỉ là một nửa nhân loại nhưng có thể được ta truyền thừa. Phong Phi Vân hỏi. Truyền thừa gì? Lão nhân buông tiếng thở dài. Một loại lực lượng lão phu tham ngộ từ thái cổ đến bây giờ, rốt cuộc đã tham ngộ ra. Đây là lực lượng để khắc chế vạn kiếp bất tử công, tiếc, tiếc quá, dù ta tham ngộ ra thì đã muộn. Ta chết rồi, rất nhanh hồn niệm cuối cùng thành mây khói. Nếu năm xưa tham ngộ ra thì người thua không phải là ta, người thua không phải ta. Lão nhân tràn ngập chấp niệm, bởi vì không chịu thua nên chết rồi vẫn tham ngộ cách khắc chế lực lượng vạn kiếp bất tử công, mãi từ thái cổ đến bây giờ. Chấp niệm trong lòng bất diệt nên hồn niệm không diệt. Vạn kiếp bất tử công được gọi là công pháp luyện thể mạnh hơn bất tử phượng hoàng thân một bậc, tuy không khoa trương đến mức vạn kiếp không chết nhưng cũng không dễ bị ai đánh bại. Bất tử phượng hoàng thân mạnh đến cỡ nào? Phong Phi Vân biết rõ hơn bất cứ ai. Kiếp trước Phong Phi Vân chỉ tu luyện ra 206 khối phượng cốt đã đến đỉnh vũ hóa đệ cửu trọng, bách chiến bách thắng, công không thể đỡ, phá nát hư không, đánh rơi tinh cầu. Muốn công phá vạn kiếp bất tử công mạnh hơn bất tử phượng hoàng thân một bậc, nói dễ hơn làm. Lão nhân đã mục giữa không thành hình, nếu không nhờ nước lạnh màu đỏ này bao bọc xác chết thì sớm mục không còn màu xương. Lão nhân đứng đó, thanh âm minh mông. Thế gian có vạn đạo, đường nào cũng thông tiên, từ xưa đến nay nhiều truyền thuyết liên quan đến tiên nhưng không ai hắn tiên thật sự, tại sao? Thanh âm không giống phát ra từ miệng lão nhân mà như thanh âm đọng lại từ thái cổ xa xôi. Phong Phi Vân đáp, tuổi thọ con người chỉ trăm năm, đây là số trời. Tu luyện tiên đạo có thể kéo dài tuổi thọ, sống mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí nhân vật siêu phàm sống mấy vạn năm. Cái này là không ngừng phá số trời. Do đó phải chịu kiếp nạn. Nên tu sĩ mỗi khi đến độ cao nhất định sẽ gặp trời phạt một lần. Chỉ người kinh tài tuyệt diễm thật sự mới phá tan thiên phạt trói buộc, trở thành cường giả.
muốn đến thiên mệnh cảnh phải qua địa kiếp, muốn đến cảnh giới niết bàn phải qua tử kiếp, muốn đến vũ hóa cảnh phải qua thiên kiếp, muốn đến cảnh giới thánh linh phải qua sinh kiếp, muốn thành tiên phải qua vô lượng kiếp. Năm kiếp nạn, kiếp nào cũng nguy hiểm chết người, địa kiếp táng nhân, tử kiếp táng hồn, thiên kiếp táng thân, sinh kiếp táng tâm, vô lượng kiếp diệt đạo. Có thể độ qua sinh kiếp trở thành thánh linh từ xưa đến nay hiếm hoi chứ nói gì đến vô lượng kiếp có thể diệt đạo. Muốn thành tiên nói dễ hơn làm. Thành tiên chỉ là khái niệm hư vô mờ mịt, nhiều người tu đạo chỉ vì ích kỷ của bản thân. Vì nổi bật, vì bá tuyệt một phương, xưng hùng một đời, vậy là đã đủ. Lão nhân đừng im lắng nghe Phong Phi Vân nói, thật lâu sau giọng khàn khàn bảo. Đúng vậy, thần thông mạnh nhất trên đời này là kiếp lực. Thần thông mạnh nhất trong kiếp lực là vô lượng kiếp lực, khi tu luyện thần thông này thành công đừng nói là phá vạn kiếp bất tử công, thậm chí có thể diệt đạo, diệt luân hồi, chém thiên lý. Phong Phi Vân hiểu ý của lão nhân, tức là bản thân diễn hóa thiên địa, khống chế lực lượng kiếp. Về điều này tiên hiền, cổ nhân từng nghĩ đến. Khá nhiều người cố gắng hướng đi này cả đời, muốn tạo ra một công pháp có thể khống chế kiếp. Nhưng cuối cùng đều thất bại, đa số có thể thân chết đạo tiêu. Khống chế lực lượng kiếp nói dễ hơn làm. Không lẽ lão nhân thua trong tay Bạch Chu Thánh Tổ rồi không cam lòng, sau khi chết chấp niệm mãnh mẽ, suy tư qua nhiều năm tháng đã tạo ra loại công pháp. Lão nhân mặc dù chết vẫn có trí tuệ không thể ước đoán, dường như biết suy nghĩ trong lòng Phong Phi Vân, lão nói. Ta tạo ra không phải công pháp mà là thần thông, nếu tu luyện thất bại không đến mức thiên nhân ngũ suy, nếu trên đường tu luyện sợ khó khăn thì cứ bỏ đi. Thần thông và công pháp khác biệt về bản chất, giống như sự khác biệt giữa chiêu số và tâm pháp. Một chủ nội, một chủ ngoại. Bất tử Phượng Hoàng thân, Kim Tàm kinh thuộc về công pháp. Phượng Hoàng liệt thiên, Phượng Hoàng vũ dực, Phượng Hoàng nhiệt hỏa, Phật pháp vô biên, Phật pháp thiên tượng, Kim Tàm Phật chứng, Long Hoàng đao quyết. Những cái này là thần thông. Đây là khác biệt của công pháp và thần thông. Có công pháp đỉnh cao có thể sinh ra thần thông, như tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân thì sinh ra các thần thông Phượng Hoàng liệt thiên, Phượng Hoàng vũ dực. Tu luyện Kim Tàm kinh sinh ra các thần thông Phật pháp vô biên, Phật pháp thiên tượng. Tu luyện một số thần thông cơ bản có thể sinh ra linh khí trong người, như đao pháp, quyền pháp trong quân doanh thần tấn vương triều. Tu luyện lâu gieo linh căn trong người, tiên dẫn, đúc thành thần cơ. Nếu lão nhân thật sự sáng tạo ra thần thông khống chế kiếp thì Phong Phi Vân có thể tu luyện, dù tu luyện thất bại sẽ không ảnh hưởng bản thân quá nhiều, cùng lắm chỉ chậm trễ một đoạn thời gian tu hành. Người có tu luyện đại diễn thuật. Giọng lão nhân buồn bã, gật đầu sắp mục nát. Xem ra đao quang ý trời, là ý trời. Số phận đã định, nửa nhân loại, đại diễn thuật. Phong Phi Vân hỏi. Tiền bối cũng biết đại diễn thuật. Đại diễn thuật là một thuật trong bát thuật quyển mộ phủ tầm bảo lục bác đại tinh thâm, bao gồm thiên địa vạn pháp. Phong Phi Vân tu luyện đến bây giờ mới chỉ luyện đại diễn thuật được tiểu thừa, cực độ tiểu diễn thuật. Tiểu diễn số 40, đã dùng được 37. Nay Phong Phi Vân lĩnh ngộ 37, 3, số tiểu diễn khác thì đành bó tay. Bởi vì trong bát thuật quyển không ghi lại, 3, không chút manh mối lần mò. Con số phát triển đến 37 thì đứt. Mặt sau không có số, cũng không có đạo pháp. Là ta sáng tạo đại diễn thuật, được xếp vào một trong 8 thuật thái cổ. Lão nhân nói một câu làm người hết hồn, Phong Phi Vân thật sự hết hồn. Thái cổ bát thuật, nghe tên là thấy ghê gớm. Đại diễn thuật bác đại tinh thâm do lão nhân sáng tạo, cái này thật là lợi hại, đủ khiến Phong Phi Vân kính sợ. Chắc đây là không phải thánh linh nhân tộc chết thời thái cổ đi. Người tu vi cường đại từ xưa đến nay nhiều không đếm xuể, nhưng có thể sáng tạo công pháp, thần thông đỉnh cao thì rất hiếm hoi. Muốn sáng tạo công pháp, thuật thì phải tích lũy tri thức khổng lồ, năng lực lĩnh ngộ hơn người bình thường, cần có cơ hội, linh cảm. Lão nhân sáng tạo ra đại diễn thuật chắc chắn là một vị đại trí giả, ít nhất kiếp trước Phong Phi Vân không có năng lực sáng tạo công pháp, thần thông đỉnh cao. Điều này khiến Phong Phi Vân tin tưởng hơn lão nhân nói nắm giữ thần thông kiếp lực. Lão nhân không quan tâm Phong Phi Vân nỗi lòng rung động, tiếp tục nói. Có ngày lão phu ngồi bên thiên hà xem đạo hóa, một con long mã trồi lên mặt nước, lưng cõng một con huyền quy. Lưng rùa có muôn vàn đốm như một thế giới, nó nửa đầu hút thiên địa nguyên khí, hít thở thì lấm tấm trên mai rùa không ngừng di động, biến đổi tựa như thiên địa vạn vật đang diễn biến. Lão phu tính tọa 3000 năm, sáng tạo đại diễn thuật.
Đây là lai lịch của đại diễn thuật. Phong Phi Vân rất xấu hổ, cao nhân có khác. Nếu Phong Phi Vân ở bờ sông thấy con long mã cõng rùa nổi lên mặt nước thì không quan sát sáng tạo công pháp mà ra kéo con rùa ra oai xuống, đánh tơi bời, để xem ngươi sau này còn làm bộ làm tịch nữa không. Lão nhân nói, ngươi đã tu luyện đến 37 tiểu diễn, rất giỏi. Phong Phi Vân hỏi, xin hỏi tiền bối, trong tiểu diễn không ghi chép, ba, làm sao tham ngộ? Vốn không có ba, thiên đạo có khuyết nên tu sĩ mới có thể tu luyện trong lỗ hổng, nếu thiên đạo đầy thì không có lỗ hổng. Mọi chuyện trên đời không có cái gì là hoàn mỹ, luôn có khiếm khuyết. Vì có khiếm khuyết nên mọi người không ngừng tiến bộ, nếu đầy rồi thì thụt lùi. Trong 40 mấy ai được 37, đã rất gần hoàn mỹ. Phong Phi Vân hơi hiểu ra. Vậy nếu ta muốn càng hoàn mỹ hơn thì sao? Sau khi ta sáng tạo tiểu diễn thuật cảm thấy thuật này đã rất gần với hoàn mỹ. Nhưng khi tu vi của ta càng mạnh hơn, ta phát hiện nó có thể hoàn mỹ thêm nữa. Phong Phi Vân hỏi. Cho nên có đại diễn thuật. Lão nhân gật đầu, nói. Thế là ta thêm 10 trong số tiểu diễn, đủ 50. Ta được 12, đến 49. Số đại diễn 50, đã dùng 49, vậy thì càng hoàn mỹ, cách thiên địa càng gần. Lão nhân so sánh số thiên đạo thành con số cực lớn, thiên đạo chỉ thiếu, nhất. Mức độ thiên đạo không hoàn mỹ, vô cùng lớn 1/1. Lão nhân sáng tạo đại diễn thuật trình độ không hoàn mỹ, 5/1. Tuy cách biệt thiên đạo rất xa xôi nhưng như thế đã là giỏi. Người bình thường có thể được 1% trong thiên địa đã được gọi là đại trí giả. Dù là đạo tu luyện hay thiên đạo đều không thể hoàn mỹ, chỉ có thể không ngừng đến gần mức hoàn mỹ. Tiểu diễn thuật đến 37 trong 40, đại diễn thuật thì được 49 trong 50 phần. Cả hai cách biệt con số nhỏ nhưng mức độ chênh lệch không thể tính toán. Lão nhân nói, nếu ngươi đã tham ngộ 37 tiểu diễn thì đã đến lúc diễn biến đại diễn thuật. Đại diễn thuật là cơ sở cho thần thông ta sắp truyền lại, tham ngộ căn bản đại diễn thuật mới khống chế kiếp lực được. Lấy đại diễn làm thiên địa, diễn hóa ra kiếp lực thuộc về bản thân. Phong Phi Vân hỏi, vậy diễn hóa đến mức nào? Thiên địa đại diễn ở đâu? Kiếp lực sinh ra trong thiên địa đại diễn. 37 tiểu diễn nằm trong linh hồn tri thức của ngươi, linh hồn tri thức chỉ chịu được nhiều như thế. Muốn chịu tải đại diễn thuật thì phải diễn hóa vào cơ thể. Thiên địa đại diễn là thân thể của ngươi. Lời lão nhân như đánh thức, Phong Phi Vân dùng mình, được quán đỉnh, mọi suy nghĩ rộng mở. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trong nước lạnh đỏ rực, diễn hóa từ tiểu diễn đến đại diễn. Lão nhân im lặng đứng không nhúc nhích, tử khí âm trầm như cái xác mục giữa. Số tiểu diễn là tiểu thế giới. Số đại diễn là đại thế giới. Đây là quá trình diễn biến từ tiểu thế giới hướng đại thế giới, bản thân thăng hoa. Phong Phi Vân cảm ngộ thiên đạo khá cao, không cần lão nhân chỉ điểm gì nhiều, hắn tự biết nên làm sao. Có thể mượn điều này niết bàn lần 4. Phong Phi Vân nuốt niết bàn đan vào bụng, thả ngân nguyệt tuyền trong thanh đồng cổ thuyền ra. Tuy chỉ một giọt ngân nguyệt tuyền nhưng bên trong chứa năng lượng không nhỏ chút nào. 3.000 vạn hạt cho thánh linh trong cơ thể Phong Phi Vân phủ vầng sáng bạc nhạt, như tinh vực rộng lớn. Lực lượng đại diễn chậm rãi dựng dục trong cơ thể Phong Phi Vân. Cho cốt thánh linh là trời trăng sao, máu thịt gân cốt là bụi trần trong vũ trụ, hóa thân thành thế giới. Đây là quá trình cực kỳ dài dòng, như trải qua khai thiên tích địa. Cơ thể Phong Phi Vân dần cô quạnh, tĩnh lặng như đã chết. Không biết từ khi nào trong người Phong Phi Vân phát ra thanh âm như sấm chớp ầm ầm. Từng tia điện xuyên qua máu thịt, xương cốt, kinh mạch, nhìn kỹ thì mỗi tế bào, tỏ thánh linh lóe tia điện. Tia điện đi qua người Phong Phi Vân không biết bao lâu. Một chút sức sống sinh ra trong tĩnh lặng. Một tế bào lan tràn phủ trùm nguyên thân thể. Mọi thứ đang diễn biến, sức sống từ nhỏ xíu biến mênh mông, toàn thân sống lại. Quá trình rất dài dòng, máu trong cơ thể Phong Phi Vân từ từ chảy. Tần suất máu chảy thay đổi như thế giới vận chuyển. 3.000 vạn hạt cho thánh linh tăng lên 1.8.000 vạn hạt. Trong cơ thể Phong Phi Vân sinh ra đại diễn, tự thành thế giới. Thậm chí thân thể tự sinh ra linh khí. Không cần hút từ bên ngoài. Lão nhân luôn đứng nhìn chậm rãi vươn cánh tay mục giữa nhẹ ấn đỉnh đầu Phong Phi Vân, truyền ý niệm vào người hắn. Đó là lĩnh ngộ pháp tắc thần thông kiếp lực. Tri thức khổng lồ nhập vào não Phong Phi Vân. 1.8.000 vạn hạt cho thánh linh trong người Phong Phi Vân run rẩy,
nhanh chóng thôi diễn tri thức kia chuyển hóa đến đại diễn thế giới. Cảnh giới rất kỳ diệu, cảm nhận mọi thứ trong cơ thể mình, bản thân thành chúa tể thiên địa, vượt trên chúng sinh, thiên địa vạn vật nằm trong tay mình. Nếu ở bên ngoài, Phong Phi Vân một ý niệm có thể câu thông đại địa mạch lạc, khiến dung nham dưới lòng đất vọt lên trên, khống chế hướng đi của địa kiếp. Bây giờ trong người Phong Phi Vân sinh ra lực lượng thứ nhất, địa kiếp. Lực lượng thứ hai bắn tung ra trong người Phong Phi Vân, luân phiên giữa sống và chết, vẽ ra sinh lão bệnh tử. Đây là lực lượng tử kiếp. Một ý niệm có thể làm đối phương mất sự sống, chết trong vô hình. Đây là một thần thông cực kỳ đáng sợ, có thể chém sự sống của đối phương. Nhưng Phong Phi Vân nắm giữ lực lượng này rất cạn, hắn chỉ có thể chém sức sống của người khác chứ không cách nào khống chế sự sống được, không thể chuyển hóa sức sống của đối phương thành của mình. Còn lực lượng cao hơn một bậc, lực thiên kiếp thì Phong Phi Vân cứ chạm đến ngưỡng cửa, trong thân thể không sinh ra loại kiếp lực này. Một mặt vì tu vi của Phong Phi Vân không đủ, mặt khác do hắn tu luyện ra đại diễn thế giới không đủ chín, đành tạm ngừng tại đây. Lão nhân hồi hộp hỏi, như thế nào, đã sinh ra kiếp lực chưa? Lão nhân không chính thức tu luyện loại thần thông này, chỉ thông qua chấp niệm trong cơ thể suy tính, lão không rõ có thành công không. Phong Phi Vân thở hắt ra, gật đầu nói. Địa kiếp lực hoàn mỹ, tử kiếp lực đã sinh ra. Lão nhân nói. Thế thì tốt rồi, tốt rồi. Con đường tiếp theo ngươi phải tự đi. Nếu thần thông có thiếu sót thì ngươi cố gắng một mình bù đắp. Phong Phi Vân biến sắc mặt nói. Tiền bối, ngươi. Giọng lão nhân suy yếu. Ta sớm nên chết, chỉ vì trong lòng có chấp niệm nên chết mà bất hủ, chấp hồn không tán. Đã truyền thần thông này ra ngoài, chấp niệm nên tan, nên tan. Nhưng lão nhân rất vui, tùy thời tan biến trong thiên địa. Phong Phi Vân nói, tiền bối hãy đặt tên cho loại thần thông này đi. Lão nhân nói, đặt là kiếp diệt vạn đạo pháp. Lão nhân thua vạn kiếp bất tử công của Bạch Chu Thánh Tổ, chết mà không cứng, tham ngộ ức vạn năm rốt cuộc sáng tạo ra đạo pháp phá vạn kiếp bất tử công, nên gọi là kiếp diệt vạn đạo pháp. Phong Phi Vân cung kính cúi đầu hướng lão nhân. Một kiếp diệt vạn đạo, vậy gọi nó là kiếp diệt vạn đạo pháp. Phong Phi Vân đầu tiên là tu luyện đại diễn thuật, sau đó được kiếp diệt vạn đạo pháp, có mối duyên pháp dây dưa với lão nhân, xem như ân sư của hắn. Phong Phi Vân rất tôn trọng lão nhân, nên hắn hành lễ đệ tử. Đế trùng, mặc kệ nó có phải là tên của lão nhân hay nơi nào đó, sau khi rời khỏi mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ, Phong Phi Vân sẽ tìm hiểu rõ ràng. Giọng lão nhân điều hưu hỏi. Bây giờ là năm tháng nào? Phong Phi Vân biết lão nhân còn có chuyện không buông bỏ được. Phong Phi Vân trả lời. Từ thái cổ đến bây giờ đã qua ba lượng kiếp pháp lực. Lượng kiếp pháp lực là đơn vị đạo gia tính thời gian. Một lượng kiếp pháp lực bằng 64,8 ước năm. Lão nhân lẩm bẩm lại như đang hỏi Phong Phi Vân. Đã lâu như vậy, nên chết rồi, nên chết rồi. Cũng không biết trong nhà hiện tại thế nào. Lão nhân chắc là người thời đại thái cổ, từ thái cổ đến bây giờ đã qua ba lượng kiếp pháp lực. Dù lão nhân có gia đình thì e rằng đã thành mây khói. Nhưng Phong Phi Vân biết Trung ương Vương Triều thứ 6 có mấy nhân tổ động thiên, đồn rằng bơ chúng tồn tại từ thuở nhân loại sinh ra, truyền thừa từ thái cổ đến bây giờ. Không chừng hậu nhân của lão nhân cũng kéo dài đến nay. Phong Phi Vân được truyền thừa từ lão nhân, hắn muốn làm chút chuyện cho lão. Phong Phi Vân hỏi, không biết nhà của tiền bối ở đâu? Nhà ở đâu, nhà ở đâu, thời gian quá lâu, ta cũng quên, ta chỉ biết ta họ đế, tên trùng, chắc thuộc đế gia. Nếu ngươi có thời gian hãy tìm nhà giúp ta, đưa ta trở về. Lá rụng về cội. Bên hông lão nhân treo một phát ngọc, to cỡ bàn tay, không biết làm bằng chất liệu gì mà qua ba lượng kiếp pháp lực cũng không mục nát, chịu được thời gian ăn mòn kiên cường hơn xác xác thánh linh. Đây là thứ duy nhất trên người lão nhân không bị ăn mòn. Phác ngọc bay ra khỏi eo lão nhân rơi vào tay Phong Phi Vân. Phác ngọc nặng trĩu, tràn ngập thánh linh khí, đè Phong Phi Vân suýt không cầm được. Đây là ngọc bội ta tùy thân mang theo, tên đế thánh bội, đã biến thành chất liệu thánh linh. Ta vốn định tế luyện nó thành thánh linh dụng cụ để lại cho hậu nhân, nhưng mới tế luyện một nửa thì chết, ai? Đế thánh bội đã thông thánh, chắc có thể mang ngươi đi tìm nhà ta. Nếu hậu nhân của ta còn thì nhờ ngươi giao đế thánh bội cho bọn họ, đương nhiên ngươi có thể giữ cho mình dùng, tương lai tế luyện nó thành đế thánh bội thì ta cũng yên lòng.
Khi tu vi của ngươi đến vũ hóa cảnh là có thể giải phong ân trên đế thánh bội, sử dụng lực lượng của nó. Phong Phi Vân nói, tiền bối đã cho vãn bối rất nhiều, vãn bối không dám nhúng chàm đế thánh bội. Vãn bối chắc chắn sẽ đưa thi cốt, đế thánh bội tiền bối vào tay hậu nhân của tiền bối. Duyên pháp thế giới quay về tự nhiên, không cần cưỡng cầu, không cần cưỡng cầu. Ngón tay lão nhân điểm vào Phong Phi Vân, quan tài hoàng thạch bay ra, nắp quan tài tự động mở. Lão nhân bước vào trong. Khi nắp quan tài tự động đóng lại, thánh linh khí bàng bạc bắn ra từ quan tài hoàng thạch, đánh Phong Phi Vân bay xa mấy chục dặm. Quan tài hoàng thạch suýt không chịu nổi tan nát. Phong Phi Vân đã hiểu tại sao lão nhân nằm vào quan tài hoàng thạch. Lúc trước khi nói chuyện với Phong Phi Vân thì lão nhân còn một lũ chấp niệm, có thể khống chế lực lượng trong cơ thể không tiết ra ngoài. Nhưng vừa rồi chăn trối xong, lũ chấp niệm tan biến, thánh linh khí trên người lão nhân bùng nổ. Phong Phi Vân thầm run sợ, đây là thánh linh. Dù chỉ một bộ xương thánh linh đã có uy lực đáng sợ như thế, nếu thi cốt lão nhân không nằm trong quan tài hoàng thạch thì bây giờ Phong Phi Vân đã bị chấn nát bấy. Phong Phi Vân không dám đến gần quan tài hoàng thạch, bên trong đang nằm thánh linh thi, chứa năng lượng mạnh mẽ mà tu sĩ Niết Bàn đệ tứ trọng thiên như hắn không ngăn cản được. Có lẽ có thể sử dụng đế thánh bội. Phong Phi Vân nhìn đế thánh bội trong tay, đây là bán thánh linh dụng cụ, có thể diễn hóa thành thánh linh dụng cụ. Hơn nữa đế thánh bội ở chung với lão nhân lâu thật lâu, mặc dù lực lượng đế thánh bội đã bị phong ấn nhưng chắc có thể đến gần lão nhân. Bề mặt đế thánh bội như có dao động sinh mệnh, nó cảm nhận được suy nghĩ của Phong Phi Vân, ngọc bội phát ra ánh sáng trắng lấp lánh bao bọc người hắn lại. Phong Phi Vân đoán đúng, có ánh sáng đế thánh bội bao phủ, hắn chậm rãi đến gần quan tài hoàng thạch. Giới linh thạch không chịu nổi lực lượng thánh linh, vậy Phong Phi Vân nên đặt quan tài hoàng thạch ở đâu? Phổ cập đơn vị thời gian. Một nguyên chia 12 hội, một hội là 1.800 năm, một nguyên hội là 12.9600 năm. 5 vạn nguyên hội là một hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Một lượng kiếp pháp lực bằng 5 vạn nguyên hội nhân 12.9600 năm bằng 64. 8 ức năm. Một hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp bằng 4 ức 8.000 vạn lượng kiếp 64. 8 ức 5 x 4 ức 8.000 vạn lượng kiếp bằng 249. 6 ức ức năm. Chỉ có thanh đồng cổ thuyền mới chịu nổi hơi thở thánh linh khổng lồ. Phong Phi Vân bỏ quan tài hoàng thạch vào thanh đồng cổ thuyền, trong thuyền có lực lượng ức chế hơi thở thánh linh, giảm thấp xung lực. Long mã hà đồ trên thanh đồng cổ thuyền bao bọc quan tài hoàng thạch lại, hơi thở thu giấu đi, bay vào đan điền của Phong Phi Vân, lênh đênh trên biển đan điền. Làm xong tất cả, Phong Phi Vân quay sang xem xét đế thánh bội. Ánh sáng trên đế thánh bội nhạt dần. Một khối mỹ ngọc trơn bóng, trong suốt như trăng tròn màu xanh, bên trong lấp lánh đốm sáng tựa ánh sao điểm xuyết. Có một chữ đế trên ngọc bội, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, uy thế khiếp người, dựng dục đạo một vị thánh linh. Nếu không phải lực lượng đế thánh bội bị phong ấn thì một chữ đế đủ giết hiền giả vũ hóa cảnh. Chắc tiền bối muốn thử thách ta nên mới phong ấn lực lượng đế thánh bội. Nếu để ta trực tiếp sở hữu lực lượng đế thánh bội chắc chắn sẽ không có ý chí tiến tới. Ỷ lại lực lượng ngọc bội, có hại không lợi cho việc tu hành. Phong Phi Vân sẽ không chiếm đế thánh bội làm của riêng, nếu hắn tìm được hậu nhân của đế chủng tiền bối thì sẽ trả lại đế thánh bội. Đây là lời hứa của hắn, Phong Phi Vân sẽ hoàn thành nó. Mặt sau đế thánh bội khắc sông núi, như hình dạng một thế giới. Chắc đây không phải là nhà của đế chủng tiền bối đi. Phong Phi Vân nhớ kỹ hình dạng hoa văn sông núi. Tương lai nếu gặp nơi như vậy hắn sẽ chú ý kỹ. Phong Phi Vân cất đế thánh bội xong suy tính thời gian, phát hiện đã qua 1 năm 8 tháng. Lần này tu luyện mất 1 năm 8 tháng. Đối với tu sĩ khác thì 1 năm 8 tháng không là gì, một lần bế quan có lẽ là mấy chục năm. Nhưng bây giờ đang trong mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ, chỉ một ngày cũng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất chứ nói gì 1 năm 8 tháng. Phong Phi Vân vốn định tìm Tiểu Khanh Khanh. Ai ngờ gặp cơ duyên chậm rãi lâu như vậy. Hiện giờ Phong Phi Vân đến Niết Bàn đệ tứ trọng thiên, tu vi tăng bước dài, lại được thần thông kiếp diệt vạn đạo pháp. Bây giờ Phong Phi Vân đụng phải mấy lão tổ cổ tộc Niết Bàn đệ tứ trọng thiên cũng có thể đánh bại. Phong Phi Vân cởi áo ra phượng vảy rồng xuống cũng có thể sử dụng lực lượng 1 ức 8.000 vạn hạt cho thánh linh ngăn cản nước lạnh màu đỏ. Chỗ này thật kỳ lạ, nước lạnh sắc giỏ khiến thi cốt thánh linh ức vạn năm không hủ.
không chừng còn thi cốt của cường giả khác, mang theo thánh thực quả là hơn, nó có tri thức như thánh linh, chắc sẽ biết lý do trong đó. Phong Phi Vân quay về cường cũ, hắn mới trồi lên mặt nước liền cảm nhận khác lạ. Một luồng kiếm khí từ trên trời giáng xuống đầu Phong Phi Vân, cực kỳ sắc bén. Phong Phi Vân triệu hoán thiên tủy binh đàm đỡ đòn, đánh nát kiếm khí. Phong Phi Vân vọt ra khỏi ao đỏ, ánh mắt ngạo nghễ nhìn lên trên. Phong Phi Vân lạnh lùng nói. Sự kiên nhẫn của ngươi thật tốt, canh giữ 1 năm 8 tháng tại đây. Tuyết Lang đại nhân đứng trên khúc xương to, lụa đỏ bay bay, da trắng mịn như ngọc, tóc đen dài như suối rũ xuống, đôi mắt tràn đầy quyến rũ. Tuyết Lang đại nhân cười nói. Ta biết ngay ngươi không dễ dàng chết bên dưới. Thánh thực quả không ở bên ao. Phong Phi Vân hỏi. Ngươi mang Mao Thành thật đi rồi. Tuyết Lang đại nhân trả lời. Ngươi nói trái cây kỳ lạ kia, nó bị hiên viên nhất nhất của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh mang đi. Phong Phi Vân dùng đại diễn thuật suy tính, quả nhiên nơi đây có hơi thở của hiên viên nhất nhất, nàng từng đến đây. Tuyết Lang đại nhân không nói dối, thánh thực quả bị hiên viên nhất nhất mang đi. Phong Phi Vân thầm than hỏng rồi, hiên viên nhất nhất từng đến đây thì chắc biết thiên kiêu nhân loại chết trong tay Phong Phi Vân và Phong Khanh Khanh, với tính cách lắm chuyện của nàng chắc chắn sẽ tìm hắn tính sổ. Hơn nữa Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tự cho mình siêu phàm, dương cờ chính nghĩa vì thiên hạ. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh phát hiện thiên kiêu nhân loại chết dưới trường kiếm xương trắng, chắc chắn sẽ chụp mũ Phong Khanh Khanh là kẻ tà ác. Hiên viên nhất nhất có đi ra trừ ma vệ đạo không? Dù hiên viên nhất nhất không ra tay, nếu nàng nói ra ngoài chắc chắn sẽ vời đến nhiều đại thế lực giết Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhảy vào ao đỏ là quá su ca động, hắn chưa kịp xóa bỏ các manh mối, gây nhiều rắc rối cho bản thân. Tuyết Lang đại nhân kinh ngạc hỏi. Tu vi của ngươi lại tăng lên. Sao tốc độ tu luyện của ngươi mau như vậy? Tuyết Lang đại nhân cảm ứng cảnh giới của Phong Phi Vân lại tăng mảng lớn, đột phá niết bàn đệ tứ trọng thiên. Phong Phi Vân cười nói. Ta không đột phá cảnh giới chẳng lẽ chờ bị ngươi giết sao? Dù ngươi đột phá cảnh giới cũng không đấu lại ta. Cổ kiếm trong tay Tuyết Lang đại nhân là linh khí cửu phẩm, mỏng như bụng cá, kiếm phong trắng tinh, kiếm khí cực kỳ sắc bén. Đâm ra một kiếm như bạch hồng quán nhật. Hiện giờ Tuyết Lang đại nhân đang trong trạng thái cao nhất, không suy yếu như lúc bị thương nặng, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Tuyết Lang đại nhân chấn nát các vách đá trong không gian này, lộ ra mấy khúc xương trắng, thật sự là khung xương khổng lồ. 2 năm nay không chỉ tu vi của Phong Phi Vân tiến bộ, Tuyết Lang đại nhân cũng tăng tiến. Phong Phi Vân đứng thẳng bên ao, thiên tủy binh đàm không gì không phá chém ra các dòng sông đao, chém nát kiếm khí của Tuyết Lang đại nhân. Kiếp lực dâng lên trong cơ thể Phong Phi Vân, truyền vào cánh tay. Ngươi cũng nếm thử lợi hại của thần thông ta mới tu luyện đi. Phong Phi Vân vung tay, tử kiếp pháp tác vô hình bay ra ngoài. Tuyết Lang đại nhân cảm nhận khí tử vong ập vào mặt, như bàn tay thần chết, không thể trốn tránh. Không nhìn thấy, không sờ được, nhưng nó thật sự tồn tại. Tử vong pháp tác nhập vào cơ thể Tuyết Lang đại nhân, chém bớt sự sống 10 năm. Tu vi đến cảnh giới như Tuyết Lang đại nhân có thể tính toán chiều dài mạng sống của mình, nàng cảm nhận rõ ràng sự sống rút ngắn 10 năm. Trời! Đây là thần thông gì mà có thể chém sự sống của người? Là lực lượng thiên đạo sao? Sự sống 10 năm không đáng là gì với Tuyết Lang đại nhân, ít ra còn kém xa để uy hiếp mạng sống của nàng. Nhưng ý nghĩa điều này lại khác hẳn. Ai biết khi Phong Phi Vân tu luyện thần thông này đến tột đỉnh có khi nào kêu ai chết thì người đó chết không? Tuyết Lang đại nhân giật mình kêu lên. Ngươi, đây là thần thông gì? Ngươi không phát hiện đây là lực lượng tử kiếp sao? Phong Phi Vân lại chém một nhát lực lượng tử kiếp, mạnh mẽ hơn cái vừa rồi, đã hiện ra cái bóng dám. Tuyết Lang đại nhân không dám đỡ, di chuyển biến thành cái bóng xinh đẹp xuyên qua xương trắng, né khỏi lực lượng tử kiếp. Tuyết Lang đại nhân bắt kiếm quyết ngự cổ kiếm, bộc phát uy lực linh khí cửu phẩm, kiếm như rồng dài chém ra. Phong Phi Vân thụt lùi ra sau, không đấu cứng với Tuyết Lang đại nhân. Tu vi của nữ yêu tinh này rất cao, sức chiến đấu cường đại không tầm thường. Đấu cứng với Tuyết Lang đại nhân là Phong Phi Vân chịu thiệt. Phong Phi Vân sử dụng luân hồi tật tốc né một luồng kiếm khí, tay liên tục chém ra 3 lực lượng tử kiếp. Tuyết Lang đại nhân né thoát 2 nhưng vẫn trúng 1 lực lượng tử kiếp, lại bớt 10 năm sống.
Tuyết Lang đại nhân cắn chặt hàm răng, rất bất đắc dĩ. Tu vi của Tuyết Lang đại nhân cao hơn Phong Phi Vân rất nhiều, bất đắc dĩ trong bất tử điện ức chế yêu lực. Tại ao đỏ này Tuyết Lang đại nhân chỉ có thể sử dụng ít ỏi yêu lực, không thể phát huy hết sức. Tuyết Lang đại nhân nói, nếu là nam nhân hãy đấu tay không với ta, đừng sử dụng thần thông tồi tệ của ngươi. Tuyết Lang đại nhân yêu tu, thân thể cường đại, tu vi lại cao hơn ở Phong Phi Vân mảng lớn. Nếu đánh nhau tay không, Tuyết Lang đại nhân cho rằng có thể trấn áp phi cưới Phong Phi Vân. Thần thông tồi tệ, không có thần thông nào quang minh chính địa hơn nó, phù hợp thiên đạo. Phong Phi Vân lại chém ra ba luồng lực lượng tử kiếp biến thành ba cái bóng. Một lực lượng tử kiếp đánh trúng người Tuyết Lang đại nhân, chém bớt 10 năm sống. 30 năm sống bị cướp đi, tu vi cao cỡ Tuyết Lang đại nhân cũng không kiềm được lộ vẻ yếu ớt. Tuy không đến mức bị tổn thương nặng nhưng làm giảm sức chiến đấu của Tuyết Lang đại nhân. Phong Phi Vân đột nhiên rút tay về. Được rồi, nếu ngươi muốn đánh nhau tay không thì ta cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Tuyết Lang đại nhân muốn dùng lực lượng cơ thể trấn áp Phong Phi Vân, nàng không biết hắn cũng có suy nghĩ này. Nếu ở bên ngoài bất tử điện, linh khí không bị ức chế thì Phong Phi Vân không đấu lại Tuyết Lang đại nhân. Nhưng bàn về sức mạnh cơ thể, Phong Phi Vân có 70% tin chắc đánh bại được Tuyết Lang đại nhân. Hiện giờ Phong Phi Vân có tu vi niết bàn đệ tứ trọng thiên, trong người lại có 1.8 ngàn vạn hạt cho thánh linh, tu thành vạn thú chiến thể. Dù gặp tu sĩ cùng cảnh giới tu luyện vạn kiếp bất tử công, về sức mạnh cơ bắp chưa chắc Phong Phi Vân thua. Tu vi của Tuyết Lang đại nhân cao hơn Phong Phi Vân mảng lớn, nhưng muốn dùng cách đấu sáp lá cả trấn áp Phong Phi Vân thì đúng là mơ tưởng viễn vông. Tuyết Lang đại nhân nghe Phong Phi Vân đồng ý đánh tay không thì mừng rỡ thầm nghĩ. Bán yêu này dễ dụ thật, hắn không biết yêu tộc mạnh nhất là thân thể sao. Tuyết Lang đại nhân nói. Vậy ngươi đừng hối hận. Cơ thể Tuyết Lang đại nhân mềm mại nhấp nhô yêu kiều, da trắng mịn, nhìn như mềm dẻo nhưng lực lượng rất mạnh. Cánh tay như củ sen vung một cái chém ra lực lượng xẻ núi. Phong Phi Vân lướt ngang một bước né đòn công kích. Ầm. Cánh tay Tuyết Lang đại nhân như đao phong chém vào vách đá cứng rắn tựa huyền thiết, chấn vỡ mảng lớn vách đá thành đá vụn. Ha 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 ha. Bán yêu, bây giờ ngươi nhận thua còn kịp, nếu không chút nữa tỷ tỷ bắt ngươi lại. Ăn trái tim của ngươi. Tuyết Lang đại nhân cười ươi như hoa, đẹp tựa tiên nữ, yêu như ma nữ. Tuyết Lang đại nhân tỏa mũi thơm, mỗi làn gió thơm có lực lượng chặt đứt sông ngòi. Tu vi của Tuyết Lang đại nhân đúng là mạnh, lực lượng cơ thể đặc biệt khổng lồ khiến một ý ất giật mình. Chắc nữ yêu tinh này tu luyện công pháp luyện thể đỉnh cao. Không uổng là hoàng tộc Bạch Chu yêu tộc. Sợ là ngươi không có cơ hội đó. 18 khối xương phượng sáng lên như các đốm lửa, 1.8 ngàn vạn hạt cho thánh linh chấn động. Lực lượng lay trời chạy dọc cánh tay Phong Phi Vân, hắn chém ngang rạch một vệt máu trên lưng Tuyết Lang đại nhân. Máu yêu đỏ thắm chảy trên làn da trắng tuyết. Cái nơ lụa đỏ sau lưng Tuyết Lang đại nhân bị chém đứt, vải rớt xuống lộ ra mảng lớn da thịt, bộ ngực run run, gò bồng đào to lớn, mùi thơm nức mũi rất quyến rũ như tùy thời nhảy ra khỏi áo. Lực lượng mạnh quá. Vết thương sau lưng Tuyết Lang đại nhân tự động khép lại, hoàn toàn biến mất, không chừa một vết sẹo, vẫn tỏa sáng mềm mịn, rất hấp dẫn. Phong Phi Vân lại vỗ một trường, trên trường ấn có vô số bóng rồi bay lượn kiềm chặt một cánh tay Tuyết Lang đại nhân. Tuyết Lang đại nhân xoay thân hình yêu diễm thoát khỏi Phong Phi Vân kiềm giữ, ngón tay thuôn nhấn vào tay trái của hắn. Hai người thi triển thuật bắt giữ, tốc độ siêu nhanh. Xoẹt. Áo đỏ trên người Tuyết Lang đại nhân bị xé rách, từng mảnh vải đỏ rơi xuống như bươm bướm rơi. Tuyết Lang đại nhân không mảnh vải che thân đứng bên ao đỏ. Mắt sáng như sao, cần cổ thon, bồng đào cao vút, khe rãnh giữa bộ ngực càng tuyệt vời. Sợi tóc bạc dán ra thịt, vẽ bức tranh sơn thủy động lòng người giữa khuôn mặt, cổ, ngực. Eo Tuyết Lang đại nhân nhỏ xíu, đường cong xinh đẹp, không dư thừa thịt, cực kỳ hoàn mỹ. Khiến người nhìn muốn dùng tay cảm nhận vòng eo co giãn. Tuyết Lang đại nhân không kiêng dè ánh mắt Phong Phi Vân, rè mi run run liếc hắn. Nhìn đủ chưa? Phong Phi Vân khoanh tay trước ngực, cười nói. Nhìn thì đủ rồi, nhưng có vài thứ chỉ xem không thể hiểu thấu. Nam nhân khác nhìn thấy thân thể xinh đẹp trước mặt chắc chắn không kiềm được dục vọng thèm khát nhào lên. Nếu làm như vậy chưa kịp chạm vào người Tuyết Lang đại nhân đã ngã dưới đất. Phong Phi Vân cũng là nam nhân bình thường, nhìn thân thể Tuyết Lang đại nhân,
dục vọng nguyên thủy hừng hực trong người hắn. Nhưng Phong Phi Vân khống chế lý trí, không đến mức vì dục vọng mà mất mạng. Nam nhân lúc nên nhào lên là phải lên, không lao lên chẳng lẽ để người khác ăn trước. Nhưng lúc không nên nhào lên thì dù có dùng sợi xích cột lại nửa người dưới cũng quyết không lên. Tuyết Lang đại nhân thấy dục vọng trong mắt Phong Phi Vân, nhưng hắn không mất lý trí lao lên. Phong Phi Vân vẫn đứng vững, biểu tình nghiền ngẫm như đang ngắm pho tượng xinh đẹp. Tuyết Lang đại nhân bị nhìn lâu thấy gai người. Ngay khi Tuyết Lang đại nhân khó chịu thì Phong Phi Vân nhấc chân, tốc độ siêu mau trong khoảnh khắc đã đến trước mặt nàng. Ngón tay Phong Phi Vân điểm người Tuyết Lang đại nhân, mỗi kích phong một mệnh huyệt. Nguy rồi. Tuyết Lang đại nhân đánh trả, mệnh huyệt đã bị phong lại 68 cái, lực lượng giảm mảng lớn. Cánh tay Tuyết Lang đại nhân như con rắn, móng tay sắc bén còn hơn thanh kiếm đâm thẳng đan điền của Phong Phi Vân. Vù 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 vù. Tốc độ Phong Phi Vân nhanh hơn, hắn bắt chặt cổ tay Tuyết Lang đại nhân vòng ra sau lưng. Ngón tay Phong Phi Vân nhanh chóng điểm, lại phong 34 mệnh huyệt. Lực lượng của Tuyết Lang đại nhân tiếp tục giảm mảng lớn. Đùi thon dài đá ra sau, chân nhỏ xinh, năm ngón chân tinh xảo nhưng lực lượng không nhỏ chút nào. Phong Phi Vân bay khỏi mặt đất, một tay khác bắt chặt chân săn chắc, nhấc cao chân Tuyết Lang đại nhân lên sắp dán vào cổ. Phong Phi Vân nhanh chóng phong mấy chục mệnh huyệt, ném Tuyết Lang đại nhân ra ngoài. Tuyết Lang đại nhân đập mạnh vào vách tường xương trắng, phát ra tiếng nổ đinh tai. Tuyết Lang đại nhân trượt xuống mặt đất. Phong Phi Vân lơ lửng đáp xuống trước mặt Tuyết Lang đại nhân, nhìn xuống nàng, cười hỏi. Phục chưa? Tuyết Lang đại nhân kiên cường. Không, không phục. Tuyết Lang đại nhân điều động yêu lực trong người, yêu quang chói mắt dâng lên trong đan điền, một mảnh hỗn độn, lực lượng đáng sợ. Tuyết Lang đại nhân định sử dụng yêu khí bản mệnh chém vỡ mệnh huyệt bị Phong Phi Vân phong kín. Lời nữ nhân nói không thể tin, càng không nên tin lời nữ yêu tinh. Đã bảo là đánh tay không bây giờ lại sử dụng yêu lực, buộc ta không thương hương tiếc ngọc. Phong Phi Vân liên tục chém ra 5 lực lượng tử kiếp, chém rất 50 năm mạng sống của Tuyết Lang đại nhân. Người Tuyết Lang đại nhân run bần bật như bị búa to đập trúng, toàn thân đau nhức. Tuyết Lang đại nhân cắn chặt răng nói. Phục. Phong Phi Vân hỏi lại. Phục thật không? Thật. Khi Tuyết Lang đại nhân nói câu này thì yêu quang bắn ra từ đan điền. Ánh sáng chói mắt đâm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân sớm có chuẩn bị, cánh tay vung lên biến thành vuốt phượng hoàng vỗ bay căn nguyên linh khí. Một tay Phong Phi Vân bóp cổ Tuyết Lang đại nhân nhấc lên, ngón tay ngưng tụ 2 lực lượng. Tuyết Lang đại nhân cảm giác cổ sắp bị bóp nát. Lần này phục thật, không dám nữa, cầu chủ nhân bỏ qua cho nô tỳ một mạng. Mắt Tuyết Lang đại nhân ngập nước, nàng cảm giác được Phong Phi Vân có hứng thú với mình. Nhưng cũng biết hắn sẽ không do dự giết nàng. Nam nhân ngồi trong lòng mà không loạn chẳng là gì, đáng sợ nhất là kiểu nam nhân như Phong Phi Vân. Người ngồi lên, hắn dám loạn, nếu ngươi ngồi mà có ý xấu, hắn dám giết ngươi. Nam nhân ngồi mà không loạn là nhát gan. Cầu chủ nhân bỏ qua, nô tỳ một mạng. Miệng Tuyết Lang đại nhân trào máu chảy ra khóe môi, giọt máu kéo dài xuống cổ trắng, nhỏ giọt xuống mặt đất. Máu đỏ và cơ thể trắng đối lập rõ ràng. Phong Phi Vân lạnh nhạt nói. Ai là nô tỳ? Ta, là ta là nô tỳ thi tiện, hạ tiện, đê tiện nhất của chủ nhân. Cơ thể Tuyết Lang đại nhân co giật, Phong Phi Vân không chỉ bóp cổ nàng, hắn nhấn ngay mệnh mạch. Dầm. Phong Phi Vân thả tay ra, ném Tuyết Lang đại nhân xuống đất. Phong Phi Vân nói. Nếu ngươi muốn làm nô tỳ thì ta cho một cơ hội, có thể làm tốt hay không phải xem biểu hiện của ngươi thế nào. Tuyết Lang đại nhân nằm dưới đất thở hổn hển, ngực phập phồng, cơ thể yêu kiều. Tuyết Lang đại nhân vội bò tới dưới chân Phong Phi Vân. Đật chủ nhân không giết, Tuyết Lang, nô tỳ nhất định không làm chủ nhân thất vọng. Phong Phi Vân nói. Vậy thì đưa một lũ linh hồn cho ta. Tuyết Lang đại nhân dùng mình, mắt lóe tia hoảng loạn. Nếu thật sự dâng ra một lũ linh hồn chẳng phải là nàng không còn cơ hội vùng lên. Phong Phi Vân nhìn Tuyết Lang đại nhân ngần ngừ. Lạnh lùng cười. Chỉ bằng vào thái độ tàn nhẫn của ngươi lúc truy sát ta, ta không ngại khiến ngươi hồn phi phách tán. Nhưng thấy ngươi cũng hơi đẹp nên định thu làm nô tỳ. Ngươi nên biết không phải ai cũng có cơ hội này. Thân thể yêu tộc do yêu lực cô đọng lại nhưng chỉ có thể cô đọng một loại, nên không nhiều nữ yêu tinh xinh đẹp.
Huống chi trong người Tuyết Lang đại nhân có huyết mạch hoàng tộc Bạch Chu yêu tộc, thu nữ yêu tinh như thế làm nô tỳ, nguyên Trung ương vương triều thứ 6 không nhiều người làm được. Nô tỳ nguyện ý dâng ra một lũ linh hồn. Con người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Tuyết Lang đại nhân tách ra một lũ linh hồn giao cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân giam cầm linh hồn Tuyết Lang đại nhân trong vũ hóa đài, khống chế nàng. Phong Phi Vân sẽ biết mọi hành động của Tuyết Lang đại nhân, nếu nàng có lòng phản trắng, một ý niệm của hắn đủ giết nàng. Lúc này Phong Phi Vân lo cho Phong Khanh Khanh nên không rảnh làm bậy với Tuyết Lang đại nhân, nhưng hắn không yên tâm đưa nàng vào thiên quốc. Trong thiên quốc đang rối ren, đưa Tuyết Lang đại nhân vào đó sẽ gây náo động. Mười mấy nữ yêu tinh bị Phong Phi Vân nhốt trong thiên quốc đã bị Long Thương Nguyệt tìm thấy rồi nuốt mất. Phong Phi Vân giải phong ấn trên người Tuyết Lang đại nhân, kinh ngạc nói. Không ngờ tu vi của ngươi đến đỉnh Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng Thiên, kém một chút là có thể đột phá Đệ Lục Trọng. Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng Thiên và Đệ Tứ Trọng tuy chỉ cách một tầng nhưng chênh lệch lực lượng rất lớn, huống chi Tuyết Lang đại nhân là đỉnh Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng Thiên. Nếu ở bên ngoài, không bị giam cầm linh khí và yêu tộc, Phong Phi Vân đánh nhau với Tuyết Lang đại nhân có khả năng thua rất lớn. Tuyết Lang đại nhân mặc lạo đỏ, che đi ngọc thể trắng tinh, thân hình yểu điệu biến mông lung, thật là vưu vật gợi cảm. Loại nữ yêu tinh này có thể bán giá trên trời trong Trung ương vương triều thứ 6. Phong Phi Vân cầm tay Tuyết Lang đại nhân, truyền lực lượng cho thánh linh vào người nàng, lại nhảy vào ao đỏ tìm kiếm Phong Khanh Khanh. Phong Phi Vân rất muốn biết đáy ao đi thông đến đâu. Ao nước băng giá, tu vi như Tuyết Lang đại nhân cũng không chịu nổi, hoàn toàn dựa vào lực lượng của Phong Phi Vân giúp nàng không bị đóng băng. Đến đáy ao không gian bao la mênh mông, như đáy biển đỏ. Đôi khi thấy một số bức tường đổ, vật bị ăn mòn sắp mục nát. Phong Phi Vân dần cảm nhận được hơi thở của Phong Khanh Khanh, hắn dùng đại diễn thuật suy tính, cảm giác nàng đang trong trạng thái đặc biệt. Phong Phi Vân tìm đến Phong Khanh Khanh, nàng lơ lửng trong đầu khúc xương dưới đáy nước. Xương cao 300 thước, bao phủ tà khí, xương cốt cứng rắn như thần thiết. Xương không còn chút thịt, hai hốc mắt sâu thẳm toát ra tà lực âm u như hai cái lỗ đen nuốt hết âm tà, khí ô uế trên đời. Miệng rộng hơn 200 thước, răng rụng sạch. Phong Khanh Khanh lơ lửng trong miệng cái sọ khổng lồ, người phát ra ánh sáng trắng. Mười thanh trường kiếm xương trắng xoay tròn quanh Phong Khanh Khanh. Thân trường kiếm xương trắng hiện ra thú hồn, dương nanh múa vuốt, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Phong Phi Vân đứng cách mấy chục dặm vẫn cảm nhận được tà khí khổng lồ từ xương sọ khổng lồ. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Chẳng lẽ là đầu của Bạch Cốt Thiên Vương? Khi Bạch Cốt Thiên Vương còn sống chắc chưa đến cảnh giới thánh linh nhưng cũng không cách quá xa. Bạch Cốt Thiên Vương là nhân vật có tư cách trùng kích thánh linh cảnh. Nhờ lực lượng thần kỳ của nước lạnh màu đỏ nên giữ lại xương cốt Bạch Cốt Thiên Vương, qua ba lượng kiếp pháp lực cũng không mục nát hết. Tuyết Lang khó tin nói. Chủ nhân, nàng đang kế thừa Bạch Cốt Thiên Vương truyền thừa, chẳng lẽ nàng sẽ biến thành Bạch Cốt Thiên Vương thứ hai? Cái này thì khó nói. Lúc này Phong Phi Vân cảm giác tà khí dưới đáy nước trướng to hơn. Phong Khanh Khanh lơ lửng trong miệng xương sọ to lớn chợt mở mắt ra, con người đỏ thẫm rất yêu dị. Các khối xương trên người tỏa sáng lộ ra hình xương màu hồng trên làn da. Giống như bộ xương hồng phấn dung nhập vào cơ thể Phong Khanh Khanh. Rào rào. Phong Khanh Khanh chắp tay vào nhau, tà khí tràn đầy ngưng tụ vòng xoáy khổng lồ dưới đáy nước. Mười thanh trường kiếm xương trắng nối thành một chuỗi bay hướng Phong Phi Vân. Tà khí và kiếm khí quấn quanh, kiếm ý cuồn cuộn. Phong Phi Vân con người co rút, thiên tủy binh đàm tự động biến thành chiến đao liên tục chém 10 nhát. Bùm 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 bùm. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc đến cực độ, thân pháp liên tục thay đổi. Chiến đao và cốt kiếm va chạm liên hồi. Mười thanh trường kiếm xương trắng như tà long màu trăng không ngừng công kích Phong Phi Vân, khiến đáy nước sôi sục. Thiên thủ thần Phật, phá. Phật quang vô tận bay ra khỏi người Phong Phi Vân, muôn vàn bóng Phật hiện ra trên người hắn. Hàng ngàn tay Phật thò ra khỏi người Phong Phi Vân biến thành Phật vực. Tà khí bị Phật khí tịnh hóa, mười thanh trường kiếm xương trắng bị đánh bay. Phong Khanh Khanh kết kiếm quyết thu mười trường kiếm xương trắng về quấn quanh người nàng, hình thành bạch cốt kiếm vực. Phong Khanh Khanh thi triển thân pháp lướt trong nước lạnh màu đỏ đáp xuống trước mặt Phong Phi Vân. Ca ca ăn hiếp người, sao ca tu luyện công pháp Phật môn khắc chế thương thiên tế cốt kiếm đạo của ta làm chi?
Phong Phi Vân thu về kim tàm Phật khí, rút về khí thế tự nhiên như không. Phong Phi Vân hỏi, Thương Thiên Tế Cốt kiếm đạo, nàng được truyền thừa của Bạch Cốt Thiên Vương. Đúng vậy, hắn nói ta là tà ma bẩm sinh, người tu luyện Thương Thiên Tế Cốt kiếm đạo tốt nhất. Ta không phải Bạch Cốt yêu tộc làm hắn rất tiếc. Phong Khanh Khanh chớp mắt, giây sau nói. Ca ca nói xem sau này có khi nào ta tu luyện thành khúc xương to không? Phong Phi Vân nói. Chắc không, Thương Thiên Tế Cốt kiếm đạo tu kiếm đạo, cốt đạo, để cho Bạch Cốt yêu tộc tu luyện là tốt nhất. Nàng tu luyện cũng không có gì đáng lo, cùng lắm tu luyện xương cốt thêm rắn chắc, tu thành bất hủ cốt thân. Phong Khanh Khanh căng thẳng hỏi. À, vậy có khi nào xương thô không? Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì. Phong Phi Vân ngần ngừ. Chắc, không đâu. Phong Khanh Khanh vui vẻ nói. Thế thì may quá, may quá. Phong Khanh Khanh sợ tu luyện Thương Thiên Tế Cốt kiếm đạo biến mình thành khúc xương to. Nữ nhân đương nhiên hy vọng mình biến mạnh hơn, nhưng kêu bọn họ dùng sắc đẹp đổi lực lượng thì đa số nữ nhân không đồng ý. Thương Thiên Tế Cốt kiếm đạo, bất tử phượng hoàng thân có nhiều điểm giống nhau, đều là tu luyện cốt đao. Nhưng Thương Thiên Tế Cốt kiếm đạo là chuyển cốt đạo thành kiếm đạo. Bất tử phượng hoàng thân thì tu luyện cốt bản thân, cô đọng lực lượng của mình, truy cầu lực lượng như thái cổ thần phượng. Cái trước kiếm tẩu thiên phong, hùng hồn đại khái. Bạch Cốt Thiên Vương chỉ là một lũ tàn hồn, sau khi giao truyền thừa cho Phong Khanh Khanh thì tan biến. Tu vi của Bạch Cốt Thiên Vương không đến cảnh giới thánh linh nhưng vẫn kinh diễm tuyệt thế. Lúc trẻ Bạch Cốt Thiên Vương tranh phong với Bạch Chu Thánh Tổ, nhân vật như thế để lại truyền thừa không tầm thường. Phong Khanh Khanh được truyền thừa của Bạch Cốt Thiên Vương, tương lai rất sáng lạn. Tuy sơn cốc của Phong Phi Vân khắc chế Phong Khanh Khanh nhưng không tuyệt đối, nếu nàng liều mạng đấu với hắn chắc chắn có thể phá tan kim tàm kinh. Chen xương sọ còn đọng lại hơi thở Bạch Cốt Thiên Vương, là vô thượng chân bảo, quý còn hơn linh khí thập phẩm. Phong Khanh Khanh cất đi. Cơ thể Tuyết Lang đã đông cứng, bị băng tinh đỏ đóng băng. Phong Phi Vân ấn vai Tuyết Lang, đánh nát băng tinh trên người nàng. Tuyết Lang dập đầu hướng Phong Phi Vân. Đa tạ chủ nhân cứu mạng. Phong Phi Vân, Phong Khanh Khanh, Tuyết Lang bơi dưới nước, muốn nhìn xem đầu bên kia ao nước thông hướng nơi nào. Khi ba người trồi lên mặt nước thì kinh ngạc nhìn ngây người. Đây là đại dương đỏ lơ lửng trên bầu trời, đường biển dài mấy vạn dặm. Nhìn phương xa là hư không vô biên vô hạ, các đại lục, đảo nổi. Có đông đúc tu sĩ tụ tập trong không gian này, có tu sĩ đứng vòng ngoài, có đứng bên dưới biển đỏ. Đại dương đỏ mấy vạn dặm lơ lửng bên trên. Không chỉ nhân tộc, Bạch Chu yêu tộc, còn có yêu tộc, Hổ Lang yêu tộc, Cự Nghĩ yêu tộc vân vân. Những yêu tộc này giống như Bạch Chu yêu tộc bàn cứ tại Tử Vân giới. Bọn họ nghe mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ xuất thế nên phái cường giả chạy tới. Khắp nơi là hơi thở khổng lồ, từng cái bóng khổng lồ hiện hình trong không trung. Trên đại lục nổi có một con kiến khổng lồ nằm, chỉ một cái chân đã thô hơn 80 thước. Con kiến nhích người, đại lục mấy ngàn dặm dưới thân nó lung lay. Trên hòn đảo khác bị yêu khí bao phủ, mơ hồ thấy yêu nữ ngồi trong cung điện trên hòn đảo. Yêu nữ tóc trắng bay ra, mỗi sợi tóc như một con sông trắng trải dài hư không xa xôi. Một sợi tóc nhúc nhích thì như thiên đao, cắt đại lục cách mấy vạn dặm thành hai nửa. Yên ứ chỉ vô tình, tóc nhẹ bay tự sinh ra lực lượng. Trong nhân tộc có một số bá chủ cường đại đến. Một bá chủ thoạt trông khoảng 30 tuổi, cao 8 thước, mặc giáp đen phủ toàn thân, uy nghiêm khiếp người, tựa như chiến vương giáng thế. Làm người ta kinh sợ là eo bá chủ treo quân công lệnh chiến thần. Trong nhân tộc, được 1 vạn điểm quân công phong chiến vương. 100 vạn điểm quân công phong chiến hoàng. 1 ức điểm quân công mới phong chiến thần. Chiến thần có địa vị siêu cao trong nhân tộc, bá chủ nhân loại trước mặt là chiến thần, tu vi cao đến không thể ước đoán, khí thế dâng trào đáng sợ. Một con sư tử đen ngồi bên cạnh chiến thần như đúc bằng sắt théo. Các cường giả ngồi yên không nhúc nhích. Dường như đang chờ đợi cái gì. Chẳng lẽ đã vào sâu trong mộ táng thánh linh? Phong Phi Vân mới ló đầu lên mặt biển đỏ thì các khí thế khủng bố xung quanh tập trung vào hắn. Nhiều người kêu lên. Có người được truyền thừa đi ra. Là thiên kiêu của tộc nào? Không đúng, trên người hắn không có hơi thở truyền thừa, là một bán yêu. Những khí thế mặt đất rời khỏi người Phong Phi Vân rơi xuống Phong Khanh Khanh. Lần này gây náo động. Chiến thần nhân tộc cười dài, thanh âm như chuông gióng.
là thiên chi kiều nữ của nhân tộc ta được truyền thừa Bạch Cốt Thiên Vương xuất thế. Bạch Cốt Thiên Vương là nhân vật truyền kỳ của yêu tộc ta, sao truyền thừa có thể rơi vào nhân tộc? Một chân kiến to nhúc nhích, hư không dao động, vuốt khổng lồ giáng xuống như thủ ấn thương thiên, mang theo khí thế ngập trời định giết Phong Khanh Khanh. Ngươi dám! Người chiến thần nhân tộc Tua Na chiến khí vô tận, ngưng tụ quyền ảnh khổng lồ trong không trung, mang theo mấy trăm vạn loại quyền ý tụ thành nắm đấm phá tan vuốt khổng lồ. Sư tử đen bên cạnh chiến thần nhân tộc hú dài, như thái cổ thần thú ra khỏi lồng, người nhúc nhích làm hư không run rẩy. Sư tử đen bay trên biển máu, một vuốt bắt lấy Phong Khanh Khanh đưa đến bên cạnh chiến thần nhân tộc, bảo vệ nàng. Phong Phi Vân, Tuyết Lang không được tốt như thế, sư tử đen không mang bọn họ theo. Thấy sư tử đen đưa Phong Khanh Khanh đi trận doanh nhân tộc, con kiến to hừ mạnh, không tấn công nữa. Phong Khanh Khanh la lên. Ca của ta còn ở trong nước. Chiến thần nhân tộc hỏi. Bán yêu kia là ca của ngươi. Đúng rồi, đại thúc cũng mang ca ca lại đây đi. Tuy Phong Khanh Khanh không rõ ràng xung quanh có chuyện gì nhưng nàng cảm thấy trong biển đỏ chắc chắn rất nguy hiểm. Ca ca ở trong biển lâu sẽ bị nguy hiểm mạng sống, bị đám người này giết. Phong Khanh Khanh rất sốt ruột. Đại dương đỏ đột nhiên dậy sóng, cánh cửa hư không mở ra. Cửa hư không mênh mông vô biên, hơi nước mông lung trào dâng. Một cánh tay già nao thò ra bắt lấy Phong Phi Vân, Tuyết Lang kéo vào hư không. To gan! Chiến thần nhân tộc, yêu nữ tóc trắng dài 3.000 trượng cùng hành động, phát ra lực lượng chấn động không gian đánh vào cánh cửa hư không, đánh nát hư không. Nhưng cuối cùng không giữ lại Phong Phi Vân, Tuyết Lang, một cường giả không biết đã mang hai người đi. Trong hư không khắp nơi là loạn lưu, mỗi loạn lưu có lực lượng chém nát núi cao. Phong Phi Vân, Tuyết Lang bay ra khỏi hư không đi tới một vùng đất bí mật, hai người rớt xuống đất. Một bà lão lưng còng đi ra, tóc bạc phơ, da nhăn nheo, dạng dụng gần hết. Khục khục, tiểu tử nhà ngươi biết đường tắt đến trung tâm mộ táng thánh linh, giỏi thật. Mới rồi là bà lão cứu Phong Phi Vân, Tuyết Lang hỏi đại dương đỏ. Phong Phi Vân nhìn bà lão, cười nói. Thì ra là tiền bối, không ngờ tu vi của lão nhân gia người mạnh như vậy. Trong lòng Phong Phi Vân rất muốn nói là, tiếng nó, tu vi mạnh như vậy còn đi khắp nơi giả danh lừa bịp. Phong Phi Vân tuyệt đối không nói câu đó ra ngoài miệng. Bà lão có thể cứu Phong Phi Vân từ tay chiến thần nhân tộc, ứ vương Bạch Chu yêu tộc, bản lĩnh quá siêu. Bà lão phớt lờ Phong Phi Vân nịnh hót, lườm hắn, lấy 6 tấm giấy nợ ra yêu ra hơ trước mặt hắn. Bà lão lặp lại. Trả tiền, trả tiền. Phong Phi Vân nói. Mới có 480 vạn khối linh thạch chứ làm gì dữ vậy? Chờ ra mộ táng thánh linh chắc chắn sẽ trả lại bà. Bà lớn rồi mà cứ treo tiền ngoài miệng, không thấy tục sao? Bà lão sửa đúng. 480 vạn, là 4 ức 8.000 vạn khối linh thạch. Phong Phi Vân nói. Bà không sợ gió lớn thụt lưỡi sao? Rõ ràng là 480 vạn khối linh thạch sao tự nhiên trướng lên gấp trăm lần. Không tin thì ngươi tự xem đi. Bà lão nhét 6 tấm giấy nợ vào tay Phong Phi Vân. Con số nợ 80 vạn khối linh thạch hiện tại biến thành 8.000 vạn, đúng là chữ viết của Phong Phi Vân, bên trên có hơi thở của hắn. Phong Phi Vân đã hiểu, hắn bị bà lão hố chết. Lúc Phong Phi Vân viết giấy nợ bà lão đã động tay chân. Sự thật nói cho Phong Phi Vân một đạo lý rằng không chỉ cẩn thận khi nâng bà lão ngã, cũng không được tùy tiện viết giấy nợ cho bà lão. Bà lão cướp lại 6 tờ giấy nợ, cẩn thận cất đi, híp mắt cười tủm tỉm. Bà lão khàn giọng nói. Người trẻ tuổi, người có biết đã qua bao lâu không? 2 năm, trên đời này làm gì có chuyện nợ tiền 2 năm không trả. Hơn nữa giá đồ vật tăng nhanh, nếu bà lão không tăng tiền nợ theo sẽ bị chết đói. Bà lão bị chết đói mới là lạ. 4 ức 8.000 vạn khối linh thạch tuy là con số khổng lồ nhưng Phong Phi Vân có cách kiếm tiền trả được. Đã bị hố thì đành chịu, sau này tiếp xúc với bà lão phải cẩn thận lanh lợi một chút, nếu không sẽ bị hố chết. Không, sau này không thể tiếp xúc với bà lão nữa. Vị trí Phong Phi Vân đang ở là trên một hòn đảo nổi, cách biển đỏ không xa, chỉ khoảng mấy vạn dặm. Trên đảo có trận pháp bà lão bày ra, che giấu hơi thở. Người bên ngoài chỉ thấy đảo nổi không người. Phong Phi Vân lo lắng Phong Khanh Khanh, hắn vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn ra mấy vạn dặm. Bà lão hiểu Phong Phi Vân đang lo điều gì.
tiểu tử, ngươi yên tâm đi, tiểu nha đầu kia khí vận cường đại, được đến Bạch Cốt Thiên Vương truyền thừa, chắc chắn sẽ được đám lão bất tử nhân tộc giành giật, không bị nguy hiểm gì. Phong Phi Vân nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ có rất nhiều nhận truyền thừa trong đại dương đỏ đó? Bà lão gật đầu, nói, toàn là thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ của các tộc, bọn họ vào đại dương đỏ tìm cơ duyên. Bạch Chu Thánh Tổ là thánh linh uy chấn một đời trong thời đại Thái Cổ, từng đánh bại thánh linh của Phượng Hoàng yêu tộc, sức chiến đấu cực kỳ khả phạ, vô địch mấy vạn năm. Cường giả thua trong tay Bạch Chu Thánh Tổ nhiều không đếm xuể, trong đó một ít nhân vật cường đại bị Bạch Chu Thánh Tổ giết rồi ném vào đại dương đỏ. Đại dương đỏ này rất quái dị, giữ lại niệm lực của một số cường giả sống thời Thái Cổ, ví dụ Bạch Cốt Thiên Vương, Đế Trùng. Đương nhiên đại dương đỏ thần dị thật nhưng thời gian quá lâu, nhiều cường giả hình thần đều diệt, không để lại gì. Chỉ ít ỏi vài người giữ lại truyền thừa. Tu sĩ được truyền thừa toàn là người có khí vận lớn. Phong Phi Vân được truyền thừa của Đế Trùng, tu luyện kiếp diệt vạn đạo pháp, mạnh hơn truyền thừa của bất cứ ai. Dù có người được truyền thừa Bạch Chu Thánh Tổ chưa chắc tốt hơn truyền thừa của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không rõ tại sao đám đại nhân vật không phát hiện hắn được Đế Trùng truyền thừa, có điều hắn màng thầm vì điều này. Xung quanh đại dương đỏ lại chấn động, có thiên tài tuấn kiệt được truyền thừa trong biển. Đây là một thiếu niên hổ lang yêu tộc, được truyền thừa từ một vị đại hiền giả Thái Cổ. Nhân tộc, cường giả yêu tộc khác ra tay giết, không cho thiếu niên hổ lang yêu tộc đường sống. Nhưng một đại tu vi giả của hổ lang yêu tộc tra cận lại, đưa thiếu niên đi. Phong Phi Vân thấy Phong Khanh Khanh đứng trong trận doanh nhân tộc, sau lưng chiến thần nhân tộc. Nhiều lão nhân tộc vây quanh Phong Khanh Khanh, hứa hẹn điều gì với nàng. Phong Phi Vân thầm lo lắng, lo cho an toàn của tiểu Khanh Khanh. Lỡ như đám cường giả nhân tộc muốn cướp truyền thừa của Phong Khanh Khanh thì làm sao? Bà lão cười tủm tỉm hỏi. Tiểu tử, người đang lo cho tiểu cô nương. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Lòng người tham lam, ai nói được chính xác. Bây giờ bọn họ lôi kéo, nịnh nọt nàng, nhưng khi rời khỏi đây không chừng có người cướp truyền thừa của nàng. Bà lão hỏi. Người gì của nàng? Phong Phi Vân đáp ngay. Muội muội của ta. Bà lão hỏi. Người có thể quyết định thay nàng không? Phong Phi Vân không rõ bà lão có âm mưu gì, nói. Chắc có thể. Bà lão hỏi. Nếu lão bà cứu nàng lại đây, người có thể khiến nàng bái ta làm sư phụ không? Phong Phi Vân híp mắt lại, do dự. Phong Phi Vân không biết nhiều về bà lão, nhìn phong cách hành động của bà lão tuyệt đối không là người chính đạo. Để tiểu Khanh Khanh bái bà lão làm sư phụ, Phong Phi Vân không yên tâm mấy. Phong Phi Vân hỏi. Bà có ý đồ gì? Bà lão ho khan, run rẩy nói. Lão bà lớn tuổi, không chừng qua 2 năm sẽ chui xuống lòng đất. Nên muốn thu tiểu đệ tử truyền thừa đạo pháp lại. Là đạo pháp hố cha đi. Phong Phi Vân không cho rằng bà lão sắp xuống lỗ, nhìn bộ dáng nhảy nhót vừa rồi thì bà lão khỏe mạnh như con rồng. Phong Phi Vân mơ hồ nói. Chờ cứu nàng ra rồi tính. Bà lão nheo mắt nói. Vậy không được, thấy nam nhân bên hông treo thiết lệnh chiến thần không? Đó là một vị địa tước gia của Trung ương Vương triều thứ 6, có hắn đứng đo đừng hòng có ai mang tiểu cô nương đi được. Phong Phi Vân cảm nhận khí thế khổng lồ từ chiến thần nhân tộc, gật gù hỏi. Vậy tiền bối là ai? Cứu người từ tay chiến thần nhân tộc, nữ vương Bạch Chu yêu tộc, bà lão không đơn giản. Bà lão nhe hàm răng sún, nói. Một bà lão không tên không họ, ủa, nhìn xem, lại có người được truyền thừa trở về. Trong đại dương đỏ lục tục có thiên tài tuấn kiệt các tộc đi ra. Có được truyền thừa từ cường giả Thái Cổ, tinh thần phấn khởi. Có không được truyền thừa, ủ rũ gục đầu. Mấy thiên tài tuấn kiệt được trưởng bối các tộc đón đi. Thiên tài tuấn kiệt được truyền thừa nhiều cỡ hơn 10 người. Nhân tộc có 4 người, được bảo vệ nghiêm ngặt. Lúc này một bóng người bay ra khỏi đại dương đỏ, khí kình mạnh mẽ, có bóng cự thú đỏ như máu hiện ra sau lưng gã. Lại một thiên kiêu nhân tộc được truyền thừa của Huyết Kỳ Bán Thánh. Huyết Kỳ Bán Thánh cũng là kẻ hung ác rất mạnh, khá mạnh trong các truyền thừa. Đứng sau truyền thừa Bạch Cốt Thiên Vương. Lão tổ Cố gia xuất hiện, cười to bảo. Đó là bát nhi của Cố gia ta. Thiếu niên được truyền thừa Huyết Kỳ Bán Thánh là Cố Bát thiếu gia. Được đến truyền thừa, giết đi. Con kiến to khổng lồ lại ra tay, liên tục đánh ra mấy chục móng vuốt,
mỗi móng vuốt như mây đen. Nữ vương Bạch Chu yêu tộc cũng hành động, ánh sáng trắng phun ra từ miệng nàng như sao băng xẹt qua bầu trời. Trong nhân tộc có nhiều cường giả ra tay bảo vệ không quy. Chiến thần nhân tộc một mình đấu pháp với nữ vương Bạch Chu yêu tộc, chặn lại tia sáng trắng. Phụt, phụt, phụt. Trong nhân tộc có nhiều lão nhân bị thương, miệng hộc máu. Con kiến to lực lượng cường đại công phá phòng ngự của các hiền giả nhân tộc, một luồng khí đánh vào người Cố Bát thiếu gia. Tuy chỉ là một luồng khí mỏng manh nhưng vẫn làm ngực Cố Bát thiếu gia nổ tung, máu thịt bầy nhầy, xương cốt tan rã, miệng hộc máu. Cố Bát thiếu gia suýt bị đánh chết. Nhưng Cố Bát thiếu gia được truyền thừa rất mạnh, cơ thể trở nên kinh khủng. Rất nhanh lồng ngực khép lại, ánh sáng lấp lánh trên người. Khí thế hùng hổ tựa con huyết kỳ lân sống lại. Con kiến to lại hành động, miệng phun ra tầng yêu vân quyết giết Cố Bát thiếu gia. Yêu khí khổng lồ cực kỳ khủng bố, chấn khung trời run rẩy. Yêu vân chưa giáng xuống đã đè Cố Bát thiếu gia nằm sấp dưới đất, máu thịt nát hết. Grao! Chiến thần nhân tộc lại phát huy, vung tay đánh ra chiến chủy phá tan yêu vân. Ầm! Lực lượng chiến chủy phủ nguyên không gian, ánh sáng chợt lóe, đại lục dưới thân con kiến to tan vỡ. Chiến thần nhân tộc bá đạo nói: "Hôm nay ai muốn khai chiến toàn diện thì nhân tộc ta cũng không sợ, giết một thiên tài tuấn kiệt có gì hay? Muốn giết thì diệt tộc, ai đánh với ta, ai giết cùng ta." Thanh âm làm mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ rung lắc, nát trời vỡ đất. Chiến thần quân công lệnh trên người gã rung rinh, tượng trưng cho gã giết ức vạn yêu tộc, sát khí tăng vùn vụt. Thanh chiến chùy lơ lửng trên bầu trời, chiến quang sáng rực, khí diễm dâng lên. Các tu sĩ có mặt run rẩy từ tận tâm hồn. Chiến thần nhân tộc biểu hiện rất cứng rắn, không chút nhường bước. Cường giả cự nghĩ yêu tộc hừ mạnh, đáp xuống đại lục khác, không ra tay nữa. Tu vi đến đẳng cấp như bọn họ có sức hủy diệt rất kinh người. Nhân tộc, Bạch Chu yêu tộc, cự nghĩ yêu tộc, hổ lang yêu tộc đông đúc tu sĩ, một khi mấy cường giả đứng trên đỉnh cao nhất đánh nhau sẽ lan đến nhiều người. Không phe nào muốn điều đó xảy ra. Cố Bát thiếu gia được cứu, mang về trận doanh Cố gia. Phong Phi Vân khẽ thở dài. Đáng tiếc, Cố Bát thiếu gia không chết. Thù hận giữa Phong Phi Vân và Cố Bát thiếu gia càng lúc càng sâu sắc, đã đến trình độ không chết không ngừng. Thiên Chi kiều nữ được truyền thừa lục tục quay về. Cố Bát thiếu gia thuộc nhóm cuối cùng. Nhưng cường giả các tộc chưa rút, bọn họ đang chờ cái gì? Trong mộ táng thánh linh, truyền thừa mạnh nhất là truyền thừa của Bạch Chu Thánh Tổ. Truyền thừa 67 ô chưa xuất thế, không biết ai có cơ duyên lớn như thế. Đại dương đỏ bắt đầu dậy sóng, đợt sóng cao ngàn trượng, càng lúc càng hùng dũng cuộn trào. Đây là dấu hiệu người thừa kế Bạch Chu Thánh Tổ sắp xuất thế sao? Các tu sĩ căng thẳng, vạn kiếp bất tử công uy chấn hoàn vũ, nổi tiếng từ thái cổ mãi đến tận bây giờ, là bảo điển cá tu sĩ khao khát. Khi được truyền thừa Bạch Chu Thánh Tổ, không đơn giản chỉ là vạn kiếp bất tử công còn có thi cốt của Bạch Chu Thánh Tổ. Thi cốt thánh linh quý giá còn hơn một gốc thánh dược, một sợi tóc của thánh linh đều có giá trị không thể tưởng tượng, có lẽ sẽ thiền ngộ được thánh linh đạo từ đó. Bùm! Một bóng người mảnh khảnh quyến rũ bay ra khỏi đại dương đỏ, xông thẳng lên tầng mây. Mái tóc dài màu trắng, yêu khí bức người, yểu điệu quyến rũ như một tuyệt đại yêu cơ bay ra từ mặt nước. Yêu quang trên người nàng sáng rực, khí lên cao 9 tầng mây, vừa kiêu ngạo vừa yêu diễm. Là phi viện công chúa của Bạch Chu yêu tộc, nàng có được truyền thừa của Thánh Tổ. Bạch Chu yêu tộc chuẩn bị rất nhiều năm vì truyền thừa Bạch Chu Thánh Tổ, phi viện công chúa có tư chất số 1 Bạch Chu yêu tộc, được chọn là người thừa kế. Phi viện công chúa có được truyền thừa Bạch Chu Thánh Tổ cũng không lạ. Lúc này cường giả nhân tộc, hổ lang yêu tộc, cự nghĩ yêu tộc đều dục dịch, định giết phi viện công chúa. Hết cách, danh tiếng Bạch Chu Thánh Tổ quá mạnh mẽ, phi viện công chúa có được truyền thừa Bạch Chu Thánh Tổ, trời biết có khi nào trở thành Bạch Chu Thánh Tổ thứ hai không? Không ai muốn thấy Bạch Chu yêu tộc sinh ra một thánh linh. Lúc này hai yêu vương bước ra từ Bạch Chu yêu tộc, đẳng cấp ngang ngửa với nữ vương Bạch Chu yêu tộc. Bọn họ tỏa trấn tứ phương, muốn hộ đạo cho phi viện công chúa. Bạch Chu yêu tộc chuẩn bị đầy đủ, có rất nhiều cường giả tụ tập, nhiều hơn cường giả nhân tộc, hổ lang yêu tộc, cự nghĩ yêu tộc, toàn là đẳng cấp yêu vương. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm phi viện công chúa đứng trên đại dương đỏ. Công chúa yêu tộc tuyệt thế phong hoa sau khi được truyền thừa Bạch Chu Thánh Tổ thì tu vi tăng mảng lớn,
đến Niết Bàn đệ ngũ trọng thiên. Phong Phi Vân khó hiểu hỏi. Không đúng, nàng ta còn chờ cái gì? Lúc này một bóng người vọt lên trên đại dương đỏ. Một nữ nhân, thánh quang rực rỡ bao phủ người nàng, thanh lệ võ ống như tiên nữ giáng trần. Lưng nàng cõng thanh cổ kiếm, khuynh thành tuyệt đại, đẹp không thua gì Phi Viện công chúa. Trời, là Thủy Nguyệt thánh nữ, Hiên Viên tiên nữ. Nhiều tu sĩ nhân tộc, bao gồm thế hệ trước kêu lên. Bọn họ không biết Hiên Viên Nhất Nhất vào đại dương đỏ từ bao giờ. Ngay khi Phong Phi Vân nhìn Hiên Viên Nhất Nhất liền hiểu nàng đi con đường đáy ao nước vào đáy biển, chung đường với hắn nhưng hai người không gặp nhau. Lúc này có một việc gây chấn động, có người thấy cây thước trong tay Hiên Viên Nhất Nhất. Một cây thước bạch ngọc, nhưng thước đo không bằng phẳng. Trên thước đo có núi cao, sông, người, thú, mây mù, biển cả. Đây đâu phải cây thước, nó là một tòa thiên địa, bao gồm vạn vật, dung chứa tất cả. Là thánh linh dụng cụ, thiên nhai thước. Một số huyền giả vũ hóa cảnh tu luyện mấy ngàn năm kích động run rẩy. Trong nhân tộc, một tiên hiền được gọi là Vạn Hiểu Sinh bước ra nói. Đồn rằng Bạch Chu Thánh Tổ lấy vạn kiếp bất tử công chứng đạo, thành tựu thân thánh linh. Lúc tuổi già cố nhân trên đời chết hết, một lòng cầu thành tiên. Tuy cuối cùng Bạch Chu Thánh Tổ không thể thành tiên nhưng sáng tạo thiên nhai đạo. So với hủy diệt bá đạo thì thiên nhai đạo nhẹ nhàng hơn. Chú trọng lấy tâm nhập đạo, thích hợp đạo trung dung của đạo gia. Bạch Chu Thánh Tổ vốn không có năng lực tế luyện ra thánh linh dụng cụ, lại tham ngộ ra thiên nhai đạo, nên lúc về già tế luyện ra thiên nhai thước, ký thác cảm thán của Bạch Chu Thánh Tổ tuổi già đường tiên không thể đo lường. Nhìn như gần trong gang tất thành thiên đạo rồi lại cách xa thiên nhai, không thể với tới. Phi Viện công chúa, Thủy Nguyệt thánh nữ được một nửa truyền thừa của Thánh Tổ. Phi Viện công chúa có vạn kiếp bất tử công. Hài cốt thánh linh của thánh tổ. Thủy Nguyệt thánh nữ được thiên nhai đạo, thiên nhai thước, đây là số phận đã định trước. Đoạn bí ẩn này không ai biết, các phương giả Bạch Chu yêu tộc chưa từng nghe về điều này. Nhưng bây giờ hiền giả nhân loại kể vanh vách. Thánh linh dụng cụ của Bạch Chu yêu tộc ta sao có thể rơi vào tay nhân tộc. Phi Viện công chúa lấy cổ kiếm ra, ngưng tụ một tòa lang hoàn kiếm vực. Đại dương đỏ bị kiếm vực bao bọc, cổ kiếm cắm trên mặt biển như kiếm sơn. Phi Viện công chúa đứng trên kiếm sơn, phong hoa tuyệt đại. Phi Viện công chúa vung tay áo, một mảnh kiếm vũ bay hướng Hiên Viên Nhất Nhất. Hiên Viên Nhất Nhất đứng thẳng trên mặt nước, tuyệt thế khuynh thành. Kiếm ý phát ra từ người Hiên Viên Nhất Nhất, mưa kiếm đến trước mặt nàng tự động biến mất vô hình. Hiên Viên Nhất Nhất lạnh nhạt nói. Hôm nay được duyên pháp của Bạch Chu Thánh Tổ, không muốn đối địch với Bạch Chu yêu tộc. Cái này không theo ý ngươi, bất tử vực. Đại vực thứ hai bay ra từ người Phi Viện công chúa, khí thế càng lạnh băng. Lang hoàn kiếm vực và bất tử vực dung hợp lại. Nhiều người kinh kêu. Một người tu luyện đế nhi A vực khác nhau. Thật khó tin. Một loại là Phi Viện công chúa tự tu luyện, một loại sinh ra sau khi được truyền thừa Bạch Chu Thánh Tổ. Thành tựu của Phi Viện công chúa trong tương lai rất khó đánh giá. Hiên Viên Nhất Nhất đứng đối diện Phi Viện công chúa vẫn thản nhiên, nàng vươn ngón tay thuôn điểm hư không. Một luồng kiếm ý phá hai đại vực của Phi Viện công chúa, biến thành hình dạng kiếm, mũi kiếm ngừng lại sát cổ Phi Viện công chúa. Không gian tĩnh lặng, nhiều người ngạc nhiên rớt cằm, tu vi kiếm đạo của Hiên Viên Nhất Nhất quá đáng sợ, chỉ một ngón tay điểm hư không, kiếm ý phá tan hai đại vực của Phi Viện công chúa đâm gần cổ nàng. Không phải sức chiến đấu của Phi Viện công chúa yếu mà do Hiên Viên Nhất Nhất quá mạnh. Hiên Viên Nhất Nhất còn rất trẻ mà cảnh giới kiếm ý đã hơn hiền giả vũ hóa cảnh tu luyện mấy ngàn năm. Chỉ có một số lão nhân trong tu sĩ nhân loại là không hết hồn, vì bọn họ từng ngồi ngang hàng luận đạo với Hiên Viên Nhất Nhất. Không uổng là truyền nhân của Thủy Nguyệt Tiên Nữ, thánh nữ đại biểu Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đi khắp thiên hạ. Những thiên chi kiêu nữ, thiên chi kiêu tử siêu kích động. Bọn họ cảm nhận khí thế không thể sánh bằng từ Hiên Viên Nhất Nhất, như trời sụp xuống thì nàng cũng ung dung đánh nát. Phi Viện công chúa im lặng một lúc sau nhanh chóng thụt lùi, đáp xuống núi kiếm. Yêu châu màu trắng phun ra từ miệng Phi Viện công chúa, trên yêu châu có vằn máu, ẩn chứa lực lượng sôi xúc khiếp người. Không giống yêu châu, càng như ngôi sao nằm trong tay Phi Viện công chúa. Hiên Viên Nhất Nhất lộ vẻ mặt nghiêm túc. Một luồng thánh hồn bay ra khỏi yêu châu, biến thành nhện thần màu trắng khổng lồ bàn cứ trên mặt biển, công kích Hiên Viên Nhất Nhất. Đây là Bạch Chu yêu tộc thông qua tế chết thu gom thánh hồn,
chỉ một lũ nhưng uy lực cực kỳ ghê gớm, làm nhiều người bắt đầu rút lui. Đây là hai thiên chi kiêu nữ trẻ tuổi chiến đấu, giống như hai bá chủ thế hệ trước đánh nhau. Thiên Viên Nhất Nhất cầm thiên nhai thước, lần đầu tiên đánh thật. Thiên Viên Nhất Nhất hô thước đánh bay một luồng thánh hồn ra xa mấy vạn dặm. Thiên Viên Nhất Nhất thu thiên nhai thước về, lạnh nhạt nói. Hôm nay đánh bại ngươi là vì tu vi của ta cao hơn ngươi. Cho ngươi 3 năm, nếu sau 3 năm ngươi có thể đánh bại ta thì ta chắc chắn sẽ hai tay dâng thiên nhai thước trả lại Bạch Chu yêu tộc. Thiên Viên Nhất Nhất nói mấy câu đó xong định đi. Có bá chủ trong Bạch Chu yêu tộc định chặn Thiên Viên Nhất Nhất lại, nhưng nàng đạp hư không đã vượt qua thiên nhai, đến chân trời. Không được đi. Một yêu vương Bạch Chu yêu tộc muốn cách hư không chém nàng, nhưng lực lượng khác tuôn ra, một kích chặt đứt đầu yêu vương, máu nhuộm bầu trời. Thanh âm vang lên trong không trung. Dám giết đệ tử của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ta, xem ra Bạch Chu yêu tộc muốn bị xóa tên trong vạn tộc. Thanh âm hùng hồn, không biết cách bao nhiêu ức vạn dặm truyền đến, xa xôi nhưng chấn nhiếp hồn người. Biểu tình Vạn Hiểu Sinh hơi thay đổi, mắt lóe tia sáng nói. Người ra tay là một trong 4 người thủ hộ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, Đại Càn Khôn Kiếm Đế. Nghe cái tên Đại Càn Khôn Kiếm Đế, nhiều tu sĩ nhân loại lộ vẻ kính sợ. Đám yêu vương Bạch Chu yêu tộc biến sắc mặt, dù sao sức uy hiếp của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh rất mạnh. Tại sao gần vạn năm nay nhân tộc dám khuếch trương cương vực, Nam Chinh Bắc Phạt, không sợ cả Thái Cổ Thánh yêu tộc? Bởi vì có Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tồn tại. Đại Càn Khôn Kiếm Đế không giáng lâm, chỉ một thanh âm truyền đến đã trấn nhiếp tất cả. Đại Càn Khôn Kiếm Đế tiếp tục bảo. Người trẻ tuổi đánh nhau có cách đấu của mình, Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ không xen vào. Nhưng nếu có lão nhân nào muốn giết đệ tử trẻ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ta, dù là Thái Cổ Thánh yêu tộc phá hỏng quy tắc, chúng ta cũng dám giết. Rồng làm hỏng quy tắc, đồ rồng. Phượng làm hỏng quy tắc, chém phượng. Đại Càn Khôn Kiếm Đế dứt lời, đám cường giả yêu tộc sợ hãi chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, nhiều người run bần bật. Phong Phi Vân đứng trên đảo nổi, 5 ngón tay siết chặt. Phong Phi Vân nghiến răng, giây sau cười nhạt, nếu không có bà lão bày cấm chế thì nhiều người sẽ nghe thấy tiếng cười của Phong Phi Vân. Bà lão bịt tai hỏi, tiểu tử đang cười cái gì? Phong Phi Vân cười phá lên. Ta cười người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh nói chém phượng. Bà lão nói. Có gì buồn cười, từ vạn năm trước Thủy Nguyệt Tiên Nữ đã chém phượng. Ha 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 ha. Phong Phi Vân cười càng càn rỡ hơn, thật lâu sau hắn im lặng. Phong Phi Vân bình tĩnh nói. Chém thì kệ, sớm muộn gì sẽ chém lại. Bà lão thụt lùi 2 bước, cách xa Phong Phi Vân. Ngươi định đối đầu với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phong Phi Vân cười nói. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh lợi hại như vậy, Thủy Nguyệt Tiên Nữ dám chém cả rồng phượng, Thủy Nguyệt Thánh Nữ vô địch thế hệ trẻ, ta làm sao dám đối đầu với bọn họ. Bà lão nói. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Chuyến đi mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ này có nhiều người chết, cũng nhiều người có cơ duyên lớn. Các tu sĩ lục tục trở về. Đột nhiên đại dương đỏ lơ lửng trên cao rung bần bật, phát ra ánh sáng đâm đau mắt. Đám tu sĩ dừng bước chân. Chẳng lẽ còn báu vật lợi hại nào sắp xuất thế? Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đã lấy thánh linh dụng cụ, truyền thừa và thi cốt thánh tổ lọt vào tay Bạch Chu yêu tộc, còn báu vật gì nữa? Miểu quỷ ban chỉ trên ngón tay Phong Phi Vân nhảy lên, ánh sáng lấp lánh như sắp bay ra ngoài. Phong Phi Vân biết rõ dao động này đại biểu cho cái gì, chẳng lẽ lại có một thuyền cổ sắp xuất thế? Hoa văn trên miểu quỷ ban chỉ là bách quỷ phó yến đồ. Trong miểu quỷ ban chỉ vốn có 7 bức tranh. Long Mã Hà Đồ, Bát Quái Huyền Văn, Tứ Dương Cổ Đỉnh, U Minh Thần Tháp, Thần Vương Phi Thiên, Bách Quỷ Phó Yến, Vạn Gia Đăng Hỏa. Phong Phi Vân sở hữu thanh đồng cổ thuyền đối ứng Bách Quỷ Phó Yến Đồ. Bạch Ngọc Thuyền trong tay Đông Phương Kính Nguyệt là Vạn Gia Đăng Hỏa. Đồ án lóe ánh sáng là Bách Quỷ Phó Yến Đồ, chắc lại bọn họ thuyền cổ xuất thế. Mỗi thuyền cổ rất lợi hại, ít nhất cỡ đẳng cấp thánh linh dụng cụ. Quý giá hơn hẳn thiên nhai thước bị Hiên Viên Nhất Nhất mang đi. Không lẽ thuyền cổ giấu trong đại dương đỏ? Giờ phút này, nhiều cường giả cảm nhận được khí thế khổng lồ, biết sắp có vô thượng cự bảo xuất thế. Cả đám không bình tĩnh nổi, bay hướng đại dương đỏ. Ầm 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 ầm. Tiếng chiến đấu kéo dài liên miên, nhiều tu sĩ bị giết, mưa máu bay đầy trời, xương chất đống rơi xuống. Bá chủ các tộc khó ngăn lại. Buộc lòng tham gia chiến đấu giành lấy cự bảo sắp xuất thế.
Đại dương đỏ bắt đầu đông lại, cuối cùng định hình, hình dạng như chiếc thuyền, khổng lồ vượt mức, dài mấy vạn dặm. Vừa rồi là biển thể lỏng, bây giờ đông lại, chiến đao chém không đứt, linh khí không đánh nát, như tinh thạch đỏ đúc thành bảo thuyền, đỏ thẫm chói mắt, đỏ hơn cả máu. Nhiều tu sĩ ngây người trước biến dị này, bị khí thế từ bảo thuyền đỏ thẫm làm hết hồn. Hèn gì thi cốt của các cường giả thái cổ giữ đến hiện nay, hóa ra đại dương đỏ là một thuyền thần, là lực lượng thuyền thân khiến thi cốt các cường giả giữ đến hiện tại. Đây là con thuyền gì? Miểu quỷ ban chỉ trên ngón tay Phong Phi Vân chấn động dữ dội hơn, trăm quy trong bách quỷ phó yến đổ như sống lại, phát ra tiếng quỷ khóc. Bà lão phát hiện hoa văn trên ngón tay Phong Phi Vân thay đổi, đôi mắt già nao híp lại. Bà lão cười nói, tiểu tử, chiếc nhẫn của ngươi làm người ta thích, hay gán nợ cho ta đi. Ta tạm thời không buộc ngươi trả tiền, khục khục. Nằm mơ, bà không biết nợ tiền là địa gia, thu tiền là tôn tử sao? Phong Phi Vân tuyệt đối không giao miểu quỷ ban chỉ cho bà lão, hắn không trấn áp nổi bách quỷ phó yến đồ nữa. Bách quỷ phó yến đồ bay ra khỏi miểu quỷ ban chỉ biến thành bóng quy mây mù vọt ra ngoài, ấn vào quỷ thuyền đỏ thẫm. Bảo thuyền đỏ thẫm thay đổi nghiêng trời lệch đất, thân tàu trong suốt lấp lánh bộc phát huyết khí siêu kinh khủng. Trên thuyền, thi cốt hoành hành, quỷ hồn tung bay, quỷ thành đầy rẫy, sông xác chảy. Bảo thuyền biến thành quỷ thuyền. Xung quanh quỷ thuyền đỏ thẫm mấy vạn dặm mây đỏ cuồn cuộn, tu sĩ dính phải mây đỏ chớp mắt thành huyết vũ. Đây là hình ảnh rất hãi hùng, các tu sĩ hóa đá, không nhúc nhích được. Giọng bà lão khàn khàn, cực kỳ kích động hỏi. Tiểu tử, thuyền quỷ này có lai lịch gì? Phong Phi Vân lạnh nhạt nói. Sao ta biết? Bà lão không tin lời Phong Phi Vân. Ngươi mà không biết, rõ ràng bách quỷ phó yến đổ bay ra từ chiếc nhẫn trên tay ngươi. Làm sao ngươi không biết? Bà lão định giật miểu quỷ ban chỉ của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lấy đế thánh bội ra hơ trước mặt bà lão. Tiền bối có biết lệnh bài này không? Khí thế trên đế thánh bội bị phong ấn, bà lão sẽ không nhận ra nó là thánh linh dụng cụ. Tuy hơi thở trên ngọc bội bị phong ấn nhưng chữ đế do thánh linh viết là hàng thật. Miễn bà lão không rốt nát chắc sẽ nhận ra chữ thánh linh. Phong Phi Vân lấy khối ngọc bội này chỉ để thử xem, có lẽ bà lão sẽ vì chữ thánh linh khắc mà kiêng dè, không dám tên ông hắn. Đúng là bà lão bị ngọc bội hụ sợ thụt lùi, nhưng giây sau nhìn thấu manh mối, cảm thấy chuyện này không thể xảy ra. Đế gia thánh lệnh, chết tiệt, có lầm không? Tiểu tử nhà ngươi là người của đế gia, hù lão bà ta đúng không? Không không, thế này không hợp lý, đế gia không thể ra bán yêu. Nỗi lòng Phong Phi Vân rung động mãnh liệt. Nghe giọng điệu của bà lão chắc biết lai lịch khối ngọc bội, hoặc nên nói bà lão có lai lịch ngang ngửa khối ngọc bội, dường như đế gia còn tồn tại. Phong Phi Vân rất muốn hỏi bà lão chỗ đế gia ở đâu, nhưng hắn không thể, vì khi hỏi sẽ khiến bà lão càng nghi ngờ hơn. Phong Phi Vân cất đế thánh bội, ưỡn ngực, lạnh lùng nói. Tin hay không tùy, nếu không tin thì cứ qua đây cướp. Đắc tội đệ tử của đế gia ta, lão tử dám giết cả con trời. Bà lão bấm đốt suy tính, mắt chớp lóe, nhíu mày, dường như không tính ra kết quả. Bà lão đổi sang bộ dáng cao nhân, cười hiền hòa nói. Người trẻ tuổi, lão bà đâu phải loại người lòng tham không đáy. Cướp, đây là chuyện lão nhân gia chúng ta sẽ làm sao? Lão bà không phải người như thế. 80 vạn khối linh thạch biến thành 8.000 vạn khối linh thạch, bà lão không phải loại người đó thì ai mới là người như thế? Phong Phi Vân không tin lời bà lão chút nào. Lúc này huyết phụ trên quỷ thuyền đỏ thẫm co rút lại, thân tàu nhỏ dần. Lực lượng thánh vật biến yếu, co rút vào thân tàu, tiếp theo chắc sẽ là huyết chiến. Có lẽ nhiều bá chủ trong bóng tối sẽ hành động. Thiên giả vạn hiểu sinh của nhân tộc nói. Chắc chắn là vô thượng thánh bảo, chắc chắn. Thời thái cổ có chút ghi chép về nó. Dược vạn hiểu sinh chứng thực, tất cả tu sĩ hưng phấn. Không chừng quỷ thuyền đỏ thẫm là báu vật ngang bằng thánh linh dụng cụ. Quỷ thuyền đỏ thẫm rút nhỏ còn cỡ một căn nhà, liên tục thu nhỏ lại. Mọi người phát hiện không thích hợp, có lão nhân kinh kêu. Trên quỷ thuyền có con rùa, nó bò lên thuyền bao lâu rồi? Không gian quanh quỷ thuyền đỏ thẫm bị phong tỏa, không có sinh vật nào bò lên thuyền được. Chỉ có một khả năng, đó là con rùa luôn ở trên thuyền. Nhiều người nhìn thấy một con rùa trắng, chân dài. Cổ dài như con vịt, đi bằng hai chân,
tay chống cây gậy nhỏ như rùa già. Sau lưng rùa già có trái cây kỳ lạ lăn theo, dường như chúng nó đang thảo luận điều gì. Con rùa trắng, trái cây màu đen thảo luận trên quỷ thuyền đỏ thẫm. Cuối cùng quỷ thuyền đỏ thẫm biến nhỏ cỡ bàn tay, tinh xảo nhỏ xinh, ánh sáng lấp lánh. Giết, cướp bảo thuyền. Một cường giả yêu vương bay ra cướp, định cầm quỷ thuyền đỏ thẫm. Nhưng mọi người thấy hình ảnh càng quái dị hơn. Con rùa trắng đội quỷ thuyền đỏ thẫm trên đầu như đội mũ, vênh váo đứng trên người trái cây. Vù 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 vù. Trái cây bay ra ngoài, mau như tia sáng, trong khoảnh khắc đã ra ngoài bầu trời. Thủ ấn của yêu vương không kịp ngăn cản. Con rùa trắng đội mũ quỷ thuyền đỏ thẫm, tay cầm gậy gỗ nhỏ, điều khiển trái cây bay ra ngoài tầm mắt của mọi người, nhanh đến khó tin. Đám cường giả các tộc bị bỏ lại tức hộc máu. Bắt con rùa kia, không thể để nó chạy thoát. Bắt sống con rùa. Cường giả các tộc rượt theo, đánh ra từng đợt lệnh cấm hư không. Nhưng mỗi lần con rùa trắng đều trốn thoát trong đường tơ kẽ tóc. Con rùa trắng đội quỷ thuyền đỏ thẫm, chân đạp trái cây cao giọng quát. Tránh ra, ránh ra, đâm chết người không chịu trách nhiệm. Đám tu sĩ vây bắt con rùa trắng nhưng không theo kịp tốc độ trái cây màu đen. Một số bá chủ vượt qua hư không, muốn chặn con rùa trắng lại. Nhưng khi bá chủ bước ra từ hư không thì con rùa trắng đã vọt sang đầu bên kia. Bà lão nhìn hướng Mao Ô Quy chạy trốn, khẽ thở dài. Không đuổi kịp, dưới chân con rùa là thánh thực quả, tốc độ quá nhanh, không ai có thể đuổi theo nó được, thật đáng tiếc. Phong Phi Vân cười thầm trong bụng, con rùa trắng đúng là nghịch thiên. Phong Phi Vân nói, tiền bối, bây giờ là thời cơ tốt nhất để ra tay cướp người. Tuy rằng có rất nhiều cường giả rượt bắt Mao Ô Quy nhưng còn nhiều cường giả nhân loại ở lại bảo vĩ mây thiên kiêu nhân loại được truyền thừa. Phong Khanh Khanh đứng trong vòng bảo vệ. Bà lão trợn to mắt, cười nói. Chẳng phải ngươi là người của đế gia sao? Ngươi lấy đế gia thánh lệnh ra thì ai dám không nể mặt? Bà lão rất nghi ngờ thân phận của Phong Phi Vân. Trong đó có lý do rất lớn, không tiện nói cho người ngoài. Phong Phi Vân ra vẻ cao thâm khó dò nói. Nếu tiền bối không dám ra tay thì thôi, ta đi nhờ người khác. Đợi dã, ai bảo ta không dám? Lão bà ra tay ngay đây, ta muốn nhìn xem ai ngăn được ta. Khục khục. Bà lão đứng trên đảo nổi nhìn cường giả một n lách mấy vạn dặm, tay duỗi vào hư không. Trong không trung hiện ra một cánh cửa, hóa thành màn nước. Cánh tay già mau xuyên qua màn nước chìm vào trong hư không. Mộ táng thánh linh sắp sụp đổ, chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây trở về binh doanh. Mấy lão nhân tộc gật gù, dù muốn thu đệ tử cũng phải chờ đến nơi an toàn rồi tính. Phong Khanh Khanh nhìn quanh quất, mắt chớp chớp tìm Phong Phi Vân. Một bàn tay già nua xuất hiện sau lưng Phong Khanh Khanh, kéo nàng vào hư không. Ai đó? Một lão nhân cầm gậy bạch ngọc tấn công đầu tiên. Gậy ngọc đánh vào hư không, không khí như cái gương bị đánh nát vỡ ra từng mảnh. Mấy lão nhân khác cũng ra tay chém hư không, định chặt cánh tay bà lão. Bị phát hiện, trốn mau. Bà lão kéo Phong Khanh Khanh trở về đảo nổi, mở cửa trùng động. Mấy người chạy vào trùng động linh thạch. Chớp mắt đám người chạy ra nham hồng bí cảnh cao cấp. Cửa trùng động mở ra, bốn người chạy vào binh doanh mộc thần giá chiến khu. Mấy cửa trùng động mở ra, một cường giả nhân loại đuổi theo vào binh doanh. Cường giả nhân loại kêu một tu sĩ canh chừng binh doanh lại. Có thấy một bà lão mang theo thiếu nữ vào binh doanh không? Tu sĩ trông chừng binh doanh bị khí thế từ người lão nhân hù sợ. Không đứng thẳng nổi, lắp bắp đáp. Bẩm, bẩm tiền bối, không. Lão nhân lạnh lùng nói. Hừ, đáng ghét, cướp người từ tay lão phu. Trong binh doanh mặc kệ tu vi của ngươi cao cỡ nào cũng không thể sử dụng thần thức. Không sử dụng thần thức muốn nìm hai người trong ước vạn tu sĩ nhân loại thì khó như lên trời. Lão nhân suy tính bói toán, nhưng bị bản lĩnh suy tính của bà lão mạnh hơn chặt đứt thiên cơ, không tính được gì. Phong tỏa binh doanh này lại, không cho ai ra vào. Dù phải tìm từng người cũng quyết tìm ra nàng. Phong Khanh Khanh liên quan truyền thừa bạch cốt thiên vương, mấy cường giả nhân tộc rất chú trọng, quyết tâm tìm ra nàng. Một chiến vương đi ra từ binh doanh. Ngươi không có quyền lực làm điều đó. Nơi này là chiến trường vạn tộc, trừ phi chiến hoàng đến, không ai được phong tỏa một tòa binh doanh. Lão nhân lấy ra lệnh bài quân công, nói. Lão phu là chiến hoàng. Muốn phong tỏa binh doanh.
Chiến vương định ngăn cản lão nhân quỳ một gối, lòng rung động nói. Bái kiến chiến hoàng đại nhân. Đã xảy ra chuyện gì mà kinh động một vị chiến hoàng? Nhiều tu sĩ trong binh doanh giật mình, rất ít khi thấy chiến vương, chiến hoàng càng là thần thoại, hôm nay xuất hiện chiến hoàng. Phong Phi Vân lặng lẽ trở về một binh doanh. Phong Phi Vân nói, bọn họ phong tỏa binh doanh, giam cầm hư không, định kiểm tra từng người. Phong Khanh Khanh chớp mắt, người phát ra tà khí. Ca, bây giờ nên làm sao? Bà lão nhếch môi cười kỳ dị. Nếu bọn họ có năng lực giam cầm hư không thì chắc chắn có thể sử dụng thần thức điều tra trong binh doanh. Rất nhanh chúng ta sẽ bị tìm ra. Mọi người nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Bà lão mang bọn họ vào binh doanh vì ép buộc Phong Phi Vân. Bà lão không tin Phong Phi Vân là người đế gia nhưng không tiện ép buộc hắn, thế là dùng cách này, mượn tay người khác thăm dò hắn. Phong Phi Vân biết trong lòng bà lão có ý đồ gì, hắn giả vờ suy tư. Ta có một cách nhưng xin tiền bối hãy ra ngoài chờ giây lát, ta có chuyện rất quan trọng muốn bàn riêng với muội muội của ta. Bà lão nhíu mày, bản năng cảm thấy Phong Phi Vân đang dở trò. Bà lão không lo Phong Phi Vân bỏ trốn, dù sao không gian binh doanh đã bị giam cầm, dù dùng trận pháp hay trùng động linh thạch đều không chạy được. Được rồi, lão thân ra ngoài chờ, nhưng đừng quá lâu. Sẽ không lâu. Bà lão đi ra ngoài, Phong Phi Vân mở con đường thiên quốc. Đưa Phong Khanh Khanh, Tuyết Lang vào thiên quốc. Phong Phi Vân thi triển thần thông Phật tượng thiên biến, hoàn toàn ức chế yêu khí, thay đổi mặt mũi mình. Phong Phi Vân nhếch mép cười. Bà lão chờ ở bên ngoài đã lâu nhưng không nghe bên trong có tiếng vang, đôi mắt giả nau mở ra. Nguy rồi, cái tên danh ma này. Bà lão đẩy cửa ra, trong doanh trướng không một bóng người. Bên ngoài vang tiếng nói. Bà lão kia ở trong doanh trướng này. Vù 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 vù. Mấy khí thế cường đại bay đến, bao vây doanh trướng. Lão nhân cầm gậy bạch ngọc hừ mạnh, khí thế bốc lên tận 9 tầng mây. Lão nhân cầm gậy nói. Quả nhiên là nàng, cùng nhau ra tay trấn áp. Bà lão ở trong doanh trướng mặt đen thui, biết đã bị Phong Phi Vân hố. Hiện giờ Phong Phi Vân đã đi ra binh doanh, ngoái đầu nhìn không khí căng thẳng bốc lên từ binh doanh. Phong Phi Vân híp mắt, cười tủm tỉm. Phong Phi Vân không vội trở về Trung ương Vương Triều thứ 6, hắn tìm một bí cảnh trung cấp ẩn núp, quyết định chờ sóng gió qua rồi mới rời khỏi Mộc Trưởng Lão. Bí cảnh trung cấp này là một chiến trường loại nhỏ trong Mộc Thần Giá chiến khu, đại lục hư không dài mấy chục vạn dặm. Ít có yêu tộc núp trong bí cảnh này, mức độ nguy hiểm không cao. Phong Phi Vân đào dưới lòng đất một chỗ ẩn náu, liên tục bày mấy chục tầng trận pháp. Phong Phi Vân định bế quan một đoạn thời gian. Trùng kích định niết bàn đệ tứ trọng thiên, tốt nhất là tu luyện ra vực thuộc về mình. Trước khi bế quan Phong Phi Vân cần đi thiên quốc một chuyến. Khi Phong Phi Vân trở về thiên quốc, hắn không đi dạy dỗ mấy nữ nhân mà đưa Phong Khanh Khanh, Tuyết Lang vào ở trong một tòa Phật thành. Phật thành này là nơi Phật Tàm Tử từng giảng đạo, xây ở đại lục chính giữa thiên quốc, lơ lửng trên mây. Phật cung, vân tháp, tượng thần, chuông to liên miên mấy chục dặm thành tòa thành. Phật thành tên là Thiên Tâm. Sau khi Phật Tàm Tử tiền bối rời khỏi thiên quốc, Thiên Tâm Phật thành bị phong ấn, qua 3 vạn năm mới lại được Phong Phi Vân mở một góc. Phong ấn Thiên Tâm Phật thành cực mạnh, với tu vi Phong Phi Vân bây giờ chỉ mở được một góc, thành vực chưa đến 1/10. Các linh thú Phật tu nghe Phong Phi Vân trở về, còn mở một góc Thiên Tâm Phật thành đều đến triều bái. Cũng có linh thú Phật tu tố khổ, như Thắng Ngư Lão Tổ, Bệ Ngạn Lão Tổ. Chúng ta cảm thấy có người lật tung thiên quốc, xin Phong Phi Vân trừng trị mấy người phá hỏng thiên quốc yên bình. Phong Phi Vân bảo đảm với chúng nó chắc chắn sẽ quản lý mấy tai họa. Các linh thú Phật tu vui vẻ rời đi. Phong Khanh Khanh mắt sáng răng trắng, hưng phấn hỏi. Ca ca định trừng trị bọn họ như thế nào? Ai trước, có cần ta hỗ trợ không? Phong Phi Vân trầm ngâm giây lát, cười nói. Ai nói ta trừng trị bọn họ? Chúng ta đi ngự thú trai trước. Nhìn xem La Phù bây giờ thế nào. Không lâu sau Phong Phi Vân đến bên ngoài ngự thú trai, có nữ đệ tử xinh đẹp vào trong bẩm báo. Rất nhanh nữ đệ tử trở ra mời Phong Phi Vân đi vào. Phong Phi Vân theo sau lưng nữ đệ tử, cười nói. Chỉ giao, nghe nói gần đây Vu Phật Tôn tiềm tâm tu Phật, tâm tính càng lúc càng cao sâu, thật khiến người hâm mộ. Chỉ giao mặc áo hật màu trắng, tóc dài cột lại, eo nhỏ, vó dáng xinh đẹp.
tu vi đã đến thiên mệnh đệ nhất trọng. Trì Giao nói, sư tôn không có trong Phật trai, mấy năm nay sư tôn đi Cửu Châu giảng thiền. Phong Phi Vân mỉm cười nói, a, thì ra tin tức của ta đã sai, ta còn tưởng đâu nàng ta bế quan tu hành, hóa ra không ở trong ngự thú trai. Phong Phi Vân hỏi, vậy mới rồi nàng đi bẩm báo cho ai? Trì Giao khựng lại, ngón tay giật góc áo. Cái này, trong Phật trai còn trưởng bối khác. Trì Giao đưa Phong Phi Vân đến chỗ Long La Phù cư ngụ, nằm ở sau núi ngự thú trai, trồng một mảnh tre xanh, không khí thơm mùi tre. Một con đường nhỏ đá trắng uốn lượn trong rừng trúc, dọc theo dòng suối nhỏ vào sâu trong rừng. Sâu trong rừng tre mây tiên mù mịt. Một gốc thần mộc tùm đứng thẳng, tiên linh rậm rạp, cao vút đâm mây, giáng xuống mưa ánh sáng. Đây là Thiên Vu thần thụ. Thiên Vu thần nữ ngồi dưới cây, áo trắng, thân hình mông lung, mặt mày rõ ràng, người tràn đầy tiên vận, yên tĩnh tự nhiên, hòa hợp cùng thiên địa. Phong Phi Vân đi ngang qua, đứng lại nhìn Thiên Vu thần nữ chăm chú, lòng có chút lưu luyến. Phong Phi Vân gặp gỡ Thiên Vu thần nữ là chuyện tốt đẹp đáng giá hắn nhớ lại. Trong hầm băng gặp giai nhân, đêm xuân như mộng như ảo. Bất cứ nam nhân nào nếu trải qua điều này sẽ thường nhớ lại. Nếu có nữ nhân như Thiên Vu thần nữ làm bạn bên cạnh sẽ là chuyện tuyệt vời nhất đời, làm vua cũng cam lòng từ bỏ ngai vàng. Thiên Vu thần nữ mở mắt ra, yên hà tán đi lộ ra khuôn mặt thanh tú thoát tục. Thiên Vu thần nữ nhìn Phong Phi Vân, rất bình tĩnh, như thanh hà vươn cành lá. Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì với Thiên Vu thần nữ, dù sao hai người không quen thân, hắn ít hiểu biết về nàng. Phong Phi Vân chỉ nói, tu vi của nàng lại tăng. Thiên Vu thần nữ thu Thiên Vu thần thụ về người, yểu điệu đứng dậy, thân hình yêu kiều, tóc dài bay bay. Thiên Vu thần nữ lạnh nhạt nói, không tăng cảnh giới mau bằng ngươi, định đi thăm La Phù cô nương. Phong Phi Vân biết nhắc đến nữ nhân khác trước mặt nữ nhân không phải chuyện sáng suốt. Phong Phi Vân nói, tu vi của nàng đã đến đỉnh Niết Bàn đệ tam trọng thiên, chỗ ta có một viên Niết Bàn đan, khi nàng chuẩn bị Niết Bàn lần 4 hãy nuốt nó. Đôi mắt Thiên Vu thần nữ đen láy như mắt trẻ mới sinh, không chút tạp chất. Thiên Vu thần nữ nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, không từ chối ý tốt của hắn, nhận lấy Niết Bàn đan. Cái này, phải rồi, nàng tu luyện thuật thụ vu, ta có một thánh căn có lẽ chỉ nàng giúp ta thức tỉnh sức sống của nó, lại sinh trưởng thành thánh thụ. Phong Phi Vân đưa cho Thiên Vu thần nữ thánh mộc căn còn lại sau khi thánh thực thụ héo tàn. Thánh thực thụ để lại thánh mộc căn bên trong chứa một chút sinh khí của thánh thụ, giao cho tu sĩ giỏi mộc linh đạo không chừng tương lai sẽ mọc ra thánh thụ mới. Nếu trong thiên quốc sinh ra một gốc thánh thụ thì giá trị quá lớn lao, tăng hoàn cảnh tu luyện thiên quốc lên gấp mấy lần. Thiên Vu thần nữ có hứng thú với thánh mộc căn nhiều hơn Phong Phi Vân. Bàn tay Thiên Vu thần nữ nâng thánh mộc căn, ngón tay toát ra ánh sáng ti ti hòa hợp với thánh mộc căn. Trong thánh mộc căn phát ra sức sống cuộn trào khiến bụi cây nguyên rừng che nhanh chóng mọc cao, những khe hở đất bùn trồi lên linh thảo xanh biếc phát ra ánh sáng rực rỡ. Thiên Vu thần nữ chậm rãi thả tay ra, thánh mộc căn dã nhú lên chồi non, tỏa sáng lấp lánh, linh khí thuần khiết bay ra từ chồi non. Phong Phi Vân rất ngạc nhiên, một gốc thánh thụ gần dựng dục ít nhất mấy chục năm mới có thể nảy mầm, nhưng bây giờ trong thời gian ngắn ngủi đã nhú mầm. Rất khó tin. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Thiên Vu thần nữ lộ vẻ vui mừng nói. Mộc linh khí thật đậm, tuyệt đối là thánh mộc chi căn, tương lai có lẽ trưởng thành một gốc thánh thụ. Hơn nữa thánh mộc chi căn này có ích lợi rất lớn cho ta tu hành. Phong Phi Vân, giao cho ta uẩn dưỡng nó được không? Phong Phi Vân thẫn thờ nhìn khuôn mặt tươi cười của Thiên Vu thần nữ. Người đang nhìn cái gì? Nàng cười thật đẹp. Phong Phi Vân nói thật lòng. Hắn suýt ôm Thiên Vu thần nữ vào lòng. Thiên Vu thần nữ chợt nhớ chuyện xảy ra trong băng cung, thế là hết cười. Không khí hết sức lúng túng. Sư phụ, Nạp Lan Tuyết Tiên lại. La Ngọc Nhi mới chạy đến thấy Phong Phi Vân và Thiên Vu thần nữ đứng đó, không khí khác lạ vội dừng bước. La Ngọc Nhi lắp bắp. Ta đi ngang. La Ngọc Nhi xoay người chạy về. Phong Phi Vân kêu lên. La Ngọc Nhi. La Ngọc Nhi khựng lại, giật tóc, cắn môi sáng bóng, không dám nhìn thẳng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đến sau lưng La Ngọc Nhi, vỗ vai nàng, lại vòng ra trước mặt, tay khều chóp mũi nàng. La Ngọc Nhi cười hỏi. Nạp Lan làm sao?
La Ngọc Nhi rất sợ Phong Phi Vân, từ nhỏ đã bị ám ảnh tâm lý, nàng cũng có chút tình cảm khác lạ với hắn. La Ngọc Nhi nhìn thẳng mắt Phong Phi Vân, nói. Nạp Lan lại đánh tới, nói là muốn cho La Phù tỷ tỷ biết sự lợi hại của nàng. Nạp Lan bây giờ rất dữ. Phong Phi Vân hỏi. Nạp Lan đánh nàng. La Ngọc Nhi nói. Thế thì không, nhưng, nàng buộc ta hạ độc giúp, nếu không sẽ cạo chọc tóc ta. Mắt La Ngọc Nhi chớp chớp sắp chảy lệ. Ánh mắt Phong Phi Vân tối sầm. Hạ độc ai? La Phù tỷ tỷ. La Ngọc Nhi nói thêm. Nhưng lần đó bị Tử Nhục Hòa Thượng ngăn lại, Nạp Lan tỷ tỷ chỉ tức giận nói thế, ngươi đừng đánh Nạp Lan. Phong Phi Vân cười nói. Nạp Lan muốn cạo tóc nàng vậy mà nàng vẫn nói giúp cho. La Ngọc Nhi nói. Chuyện cạo tóc là Vu Phật Tôn đề nghị. Phong Phi Vân hỏi. Còn chuyện hạ độc thì ai xúi? La Ngọc Nhi ấp úng, hụt mặt nói. Ta không biết. Phong Phi Vân nói. Nếu nàng không khai thì ta cạo tóc nàng ngay bây giờ, cho nàng biến thành tiểu ni cô. La Ngọc Nhi vội khai thật. Muội muội của La Phù tỷ tỷ nêu ý kiến. Phong Phi Vân lẩm bẩm. Long Thương Nguyệt. Phong Phi Vân và Long Thương Nguyệt sớm đính hôn, xem như vị hôn thê của hắn. Lúc trước Long Thương Nguyệt và Long La Phù cạnh tranh ngôi tấn đế, hai người vốn là kẻ thù không đội trời chung. Nếu Long Thương Nguyệt gả cho Phong Phi Vân thì chắc chắn là vợ cả. Ai ngờ Long La Phù nhảy ra giữa đường, là người đầu tiên o sáu ơ con của Phong Phi Vân. Long Thương Nguyệt từ nhỏ sống trong kỳ gia, không như Long La Phù sống trong đế cung hoàng thành, được muôn vàn yêu thương. Long La Phù cướp vị trí công chúa, ngai vàng, nam nhân của Long Thương Nguyệt. Với cá tính của Long Thương Nguyệt, đừng nói hạ độc Long La Phù, nàng thậm chí muốn lăng trì xé xác Long La Phù ra. Chuyện này rất khó xử, làm Phong Phi Vân thấy nhức đầu. Giải gút cho Long La Phù và Long Thương Nguyệt nói dễ hơn làm. Rõ ràng là tỉ muội ruột bây giờ thù hằn nhau. Phong Phi Vân cảm thấy về chuyện tình cảm hắn thiếu dứt khoát, có lẽ đây là lý do kiếp trước Thủy Nguyệt Đình có thể giết hắn. Dù là cường giả mạnh nhất thiên hạ cũng có điểm yếu, một khi bị người biết điểm yếu thì cũng là lúc chết. Giờ quan trọng là dàn xếp Nạp Lan Tuyết Tiên đã. Phong Phi Vân lấy một tấm phù lục phòng ngự, lôi điện phù giao cho La Ngọc Nhi. Phong Phi Vân vỗ vai La Ngọc Nhi mảnh mai, nói. Sau này Nạp Lan còn dám ăn hiếp nàng thì hãy lấy lôi điện phù ra hù. Ta đi làm mâm đồ chay, hôm nay chúng ta cùng ăn cơm, Nạp Lan thì để ta giải quyết. La Ngọc Nhi là mỹ nhân yêu kiều, nàng cầm hai phù lục Phong Phi Vân tặng cho, tim đập nhanh. Mãi khi Phong Phi Vân đi xa La Ngọc Nhi còn đứng thẫn thờ, không biết trong đầu nàng suy nghĩ dùng phù lục đánh Nạp Lan Tuyết Thiên hay mơ mộng lý do Phong Phi Vân tặng phù lục cho mình. Khi Phong Phi Vân đến dưới lầu các của Long La Phù, nàng đứng trong rừng tre, tay cầm thanh linh kiếm chém đứt một cây tre xanh biếc, lấy một khúc thẳng nhất làm cây sáo hoặc tiêu. Phong Phi Vân tò mò đến gần. Long La Phù mặc áo vàng, dáng người cao kiều, tóc dài xõa xuống. Long La Phù đã mang thai hơn 2 năm nhưng bụng bằng phẳng không giống bà bầu, càng như thiên kim tiểu thư quý tộc. Phong Phi Vân bước ra từ rừng tre mông lung. Làm tiêu. Long La Phù cầm đao nhỏ, vẫn chăm chú làm đồ vật của mình, phớt lờ Phong Phi Vân. Bàn tay nhanh chóng khắc trên cây tre, vụn tre rơi xuống. Đột nhiên ánh mắt Long La Phù cực kỳ sắc bén, hai ngón tay kẹp đao nhỏ bắn lên trời. Bùm! Đao nhỏ bị Phật ấn đánh nát thành bột vụn. Long La Phù, người mang theo kiểu gì mà 2 năm chưa sinh? Theo ta thấy người cố ý gạt người, Phong Phi Vân ngốc chưa thấy nữ nhân mang thai nên bị ngươi lừa, nhưng ngươi không thể lừa ta. Hôm nay ta đến vạch mặt ngươi. Nạp Lan Tuyết Tiên đạp sen xanh, vòng Phật trên đầu, người mảnh khảnh, Phật quang trắng vờn quanh người. Nạp Lan Tuyết Tiên từ trên trời giáng xuống điểm vào Long La Phù. Long La Phù đứng im tại chỗ, ưỡn ngực, ánh mắt mỉa mai. Long La Phù toát ra phong cách nữ đế, núi sập trước mặt không biến sắc mặt, mặc cho Nạp Lan Tuyết Tiên điểm vào người. Cuối cùng Nạp Lan Tuyết Tiên không điểm vào người Long La Phù, dừng lại cách trước mặt nàng 3 tấc. Nạp Lan Tuyết Tiên nói, hôm nay bản tiểu thư bận công chuyện nên tha cho ngươi một mạng, ngày mai lại đến dạy dỗ ngươi. Nạp Lan Tuyết Tiên nói xong vội chạy đi, thè lưỡi, nàng bay lên cao định trốn. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng, anh tư hiên ngang, mặt mày điển trai, mắt lóe tia sáng đỏ. Hai tia sáng đỏ rực bắn hướng bầu trời, buộc Nạp Lan Tuyết Tiên đáp xuống.
Phong Phi Vân thu về yêu quang trong mắt, mỉm cười nói. Tuyết Tiên, đã đến rồi hãy ở lại ăn bữa cơm, ta đã kêu Ngọc Nhi đi làm cơm chay. Tóc Nạp Lan Tuyết Tiên bị ánh sáng đỏ đốt khét một lũ, hậm hực nghiến răng nói. Ăn thì ăn. Long La Phù lại lấy đao nhỏ ra tiếp tục khắc tiêu, vẻ mặt thản nhiên. Bữa cơm chay ăn rất hòa hợp, Thiên Vu Thần Nữ, La Ngọc Nhi, Long La Phù, Phong Khanh Khanh, Tuyết Lang, Nạp Lan Tuyết Tiên, Phong Phi Vân. Tổng cộng 7 người ngồi quanh bàn, như gia đình hòa thuận. Dàn xếp Nạp Lan Tuyết Tiên không khó khăn, vì thủ lĩnh không phải là nàng. Chỉ một bữa cơm đã làm Nạp Lan Tuyết Tiên yên phận nhiều, ngoan ngoãn trở về tu luyện Long La Phù. Ăn cơm chay xong Phong Phi Vân rời khỏi chỗ Long La Phù, Phong Khanh Khanh, Tuyết Lang đi theo hắn. Phong Khanh Khanh tò mò hỏi. Ca ca đã nói gì với Nạp Lan tỷ tỷ mà thái độ của tỷ ấy thay đổi nhiều vậy? Phong Phi Vân đi trên đường nhỏ trong rừng tre, nhếch môi nói. Ta nói với Nạp Lan là trong bụng La Phù không có con, muội muội đoán xem biểu tình của Nạp Lan như thế nào. Phong Khanh Khanh nói. Chắc chắn Nạp Lan tỷ tỷ không tin. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Nạp Lan đắc ý nói nàng sớm đoán được. Phong Khanh Khanh, Tuyết Lang ngây người, cảm thấy thật khó tin. Phong Phi Vân cười nói. Nói chuyện trước mặt nữ nhân là một môn học vấn, có nhiều lúc ngươi nói thật nữ nhân sẽ không vui, khi ngươi nói dối ngược lại bọn họ sẽ tin. Ba người lại đi vào ngự thú trai, gặp một số đệ tử Phật môn, một số linh thú Phật tu đến hỏi học vấn. Phong Khanh Khanh hỏi. Ca ca, chúng ta có nên đi gặp Phù Phật Tôn không? Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Không cần, Phù Phật Tôn một lòng nghiên cứu Phật đạo, say mê tu hành. Chúng ta đừng đi quấy rầy nàng thanh tu. Phong Khanh Khanh hỏi. Lỡ như nàng không muốn tu Phật mà động lòng phàm thì sao? Phong Phi Vân dứt khoát nói. Phù Thanh Họa không phải loại nữ nhân như thế, ta rất hiểu nàng ấy. Ba người rời khỏi ngự thú trai, bay lên trời đi hướng Bắc. Một bóng người mảnh khảnh đi ra ngự thú trai, đứng trên một tòa Phật tháp nhìn bóng người rời đi. Hừ! Rõ ràng không biết gì về nữ nhân lại làm bộ như rành lắm. Trong lòng Vu Thanh Họa có chút mất mát, hối hận vừa rồi luôn núp trong bóng tối. Có lẽ nàng nên chủ động hơn một chút. A-di-đà Phật, lòng hồng trần khi đã nảy lên thì như nước lũ mãnh thủ, càng ức chế nó càng bắn ngược dữ dội hơn. Chẳng lẽ tu vi tâm tính bị hủy hoại trong phút chốc sao? Vu Thanh Họa nhắm mắt lại, cảm giác chính mình càng lún càng sâu. Phong Phi Vân đến phía Bắc Thiên Quốc. Nơi này trời đất băng giá, khói đen cuốn đầy trời, gió rét thấu xương, như đến quỷ vực. Hiện giờ Thiên Quốc vẫn là bí cảnh cao cấp, kết cấu địa lý không ổn định. Đặc biệt vùng biên duyên bí cảnh hỗn độn, không ngừng trưởng thành, mảnh đất rất nguy hiểm. Nếu tu sĩ đến đớ tùy thời sẽ rơi vào hư không. Phong Phi Vân đứng trên núi băng nhìn băng nguyên mênh mông trước mặt, ánh mắt âm trầm nói. Tiểu Khanh Khanh, hãy đi mời Diêu Cát từ Hàn Băng Quỷ Hải ra đây. Phong Khanh Khanh cảm giác khí lạnh từ người Phong Phi Vân, hỏi dò. Ca ca, làm vậy có trực tiếp quá không? Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Không biết phép tắc, nếu mỗi người đều giống nàng tức giận liền độc bá một phương, tự làm vua thì còn phép tắc gì nữa? Nếu nàng không ra tay thì để Tuyết Lang đi. Ta đi, đi đây. Phong Khanh Khanh rất muốn ra tay, thế là nàng lấy ra 10 thanh trường kiếm xương trắng. Trên người ngưng tụ một tòa bạch cốt kiếm vực đánh nát đất băng giá chìm vào quy hải. Phong Phi Vân, người thật đáng ghét, kêu muội muội đến bắt ta, cho rằng Diêu Cát ta dễ ăn hiếp sao. Quỷ vân bay trong biển băng giá, quỷ vân ngưng tụ thành một tòa quỷ thành. Một mỹ nhân tuyệt sắc đứng trên quỷ thành, tuổi xuân đôi mươi, tựa thiếu nữ xinh đẹp. Trên người nàng ngưng tụ ánh sáng tịch diệt, lấy bình quỷ đánh vào hư không, định thu 10 thanh trường kiếm xương trắng. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh núi băng, mỉm cười nói. Đừng nói khó nghe như vậy, người không biết còn tưởng huynh muội chúng ta hợp sức ăn hiếp nàng. Diêu Cát quỷ hoàng bảo điển, tu luyện ra tịch diệt quỷ hồn căn nguyên, tu vi tăng một mảng lớn, xem như cường giả trong quỷ vương tứ kiếp. Tịch diệt căn nguyên là lực lượng căn nguyên rất cao cấp trong quỷ hồn căn nguyên. Phong Phi Vân luôn muốn tạo Thiên Quốc thành đất lành, nhưng Diêu Cát ngang nhiên thành lập quỷ vực trong Thiên Quốc, tự làm vua cát cứ một phương. Đây là làm trái ý định của Phong Phi Vân, không xứng với tin tưởng của ức vạn linh thú Phật tu. Lần này Phong Phi Vân vào Thiên Quốc là muốn mang những nữ nhân bụng dạ không tốt ra khỏi Thiên Quốc.
Khi Phong Khanh Khanh và Diêu Cát đánh nhau, Phong Phi Vân phái Tuyết Lang đi mời Long Thương Nguyệt. Tu vi của Diêu Cát tăng mạnh, đấu ngang tay với Phong Khanh Khanh. Cuối cùng Phong Phi Vân đích thân ra tay mới bắt được nàng. Mắt Diêu Cát ngập nước đa tình hỏi. Phong Phi Vân, người thật sự muốn xử phạt ta sao? Bộ dáng Diêu Cát đáng thương, như thể nhìn thấu tình cảm giả dối trên đời này. Phong Phi Vân không mắc mưu. Đừng giả bộ nữ hài tử tội nghiệp bị thương. Diêu Cát mặt hao ra phấn, mắt ngập nước như thể bị ăn hiếp thê thảm. Dù sao ta là loại nữ nhân chủ động dâng hiến, không được xem trọng nhất. Nhưng không chỉ mình ta muốn giết Long La Phù, ta chờ xem ngươi có thể xuống tay với vị hôn thê của mình không. Phong Phi Vân vuốt đầu Diêu Cát, ngón tay luồn qua sợi tóc mềm mại. Phong Phi Vân nói, vẫn chưa chịu nhận sai, Long La Phù chỉ mang thai một đứa con, nàng ấy có lỗi gì? Vậy ta có lỗi gì? Ta chỉ gai mắt nữ nhân khác có con của ngươi, một mình trốn đến biển Bắc hờn dỗi, vừa lạnh lẽo vừa cô đơn. Ngươi cho rằng ta là quỷ thì không thấy lạnh sao? Ngươi nghĩ ta là quỷ thì không có trái tim? Phong Phi Vân đứng thẳng, nói. Nếu nàng thấy lạnh thật thì theo ta ra ngoài đi, ta có một đất phong, mặc dù không lớn nhưng cũng cỡ trăm vạn dặm, đủ cho nàng xây dựng tòa quỷ vực. Khi đó nàng muốn phá thế nào thì tùy. Mắt Diêu Cát sáng rực, không còn bộ dáng chịu uất ức. Thật không? Phong Phi Vân gật đầu, hồi quan ấn đại ti bộ thổ trước mặt Diêu Cát. Một tay Phong Phi Vân nâng quan ấn, một tay chắp sau lưng nghênh ngang rời đi. Diêu Cát có khuôn mặt, vóc dáng như thiếu nữ nhưng nàng là loại nữ nhân quen ngồi bề trên, say mê quyền lực hơn tu luyện nhiều. Được Phong Phi Vân hứa hẹn, Diêu Cát hân hoan vội chạy theo hắn, ôm tay hắn. Lại giải quyết một người. Phong Khanh Khanh cầm trường kiếm xương trắng bị bỏ rơi ở biển Bắc. Phong Khanh Khanh nhìn Phong Phi Vân và Diêu Cát có đôi có cặp rời đi, nàng bỗng thấy mình hơi dư thừa. Phong Khanh Khanh thầm nghĩ. Ta dư thừa, sao có thể? Phong Phi Vân mang Diêu Cát trở về Thiên Tâm Phật Thành. Tuyết Lang sớm dẫn Long Thương Nguyệt chờ trong Phật Thành. Long Thương Nguyệt đã đấu với Tuyết Lang một trận, nhưng tu vi của nàng không đấu lại Tuyết Lang. Long Thương Nguyệt mặc áo đen dán sát người, đứng im trong Phật Điện. Tuyết Lang quỳ dưới đất, cúi đầu hướng Phong Phi Vân. Chủ nhân, ta đã giam cầm nàng. Quay về đi, sau này không cần quỳ nữa. Phong Phi Vân liếc Long Thương Nguyệt rồi rời tầm mắt, nói. Hôm nay mệt quá, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Mọi người đều đi ra, Phong Phi Vân là người cuối cùng rời khỏi Phật Điện. Phong Phi Vân nhìn bóng lưng Long Thương Nguyệt đứng im không nhúc nhích, hắn bước ra Phật Điện, đóng cửa lại. Trong Phật Điện, Long Thương Nguyệt không kiềm được nói. Phong Phi Vân, từ đầu đến cuối ngươi luôn bảo vệ Long La Phù. Vì trợ giúp nàng leo lên ngai vàng, ngươi ép chết mẫu thân của ta. Có phải bây giờ ngươi muốn tử hôn, để Long La Phù làm vị hôn thê của ngươi? Phong Phi Vân đứng bên ngoài Phật Điện, không lên tiếng. Trong đám nữ nhân, mâu thuẫn hóc búa nhất là hai tỷ muội ruột Long Thương Nguyệt và Long La Phù. Trước mặt Phong Phi Vân chưa có cách nào giải quyết. Cuối cùng Phong Phi Vân không nói một câu, bước đi. Có lẽ hắn nên để Long Thương Nguyệt yên lặng một mình. Thật là vấn đề khiến người nhức đầu. Trong thiên quốc có ban ngày và đêm đen. Khi màn đêm buông xuống, Phong Phi Vân lại đến ngự thú trai. Phong Phi Vân không đánh động ai, hắn vào Phật tháp Phù Thanh Họa đang ở. Trong Phật tháp sáng đèn Phật, bên trong đấu dầu Phật là linh dược tốt nhất, có ích rất lớn cho tu sĩ tu luyện. Phong Phi Vân đi tới bên dưới pho tượng Phật Đà màu vàng, ngồi trên bồ đoàn. Phong Phi Vân trầm ngâm thật lâu, nói. Hãy nói xem chân Phật có thể tứ đại giai không? Chân Phật có thể tứ đại giai không? Tứ đại giai không? Thanh âm văng vẳng trong Phật tháp. Phù Thanh Họa đứng bên trên Phật tháp, mặc áo Phật trắng, tóc dài rũ xuống mặt đất, kẹp tóc cột lại mái tóc. Phù Thanh Họa nhìn xuống dưới hơn 10 trượng, Phong Phi Vân chỉ lớn cỡ đồng tiền. Phong Phi Vân dịu dàng nói. Chắc cũng không thể. Phong Phi Vân nói. Hãy nói xem chúng ta có nên hưởng thụ hồng trần trong hiện thực. Hay truy cầu tiên đạo, Phật đạo hư vô mờ mịt. Phù Thanh Họa nhíu mày, trong thời gian gần đây nàng luôn tự hỏi mình vấn đề này. Là nên hưởng thụ hồng trần trong hiện thực, hay truy cầu tiên đạo, Phật đạo hư vô mờ mịt. Xem ra nàng không thể quyết định, hãy để ta nói cho nàng biết. Phong Phi Vân leo lên Phật tháp từ bao giờ, nàng dọc theo hành lang dài rát vàng khảm ngọc đi hướng Phù Thanh Họa, khí thế áp đảo.
Phong Phi Vân ôm trầm Vu Thanh Họa. Nàng đã được định trước không thể thành Phật, tâm tính của nàng không ngừng rút lui, nàng sẽ rơi vào hồng trần. Không, sẽ không. Vu Thanh Họa cắn môi đỏ mọng, đấm nhẹ ngực Phong Phi Vân. Nhưng khi Phong Phi Vân hôn lên môi nàng, Vu Thanh Họa không còn sức đánh hắn. Thân thể mềm mại ngã vào ngực Phong Phi Vân, đôi tay ngọc ôm cổ hắn. Khi buổi sáng ngày thứ hai đến, Phong Phi Vân rời khỏi Phật Tháp, hít không khí trong lành, sửa sang quần áo, tinh thần phấn khởi. Phong Phi Vân rời khỏi ngự thú trai, trở về thiên tâm Phật Thành. Long Thương Nguyệt vẫn còn đứng trong Phật Điện, Tu Vi đã bị giam cầm. Phong Phi Vân mở cửa Phật Điện, đến trước mặt Long Thương Nguyệt, vỗ nhẹ vai nàng, giam cầm biến mất. Nhưng Long Thương Nguyệt vẫn đứng im, ánh mắt tàn nhẫn lạnh lùng trừng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói, khi mẫu thân nàng chết đã giao nàng cho ta, đương nhiên ta sẽ không đối xử tệ với nàng. Nàng tu luyện tà linh tầm bảo thuật, cắn nuốt lực lượng của người khác để mình mạnh lên. Thiên quốc không thích hợp cho nàng tu luyện, hãy đi theo ta. Long Thương Nguyệt nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, xoay người đi. Đến trước cửa Phật Điện, Long Thương Nguyệt nói, sau khi rời khỏi thiên quốc ta muốn tự mình đi tu hành. Phong Phi Vân nói, tại sao quyền tự do của nàng? Long Thương Nguyệt đi rồi Phong Phi Vân không lo nghĩ chuyện này nữa, hắn định bế quan tu luyện. Trên bầu trời, một dòng sông Phật khí màu vàng bay tới bên trên Phật Điện, giáng xuống muôn vàn Phật quan. Nguyên thiên tâm Phật Thành bao phủ trong ánh sáng vàng. Đây là tinh hoa Phật khí, lực lượng tinh thuần nhất trên đời. Phong Khanh Khanh, Tuyết Lang, Diêu Cát sẽ không bỏ qua cơ hội tăng tu vi tuyệt vời này, các nàng tu luyện trong thiên tâm Phật Thành. Từng đợt tinh hoa Phật khí chui vào cơ thể Phong Phi Vân, như các giọt mưa thấm vào đất đai khô cạn, khiến tu vi của hắn không ngừng tăng lên, lực lượng càng lúc càng mạnh mẽ. Phong Phi Vân vốn đến cảnh giới sơ kỳ Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên, hắn không chỉ sử dụng tinh hoa Phật khí đột phá đến đỉnh Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên, còn muốn nương lần bế quan này tu luyện ra vực thuộc về mình. Vực là phôi thai một thế giới, chẳng qua là thế giới thuộc về tu sĩ, dùng lực lượng ngưng tụ ra vực. Tại sao tu sĩ tu luyện đến Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên mới đột phá vũ hóa cảnh được? Đấy là vì phải là Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên mới tu luyện ra vực, vực là nền móng để đột phá vũ hóa cảnh. Cho nên dù đến Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên, nếu không thể tu luyện ra vực thuộc về mình thì không có tư cách trùng kích vũ hóa cảnh. Đối với tu sĩ, tu luyện ra vực có chia đẳng cấp mạnh yếu. Như Phi Viện Công Chúa tu luyện Lang Oàn Kiếm vực là vực siêu mạnh. Sau khi được truyền thừa Bạch Chu Thánh Tổ, Phi Viện Công Chúa tu luyện Bất Tử vực càng thuộc đẳng cấp đỉnh cao. Phi Viện Công Chúa đã đến Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng Thiên, một mình sở hữu hai vực, sức chiến đấu vô địch trong cảnh giới này. Phi Viện Công Chúa có thể vượt cảnh giới giết người. Đây là tác dụng của vực. Tu luyện ra vực cường đại có thể dùng vực của mình áp chế vực của đối phương, từ cảnh giới thấp đánh tu sĩ cảnh giới cao hơn. Tu sĩ bình thường muốn tu luyện ra vực của mình phải mất mấy trăm năm hay mấy ngàn năm, có khi suốt đời cũng không tu luyện ra vực được. Dù là những thiên tài tuấn kiệt, cần mấy chục năm để tu luyện ra vực thuộc về mình. Phong Phi Vân không cần lâu như thế, bởi vì hắn hiểu khá rõ quy tắc, nguyên lý của vực, hắn không cần tham ngộ từng bước một. Người Phong Phi Vân bốc cháy ngọn lửa vô tận, biến thế giới quanh thân thành thế giới lửa. Đây là Phượng Hoàng Nhiệt Hỏa. Những ngọn lửa không ngừng diễn biến thành các cọng lông chim đỏ rực, cuối cùng thành những cọng lông Phượng Hoàng trong suốt lấp lánh. Phượng Hoàng vũ lại lần nữa lột xác, tổ hợp với nhau thành con Phượng Hoàng rực cháy ngọn lửa. Phượng Hoàng hót vang, thanh âm sắc nhọn làm khung trời run rẩy. Rất nhanh, con Phượng Hoàng thứ hai thành hình, Phượng Hoàng thứ ba. Mãi khi Phong Phi Vân ngưng tụ bốn con Phượng Hoàng bảo vệ bốn phương, lửa lông chim, cực kỳ thần tuấn như bốn thần Phượng sống. Phong Phi Vân phun ra năm chữ. Phượng Hoàng hỏa thần vực. Bốn con Phượng Hoàng thành bốn ngọn núi cháy rực lửa, hư không xung quanh đầy ảo ảnh Phượng Hoàng bay lượn, bao bọc thiên tâm Phật thành lại. Hư không vạn dặm biến thành hỏa vực. Phong Khanh Khanh, Diêu Cát, Tuyết Lang tu luyện trong thiên tâm Phật thành bị lực lượng trùng kích thức tỉnh. Lực lượng hỏa vực làm các nàng không thể chống cự, lùi ra thiên tâm Phật thành. Tuyết Lang kinh ngạc nói. Trời! Chủ nhân tu luyện ra Phượng Hoàng hỏa thần vực, đây là một trong các vực đỉnh cao nhất thiên địa. Chỉ có Phượng Hoàng yêu tộc mới tu luyện ra loại vực này được. Phong Khanh Khanh hỏi, loại vực này mạnh lắm sao? Tuyết Lang trả lời,
Phượng Hoàng được gọi là thần điểu lửa. Phượng Hoàng hỏa thần vực đại biểu thành tựu đỉnh cao nhất trong hỏa diễm tiên đạo. Hỏa thần ra, đốt trời nấu biển. Sau khi Phong Phi Vân tu luyện ra Phượng Hoàng hỏa thần vực, hắn không ngừng tu luyện, tiếp tục tham ngộ lực lượng vực. Ngọn lửa xung quanh rút vào cơ thể Phong Phi Vân, từng đợt Phật quang màu vàng loa ra khỏi người. Cơ thể Phong Phi Vân như biến thành Phật đà màu vàng, người phát ra Phật quang sáng chói lòa, dưới thân tự động có một tòa Phật đài 72 phẩm, sau gáy có vòng Phật to lớn. Trong không trung vang lên ức vạn phản âm, ảo ảnh 3.000 chân Phật xuất hiện quanh người Phong Phi Vân. Phật tu toàn thiên quốc, đệ tử trong ngự thú trai hay linh thú Phật tu đều nghe tiếng Phật âm, bọn họ quỳ dưới đất, vái lạy hướng thiên tâm Phật thành. Kim Tàm Phật vực, ba lão tổ tu vi mạnh nhất thiên quốc cũng quỳ dưới đất, mắt thành kính, miệng niệm Phật, liên tục lạy. Bùm! 3.000 ảo ảnh thần Phật vỡ thành mấy mảnh sắc vàng. Mảnh vỡ nhiều cỡ 108.000 miếng biến thành 108.000 Phật tàm màu vàng. Hình dạng mỗi Phật tàm khác nhau, có ngước nhìn trời, cúi đầu xem đất, có người ngộ đạo, bò vặn vẹo. Các loại hình dạng hiện ra, cuối cùng biến thành một tòa Kim Tàm Phật vực. Kim Tàm Phật vực cực kỳ cường đại, bên trong chứa Phật tinh, hơi thở vô cùng thánh khiết. Tuyết Lang giật mình kêu lên. Tu luyện ra tận hai vực, và đều cực mạnh. Tuyết Lang càng hiểu nhiều về Phong Phi Vân thì càng giật mình hơn. Phật khí rút vào cơ thể Phong Phi Vân, nhưng hắn không ngừng tu luyện. Không lâu sau, trong cơ thể Phong Phi Vân lao ra một vạn dị thú chiến hồn, những dị thú chiến hồn dữ tợn khủng bố, hơi thở hoang dã, rất đáng sợ. Vạn thú chiến hồn mở rộng thành thế giới mãng hoang. Lực lượng đối lập rõ ràng với Kim Tàm Phật vực vừa rồi, máu me và trong truyền thuyết như có một ôn giả vạn thú xuất thế. Những dị thú chiến hồn nhờ tinh hoa Phật khí dựng dục càng ngày càng lớn mạnh. Có dị thú chiến hồn tu luyện 600-700 năm được nhiều lực lượng gia cố thì đến đẳng cấp hồn linh thú ngàn năm. Những giọt tinh hoa Phật khí màu vàng bay vào cơ thể các linh thú chiến hồn, chúng nó không ngừng mạnh mẽ hơn. Growl. Không biết qua bao lâu, linh thú chiến hồn thứ nhất đến đẳng cấp tu vi 2.000 năm. Rồi linh thú chiến hồn thứ hai, thứ ba, thứ bốn, tất cả đến đẳng cấp linh thú 2.000 năm. Sau khi đến đẳng cấp 2.000 năm thì linh thú đó tương đương sức chiến đấu của tu sĩ từ Niết Bàn đệ nhất trọng thiên đến đệ tam trọng. Tốc độ tinh hoa Phật khí tiêu hao càng lúc càng nhanh, mỗi một giây có một vạn giọt bị linh thú chiến hồn tiêu hao hết. Lại có 42 linh thú chiến hồn đột phá đến đẳng cấp linh thú 3.000 năm. Đa số đẳng cấp linh thú 3.000 năm có lực lượng ngang ngửa sức chiến đấu Niết Bàn đệ tứ trọng thiên, hay thậm chí Niết Bàn đệ ngũ trọng thiên, đệ lục trọng. Đương nhiên do tu vi của Phong Phi Vân khiến sức chiến đấu của 42 linh thú đẳng cấp 3.000 năm đều ở cảnh giới Niết Bàn đệ tứ trọng thiên. Trừ 42 linh thú chiến hồn này ra, các linh thú chiến hồn khác ngừng lại ở tu vi đẳng cấp 2.000 năm, không tăng tiến thêm được. Đối với thú tu thì 3.000 năm là một cửa ải, chỉ linh thú có huyết mạch thái cổ thánh thú mới dễ dàng sống đến 3.000 năm. Linh thú bình thường khó thể sống trên 3.000 năm. 42 linh thú chiến hồn có huyết mạch thái cổ thánh thú, tuy dòng máu mỏng manh nhưng đây là huyết mạch của chúng nó, là nguyên nhân chúng vượt qua linh thú khác. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Xem ra nên đào thải một đám linh thú chiến hồn, trở về Trung ương Vương Triều thứ 6 mua một đám linh thú chiến hồn có huyết mạch thái cổ thánh thú. Phải khiến nhiều linh thú chiến hồn hơn lên đến đẳng cấp 3.000 năm. Phong Phi Vân tu luyện ra 3 tòa vực, so sánh thì vạn thú chiến vực yếu nhất. Chỉ có thể đánh ra lực lượng 42 linh thú 3.000 năm, tức là sức mạnh 42 tu sĩ Niết Bàn đệ tứ trọng thiên. Nhìn như lợi hại thật ra không là gì. Ví dụ một tu sĩ Niết Bàn đệ tứ trọng thiên lấy linh khí thất phẩm ra có thể phát huy lực công kích gấp 5-60 lần. Linh thú chiến hồn không ngăn nổi. Nếu tu sĩ Niết Bàn đệ tứ trọng thiên lấy linh khí cửu phẩm ra thì lực công kích càng đáng sợ hơn nữa. Tu sĩ Niết Bàn đệ tứ trọng thiên đánh ra lực lượng một quyền có thể gọi là một. Vậy tu luyện công pháp, thần thông, sử dụng linh khí, phù lục sẽ tăng phúc cho một. Đây là lý do tại sao Phong Phi Vân đánh ra lực lượng 42 tu sĩ Niết Bàn đệ tứ trọng thiên không ngăn nổi một linh khí của người ta. Cho nên Phong Phi Vân phải đổi linh thú chiến hồn trong người, khiến nhiều linh thú chiến hồn đến đẳng cấp 3.000 năm hơn. Nếu có 100 linh thú chiến hồn đẳng cấp 3.000 năm thì tức là lực lượng 100 tu sĩ Niết Bàn đệ tứ trọng thiên. Nếu 200 linh thú chiến hồn đến đẳng cấp 3.000 năm tức là lực lượng 200 tu sĩ Niết Bàn đệ tứ trọng thiên.
nếu một vạn linh thú chiến hồn đến đẳng cấp 3.000 năm tức là lực lượng một vạn tu sĩ Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên. Một khi đến cảnh giới này là vô địch tuyệt đối trong Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên, thậm chí giết thiên tài tuấn kiệt Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng Thiên. Đương nhiên đây chỉ là lực lượng vạn thú chiến vực, Phong Phi Vân còn Phượng Hoàng Hỏa Thần Vực, Kim Tàm Phật Vực. Mọi chuyện đã kết thúc. Nhiều người hiểu biết về vực rất là giật mình. Một người có đến 3 tòa vực, sẽ hù người trẻ tuổi tự cho là thiên chi kiêu tử bật khóc. Phong Phi Vân ngồi trong Phật Điện trên mây như lão tăng ngồi thiền, ngồi im không nhúc nhích. Bóng một vạn linh thú chiến hồn lao vào người Phong Phi Vân. Dần dần có thiên địa quy tắc vận chuyển trên người Phong Phi Vân, xung quanh di chuyển từng lũ lực lượng quy tắc vòng quanh người hắn. Cái này, chẳng lẽ tu luyện thêm vực nữa? Tuyết Lang cảm giác trái tim sắp ngừng đập, có thể tu luyện ra 2 tòa vực đã là đệ nhất thiên kiêu một chủng tộc, ví dụ như Phi Viện Công Chúa. Phong Phi Vân nghịch thiên tu ra 3 tòa vực, bây giờ hắn định tu luyện thêm vực thứ 4. Cơ thể Phong Phi Vân như biến thành một thế giới, nhiều quy tắc sinh ra, trưởng thành, hủy diệt trong người hắn. Đây là một tòa đại diễn thế giới. Phong Phi Vân dung nhập số địa diễn vào cơ thể, xây dựng thân thể mình thành một tòa đại diễn thế giới, tiếp đó lại thông qua đại diễn thế giới tu luyện ra kiếp diệt vạn đạo pháp. Giờ phút này, đại diễn thế giới đã bắt đầu ảnh hưởng quy tắc không gian xung quanh, thay đổi quy tắc không gian cô đọng ra đại diễn vực. Đại diễn vực này Phong Phi Vân dùng cơ thể của mình làm cơ sở tu luyện ra, dùng đại diễn thuật thôi diễn ảnh hưởng quy tắc hư không xung quanh ngưng tụ ra phôi thai một tòa vực, một táo vực quy tắc. Không thể nào, không thể nào, chỉ có thánh linh trong truyền thuyết mới có tình huống được 4 tòa vực. Không phải thánh linh nào cũng làm được điều này. Phong Phi Vân đang trùng kích cực hạn cơ thể. Trước kia Phong Phi Vân chưa từng thấy hai một mình được 4 vực, kiếp trước hắn chỉ tu luyện ra 2 vực là Phượng Hoàng Hỏa Thần Vực, Vạn Thú Chiến Vực. Đại diễn vực rất khó ngưng tụ, bởi vì đây là loại vực hư vô mờ mịt, không thể nhìn bằng mắt thịt, chỉ có thông qua cảm ngộ quy tắc thôi diễn, kết nối bản thân cùng thiên địa. Chắc chắn sẽ tu luyện thành công, một khi tu luyện ra đại diễn vực, ta không chỉ sinh ra kiếp lực trong người, thậm chí khống chế kiếp lực trong thiên địa. Hiện giờ Phong Phi Vân tu luyện ra kiếp diệt vạn đạo pháp là kiếp lực sinh ra từ cơ thể mình. Kiếp lực trong thân thể hữu hạn, nếu tu luyện ra đại diễn vực, thế giới bản thân liên kết với đại thế giới bên ngoài do đó khống chế kiếp lực của đại thế giới. Kiếp lực của đại thế giới là vô cùng tận. Đây là sự đột phá bản thân trước giờ chưa từng có, đế chủng truyền kiếp diệt vạn đạo pháp CSO Phong Phi Vân cũng không ngờ. Phong Phi Vân thôi diễn đại diễn vực câu thông thiên địa, điều động kiếp lực đại thế giới. Bùm! Lực lượng quy tắc vỡ nát. Thất bại. Lần nữa. Phong Phi Vân không bỏ cuộc, lại ngưng tụ lực lượng quy tắc khác. Lần lượt thất bại, khi Phong Phi Vân ngưng tụ lần thứ 58 thì thành công ngưng tụ đại diễn vực. Lực lượng quy tắc thiên địa vận chuyển quanh người Phong Phi Vân, sinh sôi không dứt, thật lâu bất diệt. Phong Phi Vân cười sang sảng. Hắn ngồi trong Phật Điện Thiên Tâm Phật Thành, tay chỉ hư không bên ngoài. Địa kiếp. Trên đại lục bên dưới Thiên Tâm Phật Thành, một dòng sông dung nham tuôn ra vọt lên cao, như con rồng lửa lướt qua bầu trời. Đất đai vỡ ra, các con sông dung nham bắn lên cao, nhiệt độ nóng cháy ánh đỏ bầu trời. Phong Phi Vân không sử dụng kiếp lực quá mức, hắn điều khiển sông dung nham chìm xuống lòng đất. Phong Phi Vân vốn định thử lực lượng tử kiếp nhưng không tìm được nhân tuyển thích hợp trong thiên quốc, chờ ra ngoài tính tiếp. A, à, Phong Phi Vân cảm giác trong cơ thể vẫn đang diễn biến, còn dư lực lượng vực. Chuyện gì đây? Có 4 tòa vực đã là cực hạ, chỉ một số thánh linh cường đại thái cổ lúc tuổi trẻ làm được. Phong Phi Vân tiếp tục cảm ngộ tự thân, phát hiện những lực lượng vực ẩn chứa trong cơ thể. Phát hiện này làm Phong Phi Vân giật mình. Vực luôn hiện ra ngoài cơ thể. Đại diễn vực cũng hiện ngoài thân thể, chỉ kết nối với người Phong Phi Vân. Sao, lực lượng vực xuất hiện trong cơ thể được? Phong Phi Vân phát hiện lực lượng đó bám vào 1.8.000.000 hạt cho thánh linh. Khi Phong Phi Vân tu luyện đại diễn vực, chúng nó chảy vào cơ thể hắn, ngưng tụ trên cho thánh linh. 1.8.000.000 hạt cho thánh linh như trời sao quay quanh thanh đồng cổ thuyền trong đan điền. Phong Phi Vân chậm rãi điều động lực lượng này. 1.8.000.000 hạt cho thánh linh tỏa sáng càng rực rỡ. Nhìn từ xa cơ thể Phong Phi Vân như ngưng tụ từ ức vạn đốm sáng, toát ra hơi thở thánh linh. Tuy chỉ có một chút hơi thở đã rất kinh người, làm sinh linh thiên quốc run rẩy. Tuyết Lang lẩm bẩm,
chẳng lẽ hắn đang cô đọng thánh vực trong truyền thuyết? Phong Khanh Khanh hỏi. Cái gì là thánh vực? Ta cũng không biết, chỉ suy đoán. Ta từng đọc một điển tịch cổ xưa trong thánh điện hoàng tộc Bạch Chu yêu tộc ghi chép về thánh vực. Nhưng chỉ ít ỏi vài câu, ngược dòng đến trước Cửu Châu sụp đổ, thời đại xa xôi hơn cả thái cổ. Đồn rằng thánh vực là ngưng tụ ý niệm ước vạn thánh linh hình thành, không tồn tại trên đời, chỉ có trong vân chi tiên giới mờ mịt trong truyền thuyết. Tất cả chỉ là truyền thuyết, vì chưa từng có ai thấy vân chi tiên giới, không ai thấy thánh vực. Những điều này đơn giản là truyền thuyết, không thật còn hơn chuyện thần thoại, đa số là người đời trước bại đặt. Phong Phi Vân không rõ xảy ra chuyện gì, hắn chỉ có thể lần mò từng bước một, cô đọng vực tồn tại trong cơ thể. Có phải là thánh vực trong truyền thuyết hay không thì bản thân Phong Phi Vân không rõ ràng, trong tiềm thức hắn cho rằng thánh vực là thần thoại mờ mịt, không mấy tin tưởng thánh vực, vân chi tiên giới có thật. Cô đọng vực trong cơ thể khó khăn hơn cô đọng vực ngoài thân thể, mức độ nhanh chóng cao hơn. Bùm! Ngực Phong Phi Vân nổ tung, đoàn máu bay ra. Bùm! Chân Phong Phi Vân cũng bắn ra máu. Bùm! Một khúc xương vỡ ra thành bột. Cô đọng vực trong cơ thể khó khăn hơn Phong Phi Vân tưởng tượng, thân thể hắn không chịu nổi, liên tục nổ tung. Nếu Phong Phi Vân không tu luyện kim tàm kinh, kim tàm Phật khí sinh sôi không dứt, chữa lành cơ thể thì hắn đã là đống thịt nát. Nhiều người lo lắng, sợ Phong Phi Vân quá cố chấp cưỡng ép tu luyện vực thứ 5 mà chết. Cảnh giới Niết Bàn rất nguy hiểm, nhiều thiên kiêu có tư chất thánh linh đều chết tại cảnh giới này. Nhưng không ai ngăn cản. Vì trong người Phong Phi Vân di chuyển một tia thánh linh khí, ai tới gần hắn sẽ chết. Phong Phi Vân chỉ có thể dựa vào bản thân. Cơ thể Phong Phi Vân liên tục nổ rồi được chữa lành, thân thể tái tạo lại. Cuối cùng trong cơ thể Phong Phi Vân cô đọng ra một tòa vực tụ tập ý niệm một ước 8.000 vạn thánh linh hình thành, như cái lưới đan xen trong thân thể hắn. Thành công! Đương nhiên cơ thể Phong Phi Vân vẫn chưa sánh bằng thân thể thánh linh, không bằng một phần ngàn vạn. Nhưng cái này xem như là thánh phôi, có tư cách vấn đỉnh thánh linh. Phong Phi Vân có cơ hội đến cảnh giới thánh linh lớn hơn tu sĩ khác. Như Dương Thần Thánh Đài, tuy không thể khiến người đến cảnh giới thánh linh nhưng tăng cơ hội trùng kích cảnh giới thánh linh, tăng tư chất bản thân. Sau khi Phong Phi Vân tu luyện vực rất có thể là thánh vực này, thể chất, tư chất của hắn mạnh hơn gấp chục lần. Nhưng hiện tại Phong Phi Vân còn ở mức thiên phú đỉnh đẳng cấp sử thi. Chưa trở thành thiên tài đẳng cấp truyền kỳ. Thiên tài đỉnh đẳng cấp sử thi chênh lệch rất lớn. Nhiều thiên tài tuấn kiệt có thể dẫn 14 dung nham khi độ địa kiếp, được phong làm thiên tài đỉnh đẳng cấp sử thi. Nhưng muốn trở thành thiên tài đẳng cấp truyền kỳ thì khó khăn không thể tưởng tượng. Trừ phi giống Hiên Viên Nhất Nhất bẩm sinh là thiên tài đẳng cấp truyền kỳ, dựa vào cố gắng hậu thiên trở thành thiên tài đẳng cấp truyền kỳ thì từ xưa đến nay không mấy ai làm được. Phong Phi Vân là thân thể bán yêu, thuộc loại thiên phú kém nhất. Nếu không nhờ tu luyện bất tử phượng hoàng thân tăng thể chất, có lẽ bây giờ Phong Phi Vân còn ở trong Linh Châu thành thần tấn vương triều làm thiếu gia ác ôn, cầy quốc quá độ thành bệnh nhân nằm trên giường uống qua ngày. Đạt được tư chất hiện tại là kết quả Phong Phi Vân không ngừng ốp gắng. Có người nói cường giả là 1% thiên phú, 99% mồ hôi, nhưng 1% thiên phú đó quan trọng còn hơn 99% mồ hôi. Lúc tiền bối Cá Tiên Môn dạy đệ tử thường chỉ nói nửa câu đầu, bỏ nửa vế sau. Nếu là vực do ý niệm thánh linh tụ tập vậy miễn cưỡng gọi ngươi là thánh vực đi. Hiện tại cách thiên tài đẳng cấp truyền kỳ đã rất gần, trong thiên tài đẳng cấp sử thi cùng cảnh giới hầu như không ai là đối thủ của ta. Phong Phi Vân thu tia thánh linh khí trên người, đây là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Nếu sử dụng tốt, tia thánh linh khí có thể giết một số hiền giả vũ hóa cảnh yếu. Đương nhiên chỉ có thể dùng một chiêu, không đến lúc bất đắc dĩ Phong Phi Vân tuyệt đối không sử dụng nó, nếu bị người phát hiện hắn tu ra thánh vực sẽ vời đến vô số người tiêu diệt. Phong Phi Vân ở lại thiên quốc gần một năm, tu vi đến đỉnh Niết Bàn đệ tứ trọng thiên. Phong Phi Vân tu luyện 5 tòa vực Phượng Hoàng Hỏa Thần vực, Kim Tàm Phật vực, Vạn Thú Chiến vực, Đại Diễn vực, thánh vực càng thêm hoàn thiện. Phong Khanh Khanh, Diêu Cát, Long Thương Nguyệt cũng tiến bộ nhiều. Phong Phi Vân hẹn 3 năm với Thanh Tế Đại Nhân bán yêu minh đãn đến thời hạn, là lúc rời khỏi thiên quốc. Phong Phi Vân còn rất nhiều chuyện cần làm, đương nhiên chuyện thứ nhất là đi binh doanh đổi quân công. Tu sĩ quân công cao có địa vị rất cao trong Trung ương Vương Triều thứ 6, cũng là một loại bảo vệ bản thân.
ít nhất không ai dám bỗng nhiên giết một chiến vương có công với nhân loại, sẽ bị mọi người thảo phạt. Có quân công thì tăng thêm phần bảo đảm. Phong Phi Vân mang theo Phong Khanh Khanh, Tuyết Lang, Diêu Cát, Long Thương Nguyệt rời khỏi Thiên Quốc, lại đến Binh Doanh. Đã một năm từ khi mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ đóng lại, nhưng Mộc Thần Giá chiến khu vẫn tụ tập nhiều tu sĩ nhân loại. Bọn họ nghe tiếng chạy đến, tìm dị bảo sau cuộc chiến. Có đủ tu sĩ các tộc. Thủy Nguyệt Thánh Nữ tìm được Thánh Linh dụng cụ thiên nhai thước trong mộ táng Thánh Linh, điều này gây náo động lớn trong Trung ương Vương Triều thứ 6, gần như là chuyện rung động lòng người nhất trong một năm nay. Nơi nào có tu sĩ nhân loại thì chỗ đó người ta bàn tán về Thủy Nguyệt Thánh Nữ, đồn thiên nhai thước rất kỳ diệu. Đương nhiên thiên tài tuấn kiệt khác được truyền thừa cường giả thái cổ cũng nổi tiếng như cồn, ai nấy uy chấn thiên hạ, tu vi tăng vùn vụt, trở thành gương mẫu cho thế hệ trẻ, đại chiến tước hương, không ai địch lại. Ngoài binh doanh, mấy tu sĩ đang trò chuyện. Chí bảo trong mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ đã bị lấy đi từ một năm trước, nhưng bây giờ vẫn có tu sĩ các tộc đến tử vận may, hy vọng sẽ tìm được báu vật rơi rớt. Ai, chỉ hận lúc ta biết tin thì quá muộn. Khi ta chạy đến Mộc Thần Giá chiến trường, mộ táng Thánh Linh đã bị cướp sạch sẽ. Hết cách, lúc trước Bạch Chu yêu tộc chuẩn bị đầy đủ, phong tỏa nhiều khu vực, phá hủy cổ trận đài nhiều nơi. Tuy mộ táng mở ra 2 năm nhưng tin tức không lan rộng. Bên nhân tộc chỉ có một số nơi Trung ương Vương Triều thứ 6 biết tin, nghe đồn có một vị chiến thần dám đi chủ trì đại cục. Bây giờ nói mấy cái này có ích gì, dù sao thứ tốt đã bị đám Trung cổ thế gia, tiên thành, thánh phủ Trung ương Vương Triều thứ 6 hốt hết. Chúng ta chỉ có thể liều vận may không chừng nhặt được ít dị bảo. Nói đến thì Cố Gia buồn cười nhất, nhận tin giả tổn thất hơn 10 ức đại quân gia tộc, nghe nói có hiền giả chết. Nhưng một tiểu bối Cố Gia được truyền thừa huyết kỳ bán thánh xem như bù đắp tổn thất, không chừng tương lai trong gia tộc sẽ sinh ra một chí cường. Phong Phi Vân đến Binh Doanh cũng gây náo động, nhưng không vì hắn mà là bốn mỹ nhân đi sau lưng hắn. Các nàng xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, làm nhiều người kinh thán. Diễm phúc sâu thật, ghen tị chết. Chắc không phải là tài tuấn kiệt xuất nào của Trung cổ thế gia đến Mộc Thần Giá chiến khu rèn luyện đi. Nếu là tài tuấn kiệt xuất của Trung cổ thế gia chắc chắn có quân đội gia tộc hộ đạo, làm gì có chuyện dẫn bốn mỹ nhân vào chiến trường vạn tộc. Phong Phi Vân mặc kệ đám người, hắn đi thẳng đến 61. Một số kẻ háo sắc theo đuôi đến quân công bộ. Một tu sĩ kiểm tra quân công nhìn ngây người, gã có bao giờ thấy nhiều mỹ nhân như vậy. Nhìn hoa cả mắt, nhưng tu sĩ kiểm tra quân công thấy rộng biết nhiều, rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi. Ai muốn đổi quân công? Phong Phi Vân lấy lệnh bài quân công của mình ra đưa tới trước mặt tu sĩ kiểm tra quân công. Phong Phi Vân lấy một giới linh thạch ra, đổ nhiều xác tiểu yêu cấp thấp, hơn 10 vạn, xếp thành núi nhỏ trong quảng trường. Số lượng yêu thi khổng lồ làm tu sĩ kiểm tra quân công ngây người, càng khẳng định phỏng đoán của mình. Chắc là tài tuấn kiệt xuất của Trung cổ thế gia, nếu không làm sao lấy ra nhiều yêu thi như vậy được. Làm sao có bốn giai nhân tuyệt trần đi theo. Nhưng khi tu sĩ kiểm tra quân công cầm lệnh bài quân công của Phong Phi Vân thì giật mình không nói nên lời. Tu sĩ kiểm tra quân công suýt rớt trong mắt. Ngươi là bán yêu. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Nhân loại công thần, bán yêu, Phong Phi Vân, chẳng phải bên trên đã viết rõ ràng sao? Nghe hai chữ bán yêu, các tu sĩ nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Tía nó, bán yêu như nô lệ vậy mà mang theo bốn giai nhân tuyệt sắc. Còn thiên lý không? Một bán yêu giết nhiều yêu như thế. Đùa sao? Các tu sĩ lộ vẻ khó tin, mấy kẻ háo sắc thì lộ vẻ độc ác. Bọn họ cho rằng bán yêu nên là nô lệ lao động dưới hầm, không xứng có bốn mỹ nhân làm bạn. Nhiều người nghe nói Phong Phi Vân là bán yêu thì lộ vẻ khinh thường hoặc tiếc cho bốn mỹ nhân, nhưng không ai khiêu khích ra mặt, dù sao chỗ này là binh doanh. Tu sĩ kiểm tra quân công tính điểm xong đọc tổng số hơn 10 vạn yêu thi. Tổng cộng là 672, 543 điểm quân công. Hơn 600 điểm quân công là con số khổng lồ. Đám thiên tài tuấn kiệt Trung cổ thế gia dẫn theo quân đội gia tộc vào chiến trường vạn tộc một năm chưa chắc kiếm được nhiều quân công như thế. Phong Phi Vân chỉ ậm ừ, lấy giới linh thạch thứ hai ra, đổ ra hơn 10 vạn xác tiểu yêu. Cái gì, vẫn còn nhiều yêu thi như vậy? Mọi người giật mình, dụi mắt, cảm giác đang nằm mơ. Tài tuấn Trung cổ thế gia lấy ra nhiều yêu thi thế này sẽ dẫn đến náo động chứ nói gì một bán yêu. Nhưng mấy năm nay mộ táng Thánh Linh xuất thế,
Các tộc tụ tập ở Mộc Thần giá chiến khu khiến yêu tộc tử thương nặng nề, mỗi ngày có nhiều yêu thi chuyển về binh doanh, vì vậy tình huống không đến mức náo động. Tu sĩ kiểm tra quân công nói. Tổng cộng 1024, 671 điểm quân công, thêm vào lúc trước 672. 543 điểm quân công, 266. 543 điểm quân công lúc trước đã tích lũy, tổng số là 1963. 757 điểm quân công, chúc mừng ngươi trở thành đại công thần của nhân tộc, có thể nhận đại công thần quân lệnh. Công thần, đại công thần, chiến vương là xưng hô sau khi lập quân công, trong quốc gia nhân loại được đối xử khác nhau. Đừng vội. Phong Phi Vân cười cười lấy ra hai giới linh thạch, đổ hai đống yêu thi. Một đống có 3 vạn xác yêu thi, đống khác hơn 30 vạn yêu thi. Yêu thi chứa trong 4 giới linh thạch này toàn là xác tiểu yêu. Phong Phi Vân theo sau đại quân Bạch Chu yêu tộc nhặt được trước khi vào mộ táng Bạch Chu Thánh Tổ. Tuy quân công tiểu yếu không nhiều nhưng ưu điểm là lượng khổng lồ. Cộng yêu thi hai giới linh thạch lại, Phong Phi Vân đã tích lũy 3657. 891 điểm quân công. Tu sĩ kiểm tra quân công ghi chép mỏi tay, nỗi lòng phức tạp. Ngươi còn muốn đổi quân công không? Đương nhiên. Phong Phi Vân lấy ra một giới linh thạch, số lượng yêu thi khá ít. Chỉ có 300. Nhưng 300 yêu thi này khí thế khổng lồ, dù đã chết vẫn đọng lại một phần yêu hồn trong thi thể, khí thế khiếp người. 300 yêu thi đa số tu vi là Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên. Một yêu thi Niết Bàn Đệ Tam Trọng Thiên đổi một điểm quân công. Một yêu thi Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên đổi 30 đến 50 điểm quân công. Tu sĩ kiểm tra quân công nhanh chóng tính số quân công rõ ràng, tay run rẩy nói. Tổng cộng là 9976, 6 điểm quân công, tiếc qua, chỉ thiếu 23, 4 điểm quân công là trở thành chiến vương. Đám tu sĩ vây quanh thở phào, may mắn bán yêu này không trở thành chiến vương, không thì quá nghịch thiên. Nếu bán yêu trở thành chiến vương, đám tu sĩ khao khát sắc đẹp của Phong Khanh Khanh, Tuyết Lang, Diêu Cát, Long Thương Nguyệt sẽ kiêng dè vài phần, ít nhất ngoài sáng không dám cướp người. Phong Phi Vân cười nói. Không cần tiếc, ta tù binh một yêu tộc, chắc có thể đổi đủ quân công. Tuyết Lang mặc lụa đỏ, gợi cảm yêu diễm, da thịt tuyết trắng. Tuyết Lang thướt tha đi tới, khom eo nhỏ. Tuyết Lang hành lễ trước mặt Phong Phi Vân. Chủ nhân, Phong Phi Vân nói. Đây là Bạch Chu yêu tinh Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng Thiên, còn là hoàng tộc Bạch Chu yêu tộc, người xem có thể đổi bao nhiêu quân công. Câu nói này vang lên làm mọi người hết hồn, không biết nên nói cái gì. Nếu nói đống xác tiểu yêu là bán yêu may mắn nhặt được vậy Bạch Chu yêu tinh Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng Thiên này là sao? Yêu tộc Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng Thiên tuyệt đối không thần phục trước bán yêu nhỏ yếu, càng sẽ không gọi bán yêu là chủ nhân. Huống chi còn là hoàng tộc của Bạch Chu yêu tộc. Không lẽ đây là đại nhân vật trong bán yêu? Trong bán yêu ra một vị vô thượng thiên kiêu. Đám người không thể bình tĩnh, tiếng ồn ào ngày càng lớn như pháo nổ, rất nhanh khuếch tán nguyên binh doanh. Nhiều tu sĩ chạy tới quân công bộ. Nghe nói một bán yêu bắt tù binh một nữ yêu tinh xinh đẹp Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng Thiên, còn là hoàng tộc Bạch Chu yêu tộc. Không thể nào, bán yêu như nô lệ, làm sao có thể bắt hoàng tộc Bạch Chu yêu tộc. Cảnh tượng tu sĩ kéo vào quân công bộ, cảm thấy rất khó tin. Trong đó bao gồm đệ tử trung cổ thế gia rèn luyện trong Mộc Thần giá chiến khu, có thiên kiêu tiên thành, thánh phủ, cũng có một số lão tổ cổ tộc. 6 nhân 10 mũ 6 không tin một bán yêu có năng lực lớn như thế. Quân công bộ bị đám đông vây quanh chật như nêm cối, ảnh hưởng lớn còn hơn xác yêu vương chuyển vào binh doanh một năm chứa. Tu sĩ kiểm tra quân công ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày không lấy lại tinh thần. Bởi vì lúc trước tu sĩ kiểm tra quân công không cảm nhận được yêu khí từ người Tuyết Lang, tu vi của nàng cao hơn gã một địa cảnh giới. Chắc không phải yêu tộc phái gian tế đến quốc gia nhân loại đi. Không thì sao một bán yêu có thể bắt được hoàng tộc yêu tộc Niết Bàn Đệ Ngũ Trọng Thiên? Nghe đồn trong yêu tộc cũng có bán yêu, không chừng muốn thừa dịp lẻn vào quốc gia nhân loại. Nghe nói Thủy Nguyệt Thánh Nữ lấy đi thánh linh dụng cụ của Bạch Chu yêu tộc, làm cường giả toàn Bạch Chu yêu tộc rất tức giận, bí mật phái một số cường giả yêu tộc cường đại lẻn vào quốc gia nhân loại, định cướp thánh linh dụng cụ, hay là... Mắt Phong Khanh Khanh sinh ra tà khí, quát. Các ngươi còn dám nói bậy nữa có tin là ta xé nát miệng các ngươi ra không? Một nam nhân thấp lùn râu ria xồm xoàm trêu đùa.
mỹ nữ tức giận càng hấp dẫn. Mắt Phong Khanh Khanh ngưng tụ hai tia sáng thành kiếm quang từ trên cao chém xuống. Phập, hai tia sáng đâm thủng ngực nam nhân lùn, đánh bay gã phun ra hai cột máu. Nam nhân thấp lùn gào thét. A, tiện nhân, ngươi dám bị thương ta. Nam nhân thấp lùn bò dậy, định kêu người hùa lên bắt Phong Khanh Khanh. Phong Phi Vân nhí mày, lanh lùng chừng nam nhân lùn. Ngươi còn dám nói bỗ bã có tin là ta giết ngươi không? Bùm! Mắt Phong Phi Vân đỏ lên, sát khí sắc bén, khí thế khổng lồ ập hướng nam nhân lùn, đánh bay gã đi. Hắn có tu vi niết bàn đệ tứ trọng thiên, sao có thể? Bán yêu trẻ tuổi như vậy mà có cảnh giới niết bàn đệ tứ trọng thiên. Nam nhân lùn ho ra máu, vẻ mặt khó tin như thể chứng kiến chuyện giật mình nhất trên đời. Đám thiên tài tuấn kiệt cũng hết hồn. Tu vi đến niết bàn đệ tứ trọng thiên là đã có tư cách đột phá vũ hóa cảnh, cường giả tuyệt đối, trong cổ tộc xứng là lão tổ, bình thường hiếm thấy. Bán yêu niết bàn đệ tứ trọng thiên càng hiếm thấy hơn, toàn là tồn tại được bán yêu minh chú trọng bảo vệ. Chẳng lẽ là vô thượng thiên kiêu được bán yêu minh bí mật bồi dưỡng, muốn để hắn đại biểu bán yêu minh nghênh chiến tài tuấn trong thiên hạ, tranh thủ nhiều địa vị bình đẳng hơn cho bán yêu minh? Nói đùa, vạn vực tranh hùng, thiên kiêu xưng bá. Nhân vật chính luôn là con cái các vực chủ, tài tuấn trung cổ thế gia. Chưa từng nghe bán yêu minh dám phái thiên tài tuấn kiệt đi ra nghênh chiến thiên hạ. Trước kia cũng có chuyện này, nhưng cái gọi là thiên kiêu của bán yêu minh thua thê thảm, từ đó bán yêu minh không làm chuyện mất mặt kia nữa. Phong Phi Vân kiêu ngạo nhìn quét các tài tuấn, lạnh lùng nói. Ai muốn chiến thì ta tùy thời theo, bán yêu rồi sao? Bán yêu vẫn có thể vô địch cùng đẳng cấp. Nhiều anh tài kiệt xuất trung cổ thế gia bị lời nói của Phong Phi Vân chọc giận, cảm thấy bán yêu nói câu đó là khiêu khích. Đám thanh niên tài tuấn hăng hái định xông lên. Dừng tay. Minh Doanh náo động kinh động một lão nhân trong quân công bộ ra mặt. Lão nhân mặc nho bào, thần quang rực rỡ, đầu đội vũ quan. Lão nhân tên Trần Vẫn, một vị túc lão của quân công bộ, đeo công huân chiến vương. Trần Vẫn là một trong mấy chiến vương mạnh nhất Minh Doanh. Đây là chân thân của Trần Vẫn, chiến khí ngút trời, uy chấn nguyên quân công bộ. Đám người hết hồn, đây là uy lực của chiến vương thật. Phong Phi Vân thụt lùi một bước, tim đập nhanh. Phong Phi Vân cảm nhận túc lão quân công bộ cường đại, tu vi lợi hại hơn tuyết lang. Nguyên không gian bị khí thế một mình Trần Vẫn giam cầm. Trần Vẫn cầm quân công lệnh của Phong Phi Vân, nhìn lệnh bài lại ngó hắn, cuối cùng rời mắt sang tuyết lang. Trần Vẫn nói. Quả nhiên có huyết thống hoàng tộc Mộc Thần giá chiến khu, người chính là Phong Phi Vân. Nghe giọng điệu của Trần Vẫn dường như biết tên Phong Phi Vân, khiến hắn rất ngạc nhiên. Phong Phi Vân hỏi, tiền bối biết tên của ta. Trần Vẫn nói, lão phu là người của Trần gia hoàn thiên cảnh trung ương vương triều thứ 6, có nghe nói những sự tích của ngươi. Một bán yêu trẻ tuổi có sự tích gì đáng để nhân vật như Trần Vẫn chú ý. Lòng Phong Phi Vân sinh ra dự cảm không may. Trần Vẫn chưa mở miệng, trong đám tu sĩ có người chợt nhớ ra. Tu sĩ kinh kêu. Nghe nói 3 năm trước lúc mộ táng thánh linh mở ra, thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành chết vào tay bán yêu tên Phong Phi Vân. Có 12 con cái vực chủ, hơn 20 vị tiên thành tuấn kiệt khác cũng không thoát chết. Chuyện này bị vạch ra, đám tu sĩ đến từ 12 cảnh Tây Nam hết hồn. Một năm trước khi tin tức truyền về Cửu Tiêu Tiên Thành gây chấn động lớn, nhiều người có nghe nói. Khi đó Cửu Tiêu Tiên Thành và bán yêu minh suýt đại chiến toàn diện. Ban đầu mọi người nghe tên Phong Phi Vân, bản năng không liên kết hắn và người đã giết thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành. Nhiều người không tin một bán yêu có thể giết thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành. Giờ phút này, chiến vương Trần vẫn nhắc đến khiến đám người nhớ chuyện xảy ra một năm trước. Bán yêu này là kẻ đã giết Tiêu Thiên Duyệt. Thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành thật sự chết trong tay hắn. Nếu hắn có thể giết Tiêu Thiên Duyệt thì bắt hoàng tộc Bạch Chu yêu tộc cũng không lạ. Mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt khác hẳn, có kính sợ, có vui sướng khi người gặp họa, có nghi ngờ. Lòng Phong Phi Vân lạnh lẽo thầm nghĩ. Quả nhiên hiên viên nhất nhất đã nói ra ngoài. Tuy Trần vẫn nhắc đến chuyện này nhưng không hỏi nhiều thêm, dù sao không liên quan gì lão. Nữ yêu tinh có tu vi đỉnh niết bàn đệ ngũ trọng thiên, có thể đổi 400 điểm, nhưng vì nàng là hoàng tộc Bạch Chu yêu tộc nên được 900 điểm. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi trở thành chiến vương thứ 2 của bán yêu minh.
lệnh bài quân công của Phong Phi Vân tự động biến thành Chiến Vương quân công lệnh, quân công 10.776. 6 điểm. Tính quân công thì Phong Phi Vân đã ngang hàng với Trần Vẫn. Cứ thế trở thành Chiến Vương. Nhiều người lộ vẻ khó tin, trong thế hệ trẻ người có thể trở thành Chiến Vương đếm trên đầu ngón tay. 6 thiên kiêu 12 cảnh Tây Nam mới đến trình độ Chiến Vương, thiên tài tuấn kiệt Trung Cổ Thế Gia chỉ có mấy ngàn quân công. Trong Trung Cổ Thế Gia, Tiên Thành, Thánh Phủ quyết định thế hệ trẻ hễ ai trở thành Chiến Vương trước thì đó là người thừa kế đời tiếp theo. Một bán yêu trẻ trở thành Chiến Vương. Những yêu thi này bị đánh dấu quân công để phòng ngừa có kẻ lấy ra đổi quân công lần thứ hai. Trong người Tuyết Lang cũng bị đánh dấu quân công, khắc trên xương nàng, không thể xóa nhòa. Làm vậy để phòng ngừa Tuyết Lang chạy ra quốc gia nhân loại, cũng để ngừa Phong Phi Vân lấy nàng đi đổi quân công lần hai. Giờ mấy chục vạn yêu thi, Tuyết Lang là chiến lợi phẩm của Phong Phi Vân, có thể tùy ý đem đi quốc gia nhân loại buôn bán. Có người đỏ mắt quân công của Phong Phi Vân, nói. Đừng thấy bây giờ hắn đắc ý, chờ hắn trở về La Sát Hoàng sẽ nếm mùi đau khổ. Cửu Tiêu Tiên Thành tuyệt đối không tha CSO1E, vực chủ 12 đại vực cũng không bỏ qua. Hắn mà về Diệp Hồng Cảnh sẽ gây ra sóng to gió lớn. Bán yêu mình có vượt qua được Cửu Tiêu Tiên Thành, 12 đại vực thảo phạt không? Ta đoán hắn không dám trở về Diệp Hồng Cảnh, ở đó chờ đợi hắn không phải nô lệ bán yêu tôn sùng, hoan nghênh mà là vô tận sát kiếp. Phong Phi Vân không quan tâm đám người xì xầm, hắn mang theo Phong Khanh Khanh, Tuyết Lang, Diêu Cát, Long Thương Nguyệt đi cổ trận đài, định quay về Diệp Hồng Cảnh. Dù Phong Phi Vân thừa nhận mình giết Tiêu Thiên Duyệt thì đó là thế hệ trẻ tranh phong, thế hệ trước Cửu Tiêu Tiên Thành muốn tìm hắn tính sổ, trong bán yêu minh sẽ có nhân vật thế hệ trước ra mặt. Bán yêu minh trải rộng khắp quốc gia nhân loại, là thiên hạ đệ nhất đại minh, chưa chắc không đánh lại Cửu Tiêu Tiên Thành. Cho dù Cửu Tiêu Tiên Thành mạnh mẽ, không lẽ dám ngang nhiên giết một vị chiến vương? Phong Phi Vân sẽ không lùi bước, nếu hắn sợ vào hiện tại sẽ bị đám lão nhân bán yêu minh khinh thường. Khi nhóm 5 người Phong Phi Vân bước vào cổ trận đài thì bùn đất bên cạnh trận pháp nhô lên, một bóng đen và một bóng trắng nhanh chóng nhảy vào. Cổ trận đài tỏa sáng, không ai biết trong trận pháp có thêm một trái cây màu đen, một con rùa trắng. Mao Ô Quỳ đội mũ quỷ thuyền đỏ thẫm, nằm trên vai phải của Phong Phi Vân. Bà nội nó, lão tử chờ ngươi suốt một năm bên cạnh cổ trận đài, tiếng ngươi đi đâu một năm nay? Mao Ô Quỳ muốn rời khỏi chiến trường vạn tộc chỉ có thể thông qua cổ trận đài. Nhưng bây giờ rất nhiều tu sĩ nhân loại tìm Mao Ô Quỳ, nó không dám một mình vào cổ trận đài, đành chờ Phong Phi Vân xuất hiện mang nó đi. Thánh thực quả biến nhỏ cỡ trái đào đáp xuống vai trái Phong Phi Vân, nói. Nếu không nhờ mũ đỏ của Gia Gia giấu hơi thở thì chúng ta đã bị người bắt. Mũ đỏ. Phong Phi Vân hơi biến sắc mặt nhìn mũ quỷ thuyền đỏ thẫm đằng đằng quỷ khí trên đầu Mao Ô Quỳ. Phong Phi Vân cười nói. Lão Mao, lấy cái mũ xuống cho ta xem thử, ta kiểm tra giúp ngươi. Mao Ô Quỳ vỗ ria hai móng vuốt trắng ấn quỷ thuyền đỏ thẫm, sợ bị Phong Phi Vân giật mất. Không cho, đây là báu vật lão tử liều mạng mới có, ngươi đừng hòng mơ tưởng nó. Dù gì còn nhiều thời gian, Phong Phi Vân không tranh chấp với Mao Ô Quỳ. Sắp đến Diệp Hồng Cảnh, cổ trận đài khẽ rung, có luồng sáng trắng từ bên ngoài dâng lên. Phong Phi Vân nói, sắp ra khỏi trận đài, Mao Ô Quỳ, Mao Thành Thật, hai người trốn đi. Phong Phi Vân quay về Diệp Hồng Cảnh, chạy thẳng đến đại doanh bán yêu minh. Trong đại doanh bán yêu minh, Phong Phi Vân đi gặp Thanh Tế Đại Nhân ngay. Có người đi thông báo, bán yêu thất giai tự mình tiếp kiến Phong Phi Vân. Thanh Tế Đại Nhân là đại nhân vật trong đại doanh bán yêu minh, tu vi tuyệt đỉnh, có địa vị rất cao trong bán yêu minh Diệp Hồng Cảnh. Được vô số tu sĩ bán yêu kính yêu. Bẩm binh trưởng, tinh anh doanh bán yêu minh Phong Phi Vân rèn luyện 3 năm trong chiến trường vạn tộc đã trở về. Phong Phi Vân đứng trong một phủ đệ nhìn hao sen lửa trên bầu trời. Thanh Tế Đại Nhân đứng trong hao sen lửa, thân hình ngạo nghễ, mắt bắn ra tia sáng chói mắt. Thanh Tế Đại Nhân nhìn Phong Phi Vân, vừa lòng gật đầu, nói. Không tệ, đến Niết Bàn đệ tứ trọng thiên, sao tiến bộ tu vi mau vậy? Có thể nói là kỳ tài ngút trời. Chỉ 3 năm, tu vi của Phong Phi Vân từ Niết Bàn đệ nhất trọng thiên lên đến Niết Bàn đệ tứ trọng thiên, tốc độ tiến bộ nhanh chóng khiến Thanh Tế Đại Nhân rung động. Năm xưa Thanh Tế Đại Nhân cũng không có tốc độ tu luyện khủng như thế.
Phong Phi Vân nghiêm nghị nói. Rèn luyện 3 năm trên chiến trường vạn tộc, ta đã tích lũy đủ quân công, trở thành chiến vương. Chiến vương. Thanh tế đại nhân khó kiềm nén nỗi lòng giật mình, nhìn Phong Phi Vân như ngó quái vật. Quá khó tin. Phong Phi Vân tháo chiến vương quân công lệnh bên hông xuống, quân công lệnh bay vào tay thanh tế đại nhân. Thanh tế đại nhân cực kỳ hưng phấn nói. Quả nhiên là chiến vương, ha 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 ha. Bán yêu minh diệp hồng cảnh ta liên tục ra 2 diệp hồng cảnh, chờ xem đám lão già kia còn nói gì nữa. Thanh tế đại nhân từ trên mây bay xuống trước mặt Phong Phi Vân, tự mình trả quân công lệnh cho hắn. Phong Phi Vân nhận lấy lệnh bài, hỏi. Chẳng lẽ Khổng Hầu đại nhân trở thành chiến vương còn bị ai chê trách? Thì là mấy lão già bán yêu minh của cảnh khác. Thanh tế đại nhân cười nói. Ngươi không cần quan tâm đám người đó, chê trách là không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta dùng thực lực chứng minh mình cường đại. Thanh tế đại nhân đã nói vậy thì Phong Phi Vân không hỏi nhiều. Biểu tình thanh tế đại nhân trở nên nghiêm túc nói. Thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành thật sự bị ngươi giết. Đến rồi. Phong Phi Vân trả lời ngay. Đúng vậy, là ta giết. Con cái vực chủ 12 vực cũng bị ngươi giết. Phong Phi Vân nói. Tuy không phải ta giết nhưng liên quan đến ta. Thanh tế đại nhân đứng im trầm ngâm thật lâu, đột nhiên cười to. Giết hay, tiểu tử, ngươi làm rất tốt. Vốn nên giết huy phong của bọn họ, đừng nghĩ rằng bán yêu minh ta dễ ăn hiếp. Phong Phi Vân ngây người, hắn cứ tưởng Cửu Tiêu Tiên Thành tạo áp lực lên bán yêu minh sẽ xử phạt hắn, ai ngờ là kết quả này. Phong Phi Vân hỏi. Bán yêu minh không sợ bị Cửu Tiêu Tiên Thành trả thù sao? Thanh tế đại nhân hừ lạnh một tiếng. Sợ, tại sao phải sợ, thế hệ trẻ tranh phong, chết trận thì chết, chỉ nói lên tu vi của Tiêu Thiên Duyệt yếu, không xứng đại biểu thế hệ trẻ Cửu Tiêu Tiên Thành nghênh chiến tài tuấn trong thiên hạ. Tiêu Thiên Duyệt chết, Cửu Tiêu Tiên Thành mất mặt, nếu trưởng bối Cửu Tiêu Tiên Thành đến tìm ngươi gây sự thì bên tổng minh sẽ có cường giả đến đối địch. Ngươi nên biết bán yêu minh chúng ta là thiên tài đệ nhất đại minh, chỉ cần đứng bên lý thì chúng ta không sợ ai. Đương nhiên nếu là cường giả thế hệ trước bán yêu minh giết Tiêu Thiên Duyệt thì kết quả lại khác, không chừng gặp toàn bộ đại thế lực Diệp Hồng Cảnh chèn ép. Phong Phi Vân gật đầu, nói,